À, là chuyện gì? Gặp Trần Phi loại biểu tình này, Apple sao có thể còn không đoán được, Trần Phi muốn nói với hắn khẳng định không phải chuyện gì tốt, nhất thời, nàng cặp mắt chính là có chút nước mắt giàn giụa đứng lên. Trần Phi nhìn có chút đau lòng, vội vàng đưa tay đi giúp nàng lau nước mắt. Một bên lau nước mắt, hắn một bên khẽ cắn răng nói, ta hẳn ngày mai hoặc là ngày mốt phải đi tu chân giới. À, Apple cặp mắt lập tức liền đỏ, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Rồi sau đó lại không nhịn được đưa tay nắm Trần Phi tay, trong mắt cầu nước mắt nói, nhanh như vậy, thật phải đi sao? Không thể nhiều đi nữa đợi một đoạn thời gian, nếu không xem ở đây không mặt mũi, nhiều đi nữa lưu lại mấy ngày. Ở trước mặt người ngoài, nàng gần đây đều là cái kiên cường, độc lập nữ cường nhân, tính tình kiên nghị, bởi vì cái này không sai biệt lắm là đàn bà Tây Phương cùng phái. Có thể vào giờ khắc này, nàng cũng rất muốn đem Trần Phi ở lại bên cạnh mình. Vĩnh viễn vậy không nên rời khỏi. Ở trước mặt người ngoài, nàng là nữ cường nhân, ngôi sao lớn, có thể ở chồng mình, lão công trước mặt, nàng nhưng chỉ là một khát vọng bạch mã vương tử cô bé. Bất quá nàng cũng biết Trần Phi không đi là không thể nào, cho nên, nàng chỉ hy vọng Trần Phi có thể nhiều đi nữa lưu một đoạn thời gian, bồi bồi nàng. Không được, nếu như chỉ hoãn nữa mấy ngày đâu, sợ rằng tu chân giới có chuyện ta thì phải không đuổi kịp. Hơn nữa, ta cũng muốn mau chút đi đón Uyển Tình. Trần Phi lắc đầu một cái, nói xin lỗi nói. Uyển Tình tỷ. Apple hơi ngẩn ra, những ngày qua xuống, nàng cũng là biết ở nàng trước, là còn có một tên là, Bùi Uyển Tình, tỷ tỷ, như vậy một người tồn tại. Bất quá nàng nhưng vẫn không biết đối phương tại sao phải bỗng gian biến mất. Mà lúc này Trần Phi một câu nói không đầu không đuôi này, hơn nữa vậy lời nói phức tạp giọng, làm nàng giống như là có chút đoán được cái gì. Lòng vậy đi theo lập tức mềm nhũn. Lão công, bỏ mặc ngươi đi ra ngoài bao lâu, ta cũng sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Còn nữa, ngươi phải đáp ứng ta, chú ý an toàn, bỏ mặc chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải chú ý an toàn. Apple nói theo. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ an an toàn toàn trở về. Hơn nữa, thật ra thì vậy không tưởng tượng như vậy gay gâu, ta đã an bài ta thủ hạ minh thần phủ người, ở lại trên trái đất này. Đến lúc đó ngươi và mụ nếu là muốn ta, hoặc là ta nhớ các người, tùy thời cũng có thể đi qua trở về. Trần Phi xoa xoa Apple nước mắt trên mặt, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, mới cười nói. Ừ, Apple vừa nghe cũng là đạo lý này, cười gật đầu nói. Còn nữa, ta dạy ngươi tu luyện công pháp nhất định không thể lười biếng, nhất định phải chăm chỉ luyện tập, biết không? Trần Phi lại nghĩ tới cái gì? Đưa tay ở đó Apple tiếu trên mũi nhẹ nhàng quát cạo, nói. Ừ, người yên tâm, ta biết. Apple lập tức gật đầu một cái, rồi sau đó hắn hai tròng mắt hiện ra lau một cái nóng như lửa, mị miễn cưỡng con ngươi, nhìn Trần Phi, hai tay thật chặt ôm vào Trần Phi trên mình, mềm môi dán lên. Lão công tối nay ta đi người vậy đi ngủ. Ô, hả, tốt, được rồi. Một ngày sau, Trần Phi bước lên đám mây, từ vậy thành phố Bắc Sơn lúc rời đi. Khóe mắt vẫn là hơi rơi xuống hai vết giọt lệ. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nếu không phải bởi vì đã bước lên con đường này, không có biện pháp quay đầu lại nữa, hắn lại sao có thể không muốn để lại trên trái đất hoan hoan nhạc nhạc, bầu bạn người nhà, bầu bạn thê tử, vui vẻ hòa thuận. Có thể thực tế cuối cùng là thực tế, không thể nào để cho hắn như vậy gọi lòng như ý. Thân là người đàn ông. Hắn đầu tiên thì không thể bỏ qua Bùi Uyển Tình không để ý. Huống chi Tần Cung cũng vẫn là một to lớn, nguy hiểm tai họa ngầm. Nếu là đối phương kéo nhau trở lại, sợ rằng trái đất này cũng có thể bị hủy diệt. Cái này tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên, hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, đổi được mạnh hơn. Trần Phi âm thầm nắm quả đấm một cái, vèo một tiếng. Hóa là một đạo cầu vòng phá vỡ chân trời, cuối cùng là từ vậy đám mây trên hoàn toàn biến mất không thấy. Minh thần phủ, sâu trong lòng đất vậy linh phẩm địa cấp linh mạch chính giữa. Ánh sáng u ám khổng lồ thế giới lòng đất chính giữa, một tòa cao lớn thạch đài cao vút, trải hắc thạch bản, lưu chuyển màu đỏ thẫm sạch bóng, bát ngát vô cùng, tựa như là điểm tướng đài. Mà ở đó trên thạch đài, chính là đứng vững có mấy trăm đạo màu đỏ nhạt tượng đá. Trông rất sống động, giống như vật còn sống. Mà lúc này, ở nơi này chút giống như vật còn sống màu đỏ nhạt tượng đá trên mình, chính là loáng thoáng tràn ngập vừa dày vừa nặng chiến ý, vậy chiến ý ngưng tụ, trình độ cường hãn,
chỉ sợ là liền chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ tới, cũng không thế nào gánh nổi. Nhưng chính là ở kinh khủng này chiến ý chính giữa, một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở đó thạch đài phía trước, nguy nga sừng sững, dáng sừng sững không nhúc nhích, giống như là chút nào không bị vậy sợ rằng chiến ý ảnh hưởng, làm người ta kinh ngạc. Oanh! Bất quá liền sau đó một khắc, khí thế kinh khủng từ vậy màu đỏ nhạt tượng đá nhóm chính giữa bộc phát ra rồi, rắc rắc tiếng rắc rắc vang rồi. Một mảnh mảnh hòn đá, là từ tượng đá kia trên mình rụng, lộ ra từng đạo loang loáng bóng người. Xem ra là cũng sống lại à, bất quá, mới tới giống như cho ta ra oai phủ đầu sao. Ha ha, cái này không thể được sao. Vậy sừng sững ở thạch đài phía trước bóng người khẽ mỉm cười, bàn tay lộn một cái, một đoàn cổ quái màu tím đám mây, trực tiếp là giống như hơi nước vậy lần lạp lạp phát ra mở ra. Vậy sương mù sáp nhập vào tay hắn chính giữa, sát theo, từng cái cũng không dễ thấy màu tím tuyến liền là xuất hiện ở ra kia lên, chấp động quang thải kỳ dị, còn hàm chứa kinh người lực lượng. Hống! Một khắc sau, vậy màu đỏ nhạt tượng đá nhóm vậy hình như là cảm nhận được Trần Phi động tác, đoàn thể gầm thét, thật giống như long ngâm, chấn động núi cao, một cổ đáng sợ chiến ý nước xoáy trực tiếp là xông lên chóp đỉnh nhất. Xôi trào chiến ý trong tầng mây, có làm người ta hít thở khó khăn cường hãn. Mà ở đó màu đỏ nhạt tượng đá nhóm chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi từ vậy bên trong đi ra. Thân ảnh kia người khoác nóng vàng vân vân đồ sộ khôi giáp, đầu đội niêm tám cạnh dáng vóc to vàng khôi, chân đạp mãng hình quanh co dày ống cao, phía sau còn cõng một cái ít nhất 2 đến 3 mét chiến phủ to lớn, tư thái kinh người, có nổ tính lực lượng. Vương, người tới, hắn nhìn vậy thạch đài phía trước bóng người, cười nói. Hiển nhiên, thân ảnh này không phải người khác, chính là Trần Phi. Cơ thống lĩnh, để cho ta xem các người lực lượng bây giờ. Trần Phi khẽ gật đầu, lại nói. Ngài chắc chắn, đồ sộ khải bóng người con ngươi hơi đông lại một cái, chậm rãi nói. Tự nhiên, Trần Phi rất bình tĩnh gật đầu. Nhất thời, vậy đồ sộ khải bóng người liền không nhịn được thật sâu nhìn một cái vậy thạch đài trước bóng người. Bọn họ xích tiêu quân vương. Một lát sau, liền gặp hắn vung tay lên, lãnh khốc nói, xích tiêu quân thuộc quyền, nghe lệnh. Trấn Thiên Hám tiếng đáp lại. Làm cái này thế giới lòng đất dao động. Động thủ, đồ sộ khải bóng người lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói. Thiên địa chợt run lên, chỉ gặp vậy bàng bạc chiến ý tầng mây chính giữa, tràn ra lực lượng kinh khủng, chiến ý lăn lộn. Một khắc sau, chỉ gặp một cái dài cỡ trăm trượng khủng bố móng to, hiện đầy miếng vảy, lóe lên chiến ý ánh sáng, từ tầng mây kia chính giữa xuất hiện. Vương, đây là ta xích tiêu quân công phạt kỹ thuật đánh nhau một trong. Chiến thú móng, nếu bây giờ dừng tay, còn có thể thua ở. Vậy đồ sộ khải bóng người nhìn Trần Phi trần trờ nói. Bọn họ xích tiêu quân toàn quân hiện đã toàn bộ sống lại, cho nên một chảo này coi như là dùng để đối phó chân quân cảnh kẻ địch, cũng vậy là đủ rồi. Mà bọn họ xích tiêu quân vương, theo hắn biết, rất hiển nhiên là cũng không có đạt đến cảnh giới như vậy. Oanh, như vậy ngoài dự đoán của mọi người là, một giây kế tiếp từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra lực lượng. Khí thế, lại là cuồng liệt, bá đạo đến liền vậy trên bầu trời chiến ý tầng mây cũng tránh mấy phần. Đồ sộ khải bóng người không khỏi ánh mắt hơi co rúm một cái. Cái gì, cái này, hắn sắc mặt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cơ thống lĩnh, ta cũng muốn ra tay. Rồi sau đó, Trần Phi ánh mắt một nghiêm túc, tay áo bảo vung lên, đầy trời toàn bộ vân không là xuất hiện đếm không hết kinh khủng vô hạ kiếm ý. Cùng với thuần màu tím đường dài, ùn ùn kéo đến hướng về phía vậy chiến ý tầng mây đánh tới. Như vậy thế công, đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là chân chánh tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, một cái sơ sẩy, cũng sợ rằng sẽ bị thương nơi này. Hô, mà ở thấy tình cảnh này vậy đồ sộ khải bóng người trùng trùng khạc ra một hơi, một bên kinh nghi nhìn vậy thạch đài trước bóng người, một bên cuối cùng cũng là biết, Trần Phi vì sao là có như vậy sức, muốn xem bọn họ xích tiêu quân lực lượng. Oanh! Điếc tai nhức óc vậy đồ sộ tiếng, vào lúc này ầm ầm vang khắp ở nơi này mờ tối thế giới lòng đất chính giữa. Chỉ gặp vậy chen đầy bầu trời khủng bố móng to chợt xé xuống, lực lượng bão táp, phá hư hết thảy, thậm chí liền lực lượng kia trải qua khu vực, chiến ý bất ngờ vặn vẹo thành hắc động, rất là kinh người. Vương, cẩn thận, một khắc sau, liền gặp vậy đồ sộ khải bóng người quát khẽ một tiếng, đi theo, khủng bố chiến thú móng vỗ xuống. Trên đó quấn vòng quanh cực đoan nồng nặc chiến ý,
đem vậy vô hạ kiếm ý cũng phá hủy nổ bể ra. A, à, Trần Phi há miệng trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn chi âm, nhưng gặp vậy trên bầu trời bị phá hủy nổ tung vô hạ kiếm ý lại là lại lần nữa dung hợp vào nhau. Thoáng chốc gian, chung quanh hư không bắt đầu rung chuyển, kiếm khí bão táp, từng luồng màu tím đường dài đem lượn quanh với nhau, tung tóe ra kinh người lực lượng. Tử Tiêu Trảm Vân Kiếm, Trần Phi lại lần nữa phát ra gầm nhẹ, ánh sáng kích động, rồi sau đó liền gặp vậy trên bầu trời trực tiếp là xuất hiện một chuôi to lớn màu tím cự kiếm, long chiến vu dã, ngang nhiên nghịch không lên, cho thấy vô cùng uy thế. Nhất thời, Cơ Tinh cùng Xích Tiêu Quân quân sĩ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, không khỏi có chút khẽ run. Tuy nói lực lượng này không hề đáng bọn họ sợ hãi, nhưng mà, Trần Phi bực này kinh người thực lực tốc độ tiến triển, nhưng đủ để làm trong lòng bọn họ lòng bên ngoài rung động đến tột đỉnh. Mấy tháng trước, bọn họ rất biết rõ, bọn họ vương, Trần Phi thực lực sợ rằng liền chân nhân cảnh tầng 5 cũng còn không hơn không kém, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, dưới một kiếm này, ít nhất 100 cái chân nhân cảnh tầng 5, cũng được lập tức không đầu. Chênh lệch như vậy khác xa, trên trời dưới đất. Ùm ùm, to lớn kia chiến thú móng bị một kiếm này chém tới liền hơn nửa, tan vỡ thành là từng đạo mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy, hướng trong hư không các ngõ ngách tản đi. Bất quá cái này uy lực còn lại lực lượng, vậy vẫn là làm vậy, Tử Tiêu Trảm Vân Kiếm, đi về phía trước quỹ tích hư không run lên. Sát theo phịch một tiếng vang thật lớn, màu tím kia cự kiếm trực tiếp là nổ nát vụn ở trên bầu trời. Thấy vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, không hổ là từng thanh danh hiển hách Xích Tiêu Quân. Ta bây giờ thực lực, cách hắn cửa còn kém chút sao? Đây là... Cơ Tinh vậy người khoác đồ sộ khải thân ảnh khổng lồ đi tới trước, trực tiếp là sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi hành lễ nói, gặp qua Trần Vương. Gặp qua Trần Vương, ở sau lưng, như núi như biển tiếng rít vậy là theo chân vang lên. Chấn động tầng. Ở chỗ này trước, Cơ Tinh vẫn luôn là gọi Trần Phi, Vương, mà bây giờ, thay đổi một chữ, nhiều hơn một chữ, một tiếng Trần Vương, đủ đã hiện ra hắn hôm nay đã là hoàn toàn đúng Trần Phi công nhận. Dĩ nhiên. Xích Tiêu Quân những thứ khác những cái kia quân sĩ tự nhiên cũng giống như nhau. Trần Phi thực lực trở nên mạnh mẽ tốc độ tiến triển kinh khủng, liền bọn họ đều có chút nhìn mà sợ. Đây nếu là lại cho Trần Vương mấy tháng, mấy năm thời gian, tổng không nên liền bọn họ đều không phải là đối thủ liền chứ. Muốn thật là như vậy, truyền đi, sợ rằng vô số người cũng phải bị chấn động được long trời lỡ đất. Dẫu sao cái này nguyên đan chân quân cảnh cũng không phải là chân nhân cảnh, mấy tháng mấy năm thời gian. Đối với rất nhiều người mà nói căn bản cũng không bắt mắt. Có thể ở nơi này ngắn như vậy tạm, như vậy tầm thường thời gian chính giữa, mới có thể có như vậy thực lực kinh khủng tăng trưởng, lực lượng tiến triển, đây là quái vật sao? Tóm lại, nếu như trước, bọn họ bên trong có chút thành viên, có lẽ còn đối với cái này bọn họ Xích Tiêu Quân mới chủ, không phải rất cảm mạo nói, bây giờ, chỉ sợ là lại không có ai trong lòng sẽ có như vậy ý nghĩ. Bởi vì nói khó nghe một chút, cho dù là năm đó bọn họ Xích Tiêu Quân thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân Xích Tiêu Quân, vậy không địa phương hiện ở đây sao khoa trương, như thế ngoại hạng. Có thể đi theo đến nhân vật như vậy, nói là bọn họ vận khí, cũng không quá đáng. Cơ thống lĩnh, bây giờ các người cũng có thể đi ra ngoài chứ? Trần Phi hỏi. Ừ, chúng ta toàn quân huynh đệ bây giờ đều đã sống lại, tùy thời từ nơi này rời đi cũng không có vấn đề gì. Cơ Tinh gật đầu một cái, nói. Vậy thì tốt, Trần Phi gật đầu một cái, hắn bây giờ chuẩn bị lên đường đi võ thành, nếu có thể nhiều Xích Tiêu Quân như vậy một người trợ giúp, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đúng rồi, đi theo, Trần Phi hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Cơ thống lĩnh, ngươi nói ta mới vừa rồi một chiêu kia lực lượng, ở tiểu thiên vị chân quân cảnh chính giữa, đại khái có thể xếp hàng tầng thứ gì. Cơ Tinh nghe vậy trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, khó mà nói. Trần Vương ngươi mới vừa rồi một kiếm kia, căn bản là có thể tương đương mới vào chân quân cảnh tiểu thiên vị nhân vật. Bất quá cái này hẳn không phải là ngươi toàn bộ thực lực chứ? Dĩ nhiên không phải, Trần Phi gật đầu cười, nói, mới vừa rồi một kiếm kia, mới có thể có mới vào tiểu thiên vị chân quân cảnh lực lượng cũng coi là không tệ. Được rồi, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ, hơn nữa ta cũng có chút đuổi thời gian. Vừa nói. Hắn đem vậy Xích Tiêu Quân quân phủ lấy ra. Người sau lập tức là gật đầu một cái, vung tay lên một cái,
liền gặp hắn cùng sau lưng hắn vậy mấy trăm vị xích tiêu quân quân sĩ biến thành từng viên màu đỏ nhạt điểm sáng, tiến vào quân phủ trong. Trần Phi thu hồi vậy quân phủ, rời đi sâu trong lòng đất. Bên ngoài, Thiết Một cùng với Thương Khôn đều ở đây vậy chờ trước. Chủ nhân, vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, bọn họ lập tức là tiến lên đón. Đoạn này thời gian khổ cực các ngươi, Trần Phi cười nói, từ Minh Thần phủ dậy, hắn thì hoàn toàn là hất tay trưởng quỹ, bên trong phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là giao cho Thiết từng cái người hoàn thành, lại càng về sau Thương Khôn gia nhập. Cho nên có lúc hắn cũng biết cảm giác có chút xấu hổ, không tốt lắm ý nghĩa. Bất quá đối với hắn xấu hổ, Thiết Một, Thương Khôn hai người đều là chưa thấy được có cái gì, nghe vậy lập tức là lắc đầu một cái, đồng nói, đây là bọn ta phải làm. Bọn họ thực lực không bằng Trần Phi, hơn nữa còn là Trần Phi người làm, tự nhiên làm theo cho rằng đây là bọn họ phải làm. Hơn nữa, Trần Phi tồn tại cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngược lại, nếu không phải bởi vì có Trần Phi cái này tột đỉnh lực lượng ở đây, bọn họ cái này Minh Thần Phủ, sao có thể giống như hôm nay như vậy hùng cứ long bàn, ngày càng đi lên. Tu chân giới từ trước đến giờ tuân theo một câu cổ thoại, một người, đủ để chống lên một mảnh trời. Nhất là đối với giống như bọn họ loại này căn cơ nông cạn mới trỗi dậy thế lực mà nói, lời này nhất là dùng thích hợp. Bởi vì rất lâu, người ngoài đều là xem ở Trần Phi lực lượng cường hãn, mới có thể cho cùng bọn họ tương ứng tôn trọng. Cho nên, bọn họ không hề cho rằng bọn họ những thứ này bỏ ra coi là cái gì. Bỏ mặc nói thế nào, luận công ban thưởng, ta cho hai ngươi chuẩn bị lễ vật. Trần Phi mím môi một cái, sau đó tay áo bảo vung lên. Một luồng ánh sáng đen cùng với một tia sáng trắng chính là phân biệt hướng Thương Khôn còn có Thiết Một bắn tới. Bất đồng sau hai người có phản ứng, vậy hai đạo ánh sáng mang đã là phân biệt dừng ở bọn họ trước mặt. Lộ ra dấu vết, hắc quang kia là một cái thật dài màu đen cành liễu, ánh sáng trắng chính là một cái đan dược lượng. Đây là, tê, Thương Khôn theo bản năng đưa tay ở đó thật dài màu đen cành liễu lên sờ một chút, nhưng lại đau nhói một chút bắn ra. Lại xem tay hắn chỉ tiếp xúc màu đen cành liễu vị trí, bất ngờ là máu tươi rầm rề đứng lên, một màn này làm hắn còn có Thiết Một đều ngẩn ra, ánh mắt sợ hãi nhìn màu đen kia cành liễu. Đây là ngàn năm ma cây liễu nồng cốt dây leo, bị người luyện thành pháp bảo, Thương Khôn vật này ngươi cầm đi, thực lực hẳn sẽ có rất lớn tăng lên. Trần Phi cười giải thích, vật này là hắn ở Trụy Thần Cốc, từ người khác túi đựng đồ chính giữa phát hiện, tuy không thuộc về pháp bảo cao cấp. Nhưng cũng có 15 tầng cấm chế, nếu như giao cho Thương Khôn bây giờ cái này yêu thú cấp 3 tầng 3 cảnh giới, thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Pháp bảo, vậy Thương Khôn hai người lập tức giật mình, nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên là bị Trần Phi danh tác dọa cho đến. Một kiện pháp bảo cấp đồ, coi như là thấp nhất 7 tầng cấm chế, vậy cũng sẽ làm chân nhân cảnh 4, tầng 5 cao thủ cũng động tâm. Nếu là lấy đi, bọn họ thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Đa tạ chủ nhân, Thương Khôn xỉ xỉ xách xách đem màu đen kia cành liễu cho nhận. Nhìn trên mặt kích động, ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên là đối với lễ vật này cực kỳ hài lòng. Trần Phi cười một tiếng, lại chỉ đan dược kia lượng hướng Thiết nói một chút nói, trong này đan dược đủ ngươi tu luyện tới chân nhân cảnh tầng 3. Chờ ngươi đến chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, ta sẽ giúp ngươi tìm một kiện thích hợp pháp bảo tới. Đa tạ chủ nhân. Thiết Một lập tức là đem đan dược kia lượng thu vào trong ngực, kích động tạ ơn. Có đan dược này, hắn tương lai con đường tu luyện chỉ sợ cũng muốn thông suốt rất nhiều rất nhiều. Cảm ơn ngược lại không cần, bất quá cái này sau đó bên trong phủ sự việc lại phải làm phiền các người nhiều phí tâm. Ta chuẩn bị đi võ thành một chuyến, các người nếu là có cái gì không giải quyết được phiền toái, đi ngay ám ma các tìm ám ma. Chỉ cần không phải chân quân cảnh như vậy phiền toái. Hắn hẳn cũng có thể đối phó mới được. Trần Phi lại chậm rãi nói. Vậy Thiết Một, Thương Khôn đồng loạt lên tiếng đáp lại, lại nhìn nhau một cái, người sau đứng ra nói, chủ nhân, ngươi lần này đi võ thành có thể phải cẩn thận chút, nghe nói, vậy võ thành gần đoạn thời gian xuất hiện chút biến cố. Biến cố, nha, biến cố gì? Trần Phi hơi ngớ ngẩn, hỏi. Cụ thể ta vậy không phải rất rõ. Nhưng nghe nói cùng Giang Vạn Lý Đan Vương phát hiện tòa kia thần bí mộ huyệt có liên quan, hơn nữa, có chút nguyên bản không có ở đây võ thành vùng lân cận hoạt động tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả, cũng đều nghe nói bọn họ hướng võ thành đi. Thương Khôn nói, cái gì, Trần Phi mặt liền biến sắc, những cái kia tiểu thiên vị chân quân cảnh hắn còn không thế nào lo lắng,
có thể thần bí mộ huyệt kia xảy ra vấn đề, bên trong Thiên Ất Long Trúc làm thế nào? Thiên Ất Long Trúc là hắn dùng để hoàn thiện Tử Tiêu Tài Quyết chân công vật cần, tất không thể thiếu, như xảy ra vấn đề phiền toái liền là thật lớn. Kiềm Nam Cổ Quốc, ngoại vực Võ Thành. Thành tựu ngoại vực danh tiếng lớn nhất, thực lực cường hãn nhất siêu cấp thành trì một trong, thực lực tổng hợp đứng hàng đệ nhất thứ năm thành, hắn bát ngát trình độ cùng với Sầm Uất, cũng là xa xa vượt ra khỏi Trần Phi tưởng tượng. Mà ở nơi này Võ Thành chính giữa, vô số thế lực lớn nhỏ như vì sao dày đặc sáng chói vậy tô điểm ở trong đó, hắn rồng rắn hỗn tạp trình độ phức tạp, cũng là đủ để làm người ta vọng mà than thở. Nhưng có lẽ cũng chính là bởi vì đất này Võ Thành nội bộ quan hệ phức tạp, chỗ tòa này ngoại vực thực lực tổng hợp đứng hàng đệ nhất siêu cấp thành trì, cơ hồ cũng có mấy trăm năm không có thể xuất hiện cái gọi là thống nhất. Bởi vì không có thế lực có thể làm đến bước này, cho dù là có đại thiên vị cường giả chấn giữ đỉnh cấp thế lực cũng không làm được bước này, phải hơn có tới thiên vị vương giả, có lẽ mới có tư cách làm được. Có thể cái loại đó đẳng cấp tồn tại, cũng không biết dừng lại ở ngoại vực cái này các nơi. Dẫu sao ngoại vực tài nguyên dày đặc trình độ, liền đại thiên vị cường giả cũng không coi trọng mắt, huống chi tới thiên vị vương giả. Cho nên, chính vì nguyên nhân này, cái này Kiềm Nam Cổ Quốc ngoại vực thực lực tổng hợp đứng hàng đệ nhất siêu cấp thành trì chính giữa, từ đầu đến cuối đều là chư cường đặt song song, lẫn nhau chia cắt, chinh phạt không ngừng tình cảnh. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có các loại các dạng mới trỗi dậy thế lực bị gồm thâu, bị phá hủy, nhưng đồng thời cũng sẽ có các loại lóng lánh ngôi sao mới như măng mọc sau cơn mưa vậy, nhô ra, làm đất này Võ Thành chính giữa đổi thành sức sống mới, cùng sức sống. Mà cũng chính là ở loại hỗn loạn này chia cắt tình cảnh trong, đất này Võ Thành lực lượng, xuất sắc, bát ngát, thủy chung là làm người ta đồng ý, hắn thực lực tổng hợp có thể ở toàn bộ ngoại vực chính giữa đứng hàng thứ nhất, không phải hữu danh vô thực, mà là thứ thiệt. Gần phân nửa tháng sau đó, khoảng cách Minh Thần Phủ cực xa rất xa địa vực chính giữa nào đó một dãy núi trong huyệt động, cuồn cuộn minh mông kiếm khí xé rách thiên khung, Tử Tiêu khí lượn lờ, lấp lánh rực rỡ, làm người ta viễn thị chi liền cảm nhận được một cổ nồng nặc nghẹt thở đối diện nhào tới, không dám đến gần. Trong huyệt động cuồn cuộn không ngừng tản ra như sấm vang động, làm vậy cả ngọn núi thể đều là rung động, giống như một tôn cổ xưa ma thú, nhập vào xuất ra, hút vào ngày tháng phương hoa, làm thiên địa cộng hưởng. Mà ở sơn động này đối diện trên một ngọn núi, có người ánh mắt ngưng nhiên, kinh hãi động nhìn một màn này, thật là đáng sợ kiếm khí, như hắn không nhìn lầm, muốn đến huyệt động này chính giữa bế quan người kiếm đạo cảnh giới đã là đạt tới trong truyền thuyết vô hạ kiếm ý tầng thứ. Nghĩ đến đây người nọ liền không nhịn được hơi ra đầu nghiêm nghị, bởi vì hắn gặp qua rất nhiều cái gọi là kiếm đạo mọi người, kiếm ma kiếm quỷ, những người đó đều là Võ Thành chính giữa phải tính đến, danh tiếng hung ác lan xa cầm kiếm người, nhân vật lợi hại, có thể cái này không rãnh tầng thứ kiếm ý, vẫn còn là ít chi lại càng ít nhân vật mới nghe gặp có. Mà lúc này, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ ở đây vùng núi hoang vu gặp được. Người nọ ánh mắt không nhịn được lại lần nữa ngưng ngưng. Lẩm bẩm nói cũng không biết sẽ là ai. Ta Võ Thành tuổi trẻ nhất đại sẽ dùng kiếm cũng chỉ có Ám Kiếm, Thôi Minh, cùng với Thiên Sư Đường, Tiểu Thiên Sư, Đoạn Minh Quân, còn có Lan Gia Lan Vô Dụng cũng hẳn coi là một cái, những thứ khác. Chẳng lẽ là thế hệ trước kiếm đạo nhân vật? Hắn ở nơi này Võ Thành cũng coi là có chút danh vọng, bối cảnh vậy rất vững chắc, cho nên biết tất cả lớn nhỏ liên quan tới Võ Thành tuổi trẻ nhất đại tu sĩ chân chính, thực dụng tin tức. Mà hắn trong miệng nhắc tới, Ám Kiếm, Thôi Minh, Tiểu Thiên Sư, Đoạn Minh Quân, Lan Gia Lan Vô Dụng, thì đều là Võ Thành hôm nay tuổi trẻ nhất đại vang đương đương nhân vật thiên tài. Kiếm tu cao thủ. Còn nếu là cảnh giới tu vi, sức chiến đấu tầng thứ để cân nhắc bọn họ năng lực. Cái này ba người, cơ hồ không một người chân thực sức chiến đấu là thấp hơn liền chân nhân cảnh tầng 5, lại phối hợp bọn họ cũng gọi là, trẻ tuổi, tuổi tác, hắn như vậy thiên tài tồn tại. Tương lai tất nhiên là quang diệu thiên địa, không thể đấu lượng. Oanh ca, lại một đạo cuồng bạo thanh âm từ huyệt động kia chính giữa nổ tung, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được huyệt động kia liên đới đỉnh núi lại là dao động, đất đai lại nữa vững vàng. Sát theo, một đạo đáng sợ, xông phá tầng mây kiếm khí từ vậy hỗn loạn bên trong phá thiên lên, xông lên bay ra ngoài, lại là đem ngày đó phía trên tầng mây cũng thủng một đạo sâu đậm dấu vết. Kiếm ý này, thật là khủng khiếp. Người nọ diễn cảm cứng đờ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, người này kiếm đạo cảnh giới sợ rằng còn không phải là phổ thông vô hạ kiếm ý đơn giản như vậy,
chỉ sợ là đạt tới càng tinh tiến tầng thứ, chẳng qua là còn không có lột xác thôi. Mà vậy vô hạ kiếm ý nếu là có thể lột xác, tiến hơn một bước, cái này toàn bộ võ thành cao cấp cường giả hàng ngũ chính giữa, đều có hắn một chỗ ngồi. Nghĩ đến đây, người nọ trong lòng không sai biệt lắm cũng đã là nhận định, lúc này ở huyệt động kia chính giữa người tu luyện vật, tất nhiên chỉ sợ là cái loại đó thế hệ trước kiếm đạo cao thủ, nếu là có thể kết giao một hai, lưu cái thiện duyên, cũng tốt. Mà nhưng vào lúc này, vậy chém rách liền thiên khung kiếm ý dần dần bắt đầu tiêu tán, bình tĩnh tại không, người này ánh mắt ngưng ngưng, biết vị tiền bối kia hẳn là muốn xuất quan, vội vàng nghênh đón. Coi như sau đó một khắc, hắn nghênh đón tư thái lại đột nhiên cứng ở tại chỗ, bởi vì chỉ gặp vậy tả tơi hang động chính giữa, lúc này đang đi ra một đạo thân ảnh, ở hắn sau khi thấy rõ lại là trẻ tuổi như vậy. Thậm chí và hắn so với, hắn tuổi tác đều giống như nhìn như còn lớn hơn chút. Cái này, không phải đâu. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Người nọ ngây ngẩn nhìn trong huyệt động người nọ đi ra, cảm giác mình giống như là gặp được ảo giác gì, diễn cảm đờ đẫn, khó tin. Có thể coi là như vậy, vậy lưu lại ở trên người đối phương hắn kinh khủng kiếm đạo cảnh giới ý chí, cái loại đó lực lượng, cái loại đó làm hắn ra đau nhói cảm thụ, nhưng mà không có biện pháp làm giả. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy cả người ra đều ở đây bị kim đâm, đau được khó chịu. Sốt cuộc, bóng người kia đi ra hang động, cách hắn gần, lộ ra một bộ hắc bào tóc chỉa chỉa bóng người, không phải người khác, chính là Trần Phi. Chỉ gặp mắt thần rơi xuống vậy trên người, trường bào vù vù, tự tiếu phi tiếu nói, bằng hữu ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, nhưng mà có cái gì muốn nói với ta. Vậy người thần sắc biến đổi, ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới có chút rung động, có chút kính sợ nhìn Trần Phi, nói, không đúng không đúng. Ta chẳng qua là trước lấy vì thế là vị nào ta võ thành kiếm đạo tiền bối ở chỗ này bế quan, cơ duyên vô tình gặp được, chính là duyên phận, cho nên muốn tới thăm viếng, có thể không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ đến cái gì? Trần Phi cười hỏi. Không nghĩ tới ta Long Nghị nhìn đi mắt, bằng hữu ngươi hẳn không phải là chúng ta võ thành người chứ? Nếu không, lấy ngươi thực lực còn có trời phú, ta không thể nào không nhận biết mới đúng. Vậy Long Nghị hiền hòa cười một tiếng, lại nói, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Long Nghị, là võ thành Tề gia bảo môn đồ. Lúc này nếu có võ thành tu sĩ ở nơi này nghe được hắn tự giới thiệu mình, sợ rằng sẽ không nhịn được giật mình một phen. Bởi vì cái này Tề gia bảo cũng không phải là cái gì thế lực bình thường, võ thành có đại thiên vị chân quân cảnh cường giả trấn giữ thế lực có 4 cái này Tề gia bảo, liền là một cái trong số đó. Đại thiên vị chân quân cảnh. Như vậy danh từ coi như là đặt ở bên trong vực chính giữa, cũng là có thể thay đồng hồ nặng chịu phân lược, đáp lời hắn ngoại vực người mà nói, lại là không cần nhiều đề ra. Tóm lại như vậy tầng thứ nhân vật, tuyệt đối là ngoại vực Lăng Vân Thiên đất tồn tại. Tại chúng sanh trên, mà đây Long Nghị, nghe nói chính là vậy Tề gia bảo cao cấp một trong thiên tài, đại thiên vị chân quân cảnh cường giả môn đồ. Không tệ, hắn lại là đại thiên vị cường giả môn đồ, là chân quân cảnh cường giả đệ tử. Người phần tôn quý, khó có thể tưởng tượng. Có thể Trần Phi nhưng cũng không biết những thứ này, nghe vậy cười một tiếng, liền vậy mở miệng giới thiệu một câu, nói ta kêu Trần Phi, đến từ thành U Lang. Thành U Lang, đó là cái gì đối phương? Long Nghị hơi sững sờ. Thành U Lang ở toàn bộ ngoại vực tất cả thành chỉ chính giữa không hề lộ vẻ được vượt trội, hơn nữa còn cùng võ thành cách nhau khá xa, cho nên hắn thật giống như cũng không biết thành U Lang tồn tại. Một cái khoảng cách cái này có chút địa phương xa, ta phải tiếp tục lên đường, muốn cùng nhau sao? Khoảng cách này võ thành còn bao lâu nữa mới có thể đến? Trần Phi hướng về phía Long Nghị nói một tiếng, nguyên bản hắn và Mục Lôi Vân, Mục Quân Hòa ước định thời gian cũng rất chặt, mà bây giờ đều giống như đã muốn vượt qua, không vì cái gì khác, coi như là vì vậy Thiên Ất Long Trúc, hắn vậy khẳng định không muốn trì hoãn nữa đi xuống. Võ thành thần bí mộ huyệt kia biến cố, có chút làm hắn bất an. Tự nhiên, Trần Huynh vậy chúng ta liền cùng nhau chứ. Chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí không sai biệt lắm đã là võ thành nơi phóng xạ thế lực ranh giới, nếu là cuống cuồng người đi đường nói, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đến võ thành. Long Nghị lập tức là đi theo lên, Trần Phi thần bí, liền hắn cái này đại thiên vị chân quân cảnh cường giả môn đồ cũng cảm giác có chút tò mò, có chút lòng rung động, loại người này, và hắn trước trên đất võ thành biết thiên tài cũng không giống nhau. Tóm lại. Đáng giá kết giao. Nghĩ đến đây,
Long Nghị lại moi không ra tâm tư hướng Trần Phi tìm đề tài chuyện trò, Trần Huynh, không biết ngươi trước đã tới chúng ta Võ Thành chưa? Nếu là không có, có lẽ ngươi lần này tới thì biết mở rộng tầm mắt. À, làm sao cái giải thích, ta đúng là lần thứ nhất tới đất này Võ Thành, Long Huynh ngươi nếu là không ngại phiền toái, có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút đất này Võ Thành tình huống? Trần Phi hứng thú, hỏi. Cái này có gì, Trần Phi ngươi nguyện ý nghe ta dĩ nhiên vậy nguyện ý nói. Vậy Long Nghị gặp Trần Phi nguyện ý cùng hắn trao đổi, khẽ mỉm cười, nói ta Võ Thành chỉ là diện tích thì có gần ngàn bên trong, nhân khẩu hàng tỷ, lại phân làm Đông, Nam, Tây, Bắc, trong năm khu vực lớn, cái này năm khu vực lớn chính giữa, mỗi một bên trong khu vực đều có mấy mười nhà lớn nhỏ không kịp thế lực, năm khu vực lớn cộng lại, chỉ sợ là vượt qua 300 số, hơn nữa có thể ở đất này Võ Thành mở cương nát đất, khai sáng một phe thế lực, không chân nhân cảnh tầng 5 tầng thứ tu sĩ trấn giữ. Cơ hồ là không có thể làm được. Phải không? Trần Phi âm thầm kinh hãi, chỉ có chân nhân cảnh tầng 5 trở lên tu sĩ mới có tư cách ở nơi này Võ Thành khai sáng thế lực, đây chẳng phải là nói, chỉ là giữ một nhà một người đầu mà tính, đất này Võ Thành chân nhân cảnh tầng 5 trở lên tu sĩ nhân vật, thì đã vượt qua 300. Hơn nữa sao có thể mỗi gia thế lực cũng mới chỉ có một vị chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ. Cho nên mấy chữ này là thật có chút khoa trương, vậy không được. Đất này Võ Thành không hổ là ngoại vực thực lực tổng hợp đệ nhất thành trì, tin đồn không phải là giả à. Rồi sau đó liền gặp hắn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, nói. Chỉ là chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ, ở nơi này Võ Thành chính giữa nhân khẩu cơ số thì có lớn như vậy, vậy sợ rằng tầng thứ cao hơn chân quân cảnh, tiểu thiên vị tu sĩ, đất này Võ Thành cũng là sẽ tồn tại không thiếu chứ. Nghĩ đến đây, hắn liền càng không nhịn được cùng vậy Long Nghị tiếp tục chuyện trò. Đất này Võ Thành tình huống xa so hắn trước tưởng tượng phức tạp hơn, nhiều hiểu rõ ràng một ít, mới càng cho thỏa đáng làm. Như vậy hẹn hai ngày sau, Trần Phi đứng ở một tòa vách đứng thiên nhận trên ngọn núi, nhìn xa xa trong tầm nhìn phóng xạ vô biên bát ngát chủ thành, vậy tuấn giật trên gương mặt, không khỏi lộ ra rung động thật sâu vẻ. Đây chính là Võ Thành sao? Không sai, Trần Huynh, Võ Thành đến. Chỉ gặp vậy rất xa tầm mắt cuối. Một tòa chiếm cứ ở rộng rãi bình dã lên bát ngát dãy nhà, bất quá thả nói là bát ngát dãy nhà, còn không bằng nói là một mảnh trùng điệp không cuối siêu cấp thành chỉ càng là vừa làm. Bởi vì vậy nguy nga, bát ngát, hào hùng trình độ, đích xác là có chút làm người ta trợn mắt hốc mồm. Vậy siêu cấp thành chỉ trên, lúc này thẳng ngay Trần Phi bọn họ cái này một mặt chính là có một mặt lóng lánh vô cùng bảo tinh sáng bóng chọc trời đổ sộ vách đá. Thành như tường vậy. Vậy đồ sộ vách đá bên trái vậy đậu đếm không hết, số lượng khổng lồ các loại các dạng thương thuyền, chiến hạm, san sát. Mà vậy đồ sộ vách đá bên phải, chính là thẳng đứng đếm không hết tất cả lớn nhỏ dữ tợn cự thú, hoặc chim thương ưng, hoặc hung hổ, hoặc cái thế cự cầm, hoặc đất liền đại yêu. Hiển nhiên, những thứ này đều là bất đồng tu sĩ thú cưỡi yêu thú, hoặc yêu sủng. Mà những nguy hiểm này nhân tố, hoặc phải nói là dị loại, là không cho phép tiến vào Võ Thành. Cái này ngoại vực thực lực tổng hợp đứng hàng đệ nhất siêu cấp thành trì, bất ngờ là một tòa loài người siêu cấp thành. Mà lúc này đứng Trần Phi vị trí này xa xa nhìn vậy hoành cứ vùng đất tồn tại, chính là còn gặp được rất nhiều sáng chói màn hào quang bao phủ, san sát cung điện, đền vô số, chân trời trong vô số đạo lưu quang lướt qua, ùn ùn kéo đến trận thế, phá lệ náo nhiệt, xuất sắc. Trần Huynh, đây cũng là chúng ta Võ Thành, như thế nào? Long Nghị đứng ở Trần Phi bên người. Một tay khoác lên ngang hông, vừa cười nói, cho dù là hắn từ nhỏ ở đất này Võ Thành lớn lên, có thể hắn mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy vẫn sẽ không nhịn được nho nhỏ tâm thần dao động. Ngoại vực loài người siêu cấp thành, thực lực tổng hợp xếp đệ nhất siêu cấp tồn tại, đây cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Danh bất hư truyền, mà đang đối mặt Long Nghị cười hỏi, Trần Phi cũng là trung tâm khen ngợi một tiếng. Hắn nguyên lấy là thành U Lang cũng đã là rất dọa người quy mô cùng trận thế. Có thể cùng cái này trước mắt đồ vật khổng lồ so với, hai người nhưng hoàn toàn không phải một cái trên cấp bậc, kém quá xa quá xa. Ha ha, Trần Huynh, vậy chúng ta đi thôi. Long Nghị hơi tự đắc cười một tiếng, dẫn đầu cướp ra, trực tiếp là hướng về phía vậy chiếm cứ ở rộng lớn bình dã lên Võ Thành vọt đi. Trần Phi cũng là thật chặt đi theo. Mà theo bọn họ dần dần đến gần, Trần Phi sắc mặt lần nữa hơi đổi một cái, bởi vì lúc này hắn tựa hồ mới thật sự là cảm nhận được. Đất này Võ Thành khổng lồ cùng bát ngát, là có kinh người dường nào.
dõi mắt nhìn lại, chọc trời đồ sộ vách đá vừa nhìn vô tận, không cách nào thấy cuối, chỉ có thể thấy lui tới không ngừng đủ loại lưu quang mênh mông xen kẽ hắn gian, vô cùng náo nhiệt. Mà ở càng đến gần sau đó, Trần Phi cũng là ở đó mặt chọc trời đồ sộ trên vách cảm nhận được làm hắn thật sâu hít thở khó khăn hơi thở, mặt liền biến sắc, theo bản năng hỏi, đây là... Đây là chúng ta võ thành tuyệt đối phòng ngự. Hắc không chi tường, Long Nghị hướng vậy chọc trời đồ sộ vách đá ném kính sợ thần sắc, chậm rãi nói. Hắc không chi tường. Đúng vậy. Vậy Long Nghị lần nữa gật đầu một cái, đưa tay chỉ vậy chọc trời đồ sộ trên vách các loại hủy diệt dấu vết, nói, đây là ban đầu võ thành thứ nhất đời người sáng lập vật, bên trong vực nhân vật truyền kỳ lưu lại phòng ngự chí bảo, nghe nói liền tiểu thiên vị cường giả cũng chỉ là có thể ở phía trên lưu lại dấu, mà không cách nào đem công phá. Cái gì, đây chẳng phải là, Trần Phi sắc mặt tái biến, kinh hô. Vậy Long Nghị cặp mắt tràn ra sâu đậm vẻ kính sợ, nói chúng ta đều có đã đoán, cái này hắc không chi tường. Có lẽ hẳn là một kiện linh bảo đem. Linh bảo oai, hủy thiên diệt địa, càng ở pháp bảo nhất lưu 10 lần, 100 lần trở lên, bất quá nếu không phải là bực này trong truyền thuyết thần binh lợi khí, chỉ sợ cũng quả thật khó mà chống đỡ vậy tiểu thiên vị nhân vật tấn công chứ. Nên biết nếu như đổi một cái đối phương, như thành U Lang, tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả sợ rằng cũng có thể tàn sát thành. Mà đây hắc không chi tường lại coi thường vậy chờ cảnh giới nhân vật, hắn khoa trương, trình độ kinh khủng, có thể gặp một ban. Gọi là kinh người. Võ thành ra khu vực, có 20 ngồi vô cùng to lớn cự môn, cao chừng gần 100 trượng, đếm không hết dòng người từ nơi này ra vào võ thành. Mà lúc này, vèo vèo hai tiếng. Vậy Long Nghị lại mang Trần Phi vòng qua dài dài xếp hàng dòng người đội ngũ, thẳng rơi xuống vậy trong đó một tòa thật to thành trước cửa. Bầu không khí đông lại một cái, vô số ánh mắt lạnh lùng xem ra. Người nào, không biết đi ra sau xếp hàng. Một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, chỉ gặp được cho trăm đạo mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh thấu xương bóng người trực tiếp là đem bọn họ vây quanh vòng tròn, trong tay các loại lợi khí giết người, tản ra lạnh như băng khí chất, nhắm ngay tới. Một loại khí sát phạt, lặng lẽ từ bọn họ trên mình tản ra. Trần Phi không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn phía trước. Mà ở hắn phía trước, vậy Long Nghị nhẹ khẽ cười cười, giơ tay lên một cái, liền gặp được một luồng ánh sáng đen cướp ra, cuối cùng là rơi xuống vậy một đám vây quanh bọn họ binh lính dẫn đầu đội trưởng nhân vật trong tay. Ừ, người sau hơi ngẩn ra, nhướng mày một cái, đem hắc quang kia nhận lấy, sắc sắc. Hắc quang kia hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay lệnh bài, toàn thể lộ ra tím vàng vậy sắc thái, chính diện còn viết một quả chữ to tề. Mơ hồ gian, kinh khủng khí sát phạt truyền ra, làm ra người đau nhói. Đây là, tề gia bảo nồng cốt làm, hai vị đại nhân ngại quá, mạo phạm, mời. Vừa thấy được lệnh bài kia, đầu lĩnh kia đội trưởng nhân vật ánh mắt co giúp một cái, vội vàng cung kính nhường đường, bàn tay khẽ run, khắp trán người đàn ông vạm vỡ. Thậm chí không chỉ là hắn, những thứ khác nguyên bản mắt lộ ra lạnh lẻo khí, bất mãn Long Nghị hai người nhập đội người, bây giờ cũng đồng loạt sắc mặt tái nhợt trước im lặng, đàng hoàng. Liền còn dám nhìn thẳng Long Nghị hai người ánh mắt cũng ít rất nhiều. Bởi vì đây chính là tề gia bảo nồng cốt làm à. Tề gia bảo chính giữa, cũng chỉ có chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, nửa bước nguyên đan, thậm chí còn chân quân cảnh nhân vật mới có tư cách cầm lệnh bài kia. Lại nếu không chính là vậy đại thiên vị lão tổ môn đồ. Đại thiên vị lão tổ môn đồ, mọi người ánh mắt lại lần nữa rụt một cái, lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, Trần Phi hai người đã là tiến vào võ thành chính giữa. Người tấm bảng kia còn thật tác dụng, xem ra các người tề gia bảo ở nơi này võ thành vậy vẫn là có chút địa vị à. Tiến vào võ thành sau đó, Trần Phi cười hướng vậy Long Nghị trêu nói. Hai ngày này cộng được đi đường. Ngược lại là làm hai người bọn họ quan hệ thân cận không thiếu. Dĩ nhiên, cái này chỉ sợ cũng là vậy Long Nghị cố ý tạo nên. Bởi vì hắn từng chân thực không nhịn được tò mò, xin nhờ Trần Phi ra tay cùng hắn, luận bàn một chút kết quả. Dĩ nhiên là không có chút nào dẫn văn thảm bại. Cũng chính vì vậy, từ sau đó, Long Nghị trong lòng là đã quyết định chủ ý muốn cùng Trần Phi cái này không rõ lai lịch, quái thai, thật tốt kết giao, dầu gì, vậy tuyệt không thể là địch. Cái này quái thai thật sự là mạnh có chút ngoại hạng, hơn nữa trực giác nói cho hắn, nếu là thật động tới tay, sợ rằng hắn liền mình sẽ chết như thế nào, cũng không biết. Trực giác của hắn từ trước đến giờ rất chính xác, nếu không, hắn vậy đi không tới ngày hôm nay.
đều là nhờ trưởng bối phúc, Trần huynh ngươi muốn là muốn, nếu không ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm một khối đi. Long Nghị cười nói, làm cho ta một khối. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhìn được trợn trắng mắt ở đó Long Nghị trên vai nện một cái, tức giận nói, muốn cho ta hạ bộ có phải hay không? Vật này là dễ cầm như vậy sao? Long Nghị cười hắc hắc cười, cũng không để ý, nói, dù sao Trần huynh ngươi vậy là hướng về phía mộ huyệt kia tới, thông qua chúng ta Tề gia bảo đã qua, và thông qua vậy phù tiên các đã qua, cũng không là một chuyện sao. Nguyên lai cái này hai ngày hắn cũng là từ Trần Phi trong miệng đào được một ít tin tức. Giang Vạn Lý Đan Vương dẫn đầu cử hành vậy Đan Vũ Đại Hội, bọn họ võ thành các thế lực lớn đều có phần, nếu là có thể lôi kéo Trần Phi bực này quái thai tới đây, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể được chỗ tốt gì đây. Trăm lợi không một hại. Trần Phi nhìn hắn một mắt, vẫn lắc đầu một cái, nói chữ tín vấn đề. Hơn nữa trước mắt xem ra, các người Tề gia bảo tựa hồ so phù tiên các còn phức tạp một ít đêm. Ban đầu vô luận là ở đó Mục Lôi Vân hoặc giả là Mục Quân Hòa trong miệng, cái này phù tiên các đều là bị khoác lác trên trời vô song, trên đất vô địch rồng rắn cự đầu, nhưng hôm nay đến nơi này Long Nghị trong miệng, tựa hồ một chút đều không kiêng kỵ. Tùy tùy tiện tiện giống như đào người, giống như là hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả gì như nhau. Như vậy có thể gặp, cái này Tề gia bảo tựa hồ so phù tiên các lợi hại nhiều lắm. Hi hi, vậy Long Nghị không thể đưa hay không cười một tiếng, lại hỏi, Trần huynh ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi phù tiên các đưa tin. Ta phải nói nếu không đợi thêm chút, dù sao cũng không kém ngày này hai ngày. Vừa vặn ta cũng có thể mang ngươi đi một chỗ. Để cho ngươi gặp vừa gặp chúng ta võ thành trẻ tuổi nhất đại người ưu tú vật, hơn nữa như là vận khí tốt, tên kia chấn động ta võ thành năm đại mỹ nữ, tất cả đều là có thể thấy một hai nha. Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi, địa phương nào? Chúng ta võ thành thứ nhất nhà hàng, Hoa Tiên Lâu. Vậy Long Nghị vẻ mặt tươi cười, nói. Hoa Tiên Lâu, dám lấy như vậy tên chữ, vậy thật đúng là lớn khí. Trần Phi kinh ngạc nói. Trong mắt ngược lại là toát ra mấy phần tò mò. Có câu nói người phụ nữ không đẹp nhất, dám lấy như vậy tên chữ, không sợ lợi hại người phụ nữ nhỏ mọn tìm phiền toái, vậy khẳng định vẫn là có mấy phần thực lực. Cái này Hoa Tiên Lâu nghe nói là bên trong vực Hoa Thần Tông chi nhánh, nếu không, sợ rằng các nàng cũng không dám dùng như vậy tên chữ. Phiền toái quá nhiều. Long Nghị sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Hoa Thần Tông, Trần Phi diễn cảm lại càng kỳ quái. Lại là Hoa Thần Tông. Làm sao, Trần huynh ngươi không biết Hoa Thần Tông sao? Long Nghị cau mày nhìn Trần Phi. Theo lý thuyết có thể bồi dưỡng ra Trần Phi bực này quái thai thế lực tuyệt không đơn giản, không đạo lý sẽ không biết bên trong vực Hoa Thần Tông à? Đi xem một chút đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Được rồi, gặp Trần Phi không nói, vậy Long Nghị vậy không truy hỏi nữa, mà là mang Trần Phi thông thạo ở nơi này trên đường chính qua lại. Thậm chí còn nửa đường tội liên đới xem mấy lần chuyển đưa trận, hẹn nửa giờ sau đó, bọn họ đi tới một tòa đại khí bàng bạc màu trắng trước cung điện. Cái này màu trắng cung điện tổng cộng có tầng 7 cao, phía dưới cùng vậy một tầng rộng nhất hào phóng, mà càng đi lên lại càng hẹp, có hình cái tháp. Mà ở nơi này màu trắng cung điện chính nam phương ngoài cửa lớn, một tòa hư không lơ lửng lóe sáng trên tấm bảng, rồng bay phượng múa viết ba cái đánh chữ Hoa Tiên Lâu. Địa phương không tệ. Trần Phi ánh mắt thật ra thì coi là rất cổ quái, tương đối điều loại đó, có thể hắn bây giờ cũng đối với cái này Hoa Tiên Lâu bề ngoài không nhịn được tán thưởng một câu, hiển nhiên, chỗ này quả thật tuyệt đối là thật là khá. Hoa Tiên Lâu cũng chỉ là cái này một tòa nhà hàng. Trần Phi lại không nhịn được hỏi. Ừ, cũng chỉ là chỗ tòa này nhà hàng, bất quá, Trần huynh ngươi chớ coi thường bọn họ. Bởi vì cái này Hoa Tiên Lâu tuy nhỏ, nhưng nếu là bàn về thực lực. Cái gì phù tiên các nhất lưu có thể kém hơn nó? Long Nghị ánh mắt có chút chập chờn, nói. Thật ra thì ở nơi này võ thành, có thể để cho hắn cái này Tề gia bảo nồng cốt môn nhân kiêng kỵ thế lực thật cũng không nhiều, bất quá cái này Hoa Tiên Lâu, coi như một cái. Cái này Hoa Tiên Lâu tuy người thiếu, có thể chỉ cần một khi là thả ra, người người đều là tinh anh, rất mạnh rất lợi hại. Phải không? Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, chợt ngẩng đầu cặp mắt hơi híp nhìn vậy bảng hiệu. Không nghĩ tới cái này Hoa Tiên Lâu lại có thể như thế mạnh, là bởi vì là Hoa Thần Tông sao? Ngươi muốn dẫn ta tới địa phương chính là cái này. Đối phương không sai là không tệ, có thể phải thế nào vào? Trần Phi hỏi. Đây chính là ta chuẩn bị cùng Trần huynh ngươi nói,
cái này Hoa Tiên lâu quy củ. Vậy Long Nghị ánh mắt híp một cái, nói, 130 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới chân nhân cảnh, là được nhập cái này Hoa Tiên lâu tầng thứ nhất. 120 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, liền có thể vào đến cái này Hoa Tiên lâu tầng thứ hai. 110 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, có thể nhập Hoa Tiên lâu thứ ba tầng. 100 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, có thể nhập Hoa Tiên lâu tầng thứ tư. Nói đến đây vậy Long Nghị hơi dừng một chút, mới lại nói, mà tầng 5 trở lên, quy củ liền hơi có chút thay đổi. Cái gì thay đổi, Trần Phi đã là nghe được có chút kinh ngạc. 100 tuổi chân nhân cảnh, đã coi như là có chút lợi hại, có thể ở nơi này Hoa Tiên lâu không nghĩ tới nhưng chỉ có thể ngồi vào tầng thứ tư, không khỏi yêu cầu có chút quá cao. Tầng thứ 5, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tầng 2 thiên có thể vào. Tầng thứ 6, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tầng 3 có thể vào. Tầng thứ 7, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên có thể vào. Làm Long Nghị sau khi nói xong, Trần Phi cũng là không nhịn được sắc mặt cổ quái há miệng một cái, không nói nữa nói. 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên, cũng không biết đất này võ thành lại có bao nhiêu người có thể thỏa mãn muốn yêu cầu hà khắc. Không nói khác, cái này Hoa Tiên lâu, ngay cả võ thành đứng đầu thế lực hẳn cũng không tính, có thể thực lực sợ rằng được có 3 cái. Không đúng, 4 cái, 5 thành U Lang toàn cộng lại mới có thể một mực tương đương chứ. Bực này nội tình, bực này khí phách, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên mới có tư cách lên đỉnh, đích xác là có chút lợi hại. Trần huynh, chúng ta đi mấy lầu? Nhưng vào lúc này vậy Long Nghị cười ha hả hỏi. Trần Phi nhìn hắn một mắt, biết đây là đang dò xét hắn, bất quá cái này thật giống như vậy không việc gì cái gọi là, liền lườm một cái nhàn nhạt nói, tùy tiện. Nghe nói như vậy, vậy Long Nghị trong mắt lộ ra một nụ cười, khá vậy còn có chút giật mình. Bởi vì Trần Phi lại thật là liền 100 tuổi cũng chưa tới, nhưng có vậy chờ thực lực đáng sợ. Như vậy thiên phú, đơn giản là quái vật à. Hoa Tiên lâu tầng thứ nhất thật rất lớn, vô cùng rộng rãi, hơn nữa bên trong từng ngọn bàn rượu cũng ngồi người, nhìn như hết sức trẻ tuổi, có thể lại phá lệ yên lặng, nơi có tiếng người nói chuyện đều rất tiểu, tựa hồ là sợ quấy rầy người khác, lại tựa hồ là đang chuyên tâm thưởng thức rượu. Trần Phi quét những người đó một mắt, sắc mặt không có thay đổi gì. Ngược lại thì Long Nghị thấy vậy khẽ lắc đầu cười một tiếng, mang nhàn nhạt giễu cợt nói, Trần huynh, ngươi đừng xem những người này chứa một cái toàn giống như là ở thưởng thức rượu, nhưng trên thực tế, rượu kia mùi vị nhưng rác dưới không được, liền ven đường tùy tiện một cái trẻ con 3 tuổi cất rượu cũng sợ rằng so với cái này uống thật là ngon, có thể ngươi xem bọn họ, từng cái nhưng giống như là ở uống gì thiên tiên ngọc lộ. Thật là đủ dối trá, có ý tứ sao? Nhất thời, bên trong đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Vèo vèo vèo, rất nhiều đạo ánh mắt trực tiếp là rơi xuống trên mặt bọn họ, toàn bộ đều lộ ra vẻ bất thiện. Bất quá Trần Phi nhưng không để ý tới sẽ những cái kia ánh mắt bất thiện, tất cả đều không thấy, chợt gặp hắn đột nhiên đưa tay một chiêu, gần đây một cái bàn lần trước lượng còn chưa mở rượu trực tiếp là hướng hắn bay tới. Hắn mở ra giấy niêm phong nhấp một hớp nhỏ, nhất thời trao mày đứng lên. Bót, rượu lượng rơi trên mặt đất rất bể. Mùi vị như thế nào? Long Nghị hỏi. Rác dưới, Trần Phi cau mày nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút những người đó, loại rác dưới này rượu, phỏng đoán hoàn toàn là cố ý, những người này làm sao uống được đi xuống. Đúng vậy, rượu này là thật rác dưới. Long Nghị cười hắc hắc cười, nói, bất quá vì đi ra ngoài có mặt mũi, nói mình nhưng mà có thể bước vào cái này Hoa Tiên lâu nhân vật, rượu này coi như là lại rác dưới, rất nhiều người vậy thì nguyện ý cùng ngày tiên ngọc lộ uống đi. Hắn cái này ánh mắt trào phúng đảo qua mọi người tại đây, nhất thời, không ít người cũng sắc mặt tái xanh đứng lên, sát khí đằng đằng. Hai người muốn gây chuyện, thậm chí có người con người dày đặc dày, mang thanh âm lạnh lùng. Hai vị nếu như muốn uống rượu ngon mà nói, không bằng đi tầng lầu cao hơn. Nơi đó dĩ nhiên là có thể thỏa mãn các người. Một đạo mỹ miễn cưỡng lời nói truyền tới, một vị trang điểm lộng lẫy thành thục phu nhân xa xa vào đi tới. Có thể ở thấy vậy được quen thuộc phu nhân, mọi người tại đây nhưng đồng loạt nhịu ý bỏ cặp vậy cúi đầu, giống như là rất sợ bị vậy được quen thuộc phu nhân ánh mắt chú ý tới. Đây chính là Hoa Tiên lâu Thiết nương tử, Kinh Cức Hoa, mặc dù đẹp, có thể ở trên tay hắn vô cùng thê thảm người đàn ông cũng không biết có nhiều ít bao nhiêu. Ha ha, cái này hai tiểu tử ngày hôm nay vậy đáng đời bọn họ xui xẻo,
lại ngẫu nhiên gặp được cái này một vị xuất hiện. Có thể bọn họ ý niệm như vậy cũng còn không có ở trong đầu dừng lại lên một giây đồng hồ thời gian, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng làm bọn họ đồng loạt tròng mắt co rúm một cái, sau lưng cũng mơ hồ có mấy phần lạnh lẽo. Đây không phải là Tình tỷ, thật lâu không gặp, Long Nghị nhàn nhạt nói. Ngươi, ngài là, vậy được quen thuộc phu nhân thấy rõ ràng Long Nghị diện mạo, bỗng nhiên cả kinh, lấy tay che môi đỏ mọng, rồi sau đó lập tức là hướng Long Nghị khom người một cái thật sâu, hoảng nói, Long đại nhân ta không biết là ngươi. Nàng chẳng qua là Hoa Tiên lâu nhân vật nhỏ, mà đối phương nhưng là Tề gia bảo nhân vật lớn, hai người hoàn toàn là không có ở một cái phương diện, mà nàng trước nhưng lại dám giễu cợt đối phương. Không có sao không có sao. Ta cũng không phải là sẽ ăn thịt người. Long Nghị cười một tiếng, ánh mắt hướng những cái kia nguyên bản đứng lên người nhìn lại, chỉ gặp thân thể đối phương hoàn toàn cứng ở tại chỗ, đều đưa đầu lâu thấp kém, cả người run rẩy trước, nửa chữ cũng không dám nói nhiều nữa. Thực lực mang tới chấn nhiếp xa so thanh âm tác dụng nhiều lắm. Đi thôi, lằng nhằng làm gì? Ngược lại thì Trần Phi cảm giác cái này uy phong đùa bỡn không có ý gì, lắc đầu một cái, lười được xen vào nữa vậy Long Nghị. Mình trước một bước hướng nhà hàng thông hướng tầng 2 thang lầu đi đi. Này Trần Huynh, đợi ta một chút, chậm một chút, Trần Huynh. Long Nghị đùa bỡn uy phong biểu tình kia lập tức biến mất, khôi phục lại cái loại đó ở Trần Phi trước mặt cười ha hả thần sắc, vậy chút nào không buồn giận Trần Phi đem hắn bỏ lại, lập tức đuổi theo. Thấy vậy, những người khác chưa thấy được có cái gì, bởi vì vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Cái này hai người có thể tiến tới với nhau. Tất nhiên khẳng định không một bên là yếu đi nơi nào. Có thể vậy được quen thuộc phu nhân thấy vậy nhưng không nhìn được mắt đẹp trùng trùng rụt một cái, khó tin, người nọ là ai. Lại có thể để cho Tề gia bảo Long Nghị đại nhân như vậy. Hắn cảm giác mình có chút không tìm được hình dung từ. Tề gia bảo Long Nghị đại nhân, đây chính là Tề gia bảo tuổi trẻ nhất đại không thể tranh cãi nhân vật số 2. Thậm chí rất nhiều thế lực các nhân vật lớn đều ở đây vị này trên tay chồng qua, hết sức nguy hiểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hãng nhân vật này nhưng lại có thể sẽ đối với một người khác như thế nào nhân nhượng, như thế nào khách khí? Vậy được quen thuộc phu sắc mặt người đổi một cái, ngưng trọng lẩm bẩm nói, xem ra được thông báo một tiếng đại sư tỷ. Cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Long Nghị vậy đã đi tới Hoa Tiên lâu tầng thứ 5. Đến nơi này tầng thứ 5. Hoa Tiên lâu nơi lấy ra liền là chân chánh rượu ngon, quỳnh tương ngọc lộ. Để ăn mừng hai ta quen biết, nếu không Trần Huynh chúng ta ngay bây giờ cái này này chứ. Vậy Long Nghị nói, tại sao không đi tầng 7? Trần Phi thuận miệng nói, tầng 7 lên quen thuộc quá nhiều người, hơn nữa không dối gạt Trần Phi ngươi nói, cái này, hì hì. Ta ngày thường đắc tội người có chút nhiều, nếu là lên tầng 7, nói không chừng cũng không có biện pháp như vậy khoái trá uống rượu ngạch. Long Nghị cười hắc hắc nói. Trần Phi quét hắn một mắt, không nghĩ tới tên này cũng là một thích người gây sự, và hắn có chút giống. Vậy ở nơi này đi, Trần Phi ngay sau đó gật đầu một cái. Lầu 5, lầu 7, hắn không có vấn đề ở mấy lầu, bởi vì bây giờ vị trí này đã đủ để cho hắn cảm nhận được những thứ gì. Hắn hơi híp mắt, tỉnh bơ quét một vòng một cái hướng khác, lại tỉnh rụi rời, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Long Nghị trên mình hỏi, rượu đâu? Lập tức tới ngay, ngươi xem, cái này không đã tới rồi. Long Nghị nói cũng còn chưa nói hết, một vị váy đầm dài lung lay dáng đẹp mặt mũi cô gái liền đạp bước liên tục thướt tha đi tới. Ở tay nàng trong, bưng một khối mâm, lên đại bàng long bức tranh phượng, ở trong có hai cái lõm, cái máng bên trong mỗi người đứng thẳng một bầu nhỏ rượu. Hai vị quý khách mời từ từ dùng, buông xuống mâm, phụ nữ kia lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, một đôi mắt quang cũng là hướng bọn họ xem ra, mang chút chấn động, cùng với đố kỵ ý. Mau xem, là quỳnh ba rượu ngon, 500.000 hạ phẩm linh thạch một tiểu lượng, cái này hai lượng cộng lại, chính là 1 triệu. Ở đâu ra người ngu, xài 1 triệu hạ phẩm linh thạch mua 2 bầu rượu. Đúng vậy, đích xác là ngu si, bất quá thôi, nếu là ngu si lại làm sao có thể hiểu, cái này thưởng thức rượu cũng không phải là mua đắt tiền liền tốt. Giống như ta bình này chân châu đỏ rượu ngon, hương lạt vào cổ họng, dịch cay thông suốt, nhưng chỉ nếu không tới 50.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Long Nghị ánh mắt hàn mang nhanh tránh, nhưng lại không muốn bởi vì những người này mà hư hắn cùng Trần Phi nhã hứng. Rượu này uống rất ngon sao? Đây là,
Trần Phi bưng lên vậy một tiểu lượng, quỳnh ba rượu ngon, đặt ở trước miệng nhấp phung, cặp mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, chợt đem rượu kia lượng chính giữa rượu toàn đổ vào trong miệng, uống một hơi cạn sạch. Hây, Trần huynh các loại, Long Nghị bừng tỉnh, mới vừa muốn ngăn cản, nhưng phát hiện chậm, Trần Phi đã đem vậy, quỳnh ba rượu ngon, một lượng toàn uống không có. Ngươi không có sao chứ? Long Nghị kinh ngạc nhìn Trần Phi nói, tên này, thật đem, quỳnh ba rượu ngon, một hớp toàn uống không có. Không phải nói hắn bỏ không được vậy 500.000 hạ phẩm linh thạch, mà là, cái này quỳnh ba rượu ngon có chút đặc thù. Những người khác cũng là sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, thậm chí còn có người lộ ra vẻ trào phúng, giống như là đang chờ xem cười nhạo vậy. Cái này quỳnh ba rượu ngon tuy tên quỳnh ba, nhìn như ưu nhã, nhưng là rượu mạnh, liệt tận xương thủy, chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ nếu không phải chủ tu luyện thể, cũng gặp nhiều thua thiệt, mà bây giờ thằng nhóc này lại dám một hớp uống hết. Xem ra lại là sẽ có người nửa chết nửa sống, ha ha, thật là ngu si, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Thật là đến chỗ nào đều sẽ có như vậy người ngu xuẩn, lại dám uống một hơi cạn sạch, quỳnh ba rượu ngon, thật là. Ai, một đạo khinh bỉ thanh âm truyền ra, tựa hồ thanh âm bên trong hoàn toàn mang châm chọc, vẻ khinh thường. Quỳnh ba rượu ngon bực nào chi liệt, uống như vậy, và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Ít nhất ở hắn xem ra là như vậy. Đích xác là ngu si, không biết sống chết. Lại có người cười nói, làm Long Nghị, Trần Phi ánh mắt đều là có chút lãnh đạm đông lại một cái, chợt hơi có vẻ lạnh nhạt hướng bên kia nhìn lại. Người nọ gặp Trần Phi cái này ngu xuẩn hạng người lại còn dám, còn có tâm tư hướng hắn trông lại, lúc này không hổ thẹn cười một tiếng, khinh bỉ nói, thằng nhóc, tuy bây giờ hơi trễ, có thể ta còn có lòng tốt nói cho ngươi đi. Cái này quỳnh ba rượu ngon, rượu liệt trình độ thậm chí liền vậy thật người cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng không chịu nổi, chỉ có thể cái miệng nhỏ phẩm, mà ngươi đâu. Lại có thể ngu xuẩn, ngu si đến như vậy uống một hơi cạn sạch, cho nên phải ta xem sao, vậy không cần một hồi, người thân thể này liền sẽ biến thành một đoàn lửa, không chịu nổi vậy rượu mạnh ý chứ. Ha ha, ha ha ha. Nhưng mà người nọ như vậy châm chọc cười lớn, nhưng lúng túng phát hiện cũng không có người tiếp lời. Bởi vì những người khác lúc này đều có chút thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Cái này ít nhất đã qua 10 hơi thở thời gian. Quỳnh ba rượu ngon chi liệt nếu như sẽ bùng nổ, theo lý đã sớm bộc phát mới đúng. Làm sao chờ tới bây giờ còn không có bất kỳ rõ ràng phản ứng. Nghĩ đến đây, không ít người chán ngay lập tức gian toát ra nồng nặc giọt mồ hôi, sắc mặt kinh nghi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, người này thân thể lại có thể chịu đựng quỳnh ba rượu ngon chi liệt. Lai lịch gì, không khỏi có chút quá đáng sợ đi. Mà vậy lên tiếng châm chọc Trần Phi người, hiển nhiên còn không nghĩ thông cái này bên trong đạo lý. Nhưng bởi vì cái này lúng túng, cũng để cho hắn mặt bá một chút đổi đến đỏ bừng. Không biết nên ngồi xuống còn tiếp tục đứng. Trần Phi quét người nọ một mắt, liền rời ánh mắt, đem coi thường, trong miệng nhưng phun ra một đạo lời nói, rượu này cũng không tệ lắm, lại tới hai lượng đi. Lại tới hai lượng, mọi người thần sắc cả kinh, đầu rồi sau đó trực tiếp là chôn được thật thấp, không dám lại xem Trần Phi bọn họ một bàn này. Bởi vì bọn họ bây giờ coi như là lại ngu xuẩn. Vậy nhất định là rõ ràng, Trần Phi bọn họ một bàn này mặc dù chỉ có hai người, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Đây quả thực là cái người điên. Vậy lên tiếng châm chọc Trần Phi hai người cũng là rốt cuộc hồi tới đây như vậy một ít sức lực, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, dần dần, trong ánh mắt nhiều hơn một ít sợ hãi và bất an. Lại tới một lượng, bị vậy Trần Phi trong miệng rượu mạnh khí nhào tới, Long Nghị đều cảm giác trên mặt có chút nóng hừng hực, có chút làm đau, chợt lắc đầu cười nói. Đưa tay một chiêu hô, lại tới hai lượng quỳnh ba. Nếu Trần Phi thủ được, vậy đối với hắn mà nói, chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, vậy dĩ nhiên không phải chuyện gì. Rất nhanh, phụ nữ kia lại cầm 2 lượng, quỳnh ba rượu ngon, lên đi lên. Trần Phi tiện tay vạch trần trong đó một lựa làm liền giấy niêm phong, hướng về phía miệng uống một hơi cạn sạch, nóng bỏng mùi rượu, từ hắn trong miệng khạc ra, hắn sung sướng nói, thoải mái. Rượu này còn có chút ý tứ. Cũng chỉ là còn có chút ý tứ. Tất cả mọi người nghe vậy thiếu chút nữa chân cũng mềm nhũn, tên này, thật là đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy mới ra nói châm chọc, nhục mạ Trần Phi hai người nhìn nhau, đầu chôn ở vậy, lại không dám thả một cái dám. Nếu như một lượng vậy còn có thể nói là bất ngờ, có thể cái này liên tục 2 lượng quỳnh ba rượu ngon xuống bụng,
Trần Phi lại có thể giống như một người không có chuyện gì như nhau, bọn họ bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là rõ ràng không thoải mái. Bởi vì như bọn họ giống như Trần Phi uống như vậy rượu, thân thể căn bản không chịu nổi, không bạo thể mà chết mới là lạ. Nghĩ đến đây, cái này hai người cả người đều ở đây run run. Bọn họ lặng lẽ đứng dậy, muốn rời đi nhà hàng, tiếng bước chân rất nhẹ, không làm kinh động người bất kỳ. Trần huynh ngươi thân thể này thật là lợi hại, lại có thể liền quỳnh ba rượu ngon cũng có thể như thế uống, phục. Cùng lúc đó, Vậy Long Nghị xách một lượng quỳnh ba rượu ngon đối chủy chính là một hớp nhỏ, trong miệng đâm rồi, phát ra âm thanh, mặt khí đỏ bừng nói. Hắn chủ yếu bản lãnh cũng không tại thân thể này lên, cho nên cái này quỳnh ba rượu ngon, hắn vậy không có biện pháp giống như Trần Phi như vậy, bạo lực, một hớp im lìm. Ngươi quên ta là làm cái gì? Kiếm tu ngươi cảm thấy có mấy cái thân thể sẽ yếu? Trần Phi hỏi ngược lại. Ngược lại cũng là, Long Nghị hơi ngẩn ra, mới chợt hiểu ra vỗ một cái đầu mình, đúng vậy, kiếm tu lấy kiếm làm chủ, kiếm khí quanh năm mệt mỏi tháng góp nhặt tại trong cơ thể, rèn luyện thân xác, cho nên coi như là không tận lực tu luyện, sợ rằng cái này kiếm tu thân thể tố chất cũng sẽ là phổ thông cùng cấp tu sĩ 5 lần trở lên. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi có thể như vậy uống, quỳnh ba rượu ngon, thì cũng không kỳ quái. Đột nhiên, Long Nghị chú ý tới vậy hai cái muốn chạy người, chợt cười nói, Trần huynh ngươi xem, hai tên kia muốn đi đâu? Ta nếu là nhớ không lầm, bọn họ mới vừa rồi thật giống như làm nhục ngươi là ngu si, ngu xuẩn. Nhất thời, tầng 5 nhà hàng bên trong đại sảnh bầu không khí trực tiếp là cứng lại. Rất nhiều người không chỉ có không dám lại hướng Trần Phi bọn họ bên này xem, thậm chí nói liên tục nói, uống rượu thanh âm, lúc này cũng tận lực nhỏ đi rất nhiều. Mà vậy muốn chạy đi hai người trực tiếp là bước chân cứng ở tại chỗ, dừng một chút. Lại tiếp tục hướng ra phía bên ngoài đi. Đông, một tiếng vang nhỏ truyền ra, là rượu kia lượng để đụng vào trên bàn gỗ thanh âm rất nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Đứng lại, sau đó trở lại mình vị trí đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào mọi người lỗ tai, làm vậy muốn chạy đi hai người, thậm chí những người khác đều là trong lòng giật mình. Mà đây, chính là Trần Phi thanh âm. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt hướng hai người kia nhìn lại. Sau hai sắc mặt người cứng ngắc, đỏ bừng, tại chỗ đứng hồi lâu, nhưng lại có thể không có nghe Trần Phi nói trở về, mà là muốn không có nghe gặp vậy, sải bước sao rơi hướng rượu kia lầu thang lầu đi tới. Phịch, có thể đây là một đạo kinh khủng khí thế hạ xuống, lại trực tiếp là đem vậy hai người đè tháp trên đất, sau lưng nổ tung, máu tươi đầm đìa, giống như là bị núi cao đè ở vậy, không cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, hiện ra sợ hãi. Không có nghe gặp Trần huynh và các người nói. Long Nghị tuét miệng cười một tiếng, có thể nụ cười kia, nhưng làm người ta giống như là ác ma như nhau, rất lạnh. Hắn ở Trần Phi trước mặt là cái đó thái độ, là bởi vì là hắn đánh không thắng, cho nên mới như vậy, ở hắn trước mặt người khác. Đất này võ thành trẻ tuổi đồng lứa có mấy người dám coi thường hắn, Long Nghị nói. Xin, tha mạng, hai người kia thần sắc kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Long Nghị lạnh lùng cười một tiếng, khí thế uy áp ngay lập tức biến mất không thấy. Hồi mình vị trí đi, Long Nghị nhàn nhạt nói. Hai người kia cả người là máu, run rẩy bò dậy, không nói một lời trở lại mình mới vừa mở vị trí. Long Nghị không nói, ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, người sau không biết làm sao lắc đầu một cái, người này cũng dậy bảo qua, uy phong vậy không được đùa bỡn, lại để cho hai người kia trở về ngồi có ý gì. Tuy nói hắn là có chút nhỏ khí, nhưng vậy không người khi dễ yêu thích, lắc rượu lượng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nhàn nhạt nói, được rồi, đi thôi. Đa tạ, hai người kia mặt đầy kích động, đứng dậy không để ý đau đớn, nhanh chóng rời đi. Trần huynh ngươi làm sao để cho bọn họ đi, ta phải nói à, loại này không đầu óc ngu xuẩn đến lượt trực tiếp giết, là bọn họ đầu xuôi đuôi lọt tốt biết bao. Gặp Trần Phi lại có thể thả bọn họ đi. Long Nghị nhất thời hết ý kiến, oán giận nói. Chính là bởi vì ngu xuẩn, cho nên khi dễ không có ý gì. Rượu này đích xác là không tệ, đáng tiếc chính là kém một chút, có còn hay không hiệu quả giống nhau, tốt hơn. Trần Phi lắc đầu một cái, xé ra cái đề tài này, lại hỏi. Nghe vậy, mọi người khóe miệng lại là vừa kéo, quỳnh ba rượu ngon cũng còn kém chút, còn muốn tốt hơn. Cái này hắn đến tột cùng là đâu tới quái vật à. Vậy cũng chỉ có đi tầng chót,
Tầng chót có dũng khí rượu ngon tên là Đông Dương, lấy Đại Nhật Đông Dương ý, là tầng chót đặc cung rượu một trong. Rượu này rất mãnh liệt, ít nhất là cái này quỳnh ba gấp đôi trở lên, bất quá về hiệu quả vậy lợi hại không thiếu, nếu như Trần huynh ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Long Nghị nói, cái này Đông Dương rượu ngon tuy đích xác là tồn tại, có thể liền hắn tầng thứ này nhân vật thật ra thì đều rất thiếu rất ít có người uống, bởi vì quá mãnh liệt, không mấy người chịu được, hơn nữa coi như có thể uống lần rượu rượu theo đánh giặc tựa như, cũng chỉ càng không mấy người nguyện ý như vậy làm. Mà nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt lại là cả kinh, chợt cười khổ, a, cái này hai người đều có tư cách lên tầng chót, lại còn tới bọn họ tầng 5 đùa bỡn uy phong, thật là không chỗ nói. Đây không phải là khi dễ người sao? So với cái này quỳnh ba liệt gấp đôi, tốt lắm, lên đi xem một chút đi. Trần Phi lập tức tới hứng thú, hướng vậy hoa tiên lâu thang lầu đi tới. Ngược lại không phải là hắn là rượu, mà là hắn phát hiện uống rượu này lại có thể cường hóa hắn thân xác, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng gom ít thành nhiều cũng giống như nhau, không phải sao? Đưa mắt nhìn Trần Phi, Long Nghị hai người lên lầu, trong lòng mọi người lặng lẽ cảm khái muôn vàn, đây chính là hoa tiên lâu tầng chót à, nếu là thật có thể lên, đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại tất cả đều là có tư cách xưng hùng. Tửu lâu nấc thang chỗ, Trần Phi hai người bóng người trực tiếp là từ vậy tầng 5 đi tới tầng 6. Rồi sau đó cũng không dừng lại, lại đang tiếp tục lên lầu 7, bất quá lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là một vị qua năm 60 tuổi bà lão, chống cây nạng, hướng Long Nghị hơi khom người, nói. Long công tử ngài khỏe. Đây là bạn ta, Trần Phi Trần Huynh, chúng ta muốn lên tầng chót. Long Nghị nói. Long công tử ngài dĩ nhiên là không thành vấn đề, có thể ngài vị bằng hữu này, xin lỗi. Lão hủ vẫn là cần đối với hắn khảo nghiệm thực lực một chút. Đây là chúng ta hoa tiên lâu quy củ, mời thông cảm. Lão kia ẩu không tránh đường ra, chậm rãi nói. Long Nghị khẽ nhíu mày, đối phương đây là có chút không quá cho hắn Long Nghị mặt mũi à. Theo lý như vậy, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm từ hắn bên tai vang lên, đi theo, liền gặp tay chỉ run một cái, một luồng kiếm quang mau như tia chớp vậy bắn nhanh hướng lão kia ẩu chỗ. Thời gian đảo mắt, lão kia ẩu cũng còn không kịp phản ứng, cả người sau lưng đều đã bị giọt mồ hôi làm ướt. Bởi vì kiếm kia quang lúc này đang ngừng ở nàng ấn đường gian, phục ra phụt vô kinh người mũi nhọn, hơi chỉ cần lại hướng trước một chút, mạng nàng, liền nhất định là không có. Thật xin lỗi, phiền toái. Lão kia ẩu cả người là mồ hôi, sâu thở một hơi, nói. Nơi nào, chúng ta có thể lên đi chứ? Trần Phi trong lúc nói chuyện. Kiếm kia quang nhanh chóng biến mất không gặp, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mời, bà lão thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, trực tiếp là nhường đường, quay đầu bước vào trong bóng tối. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy hoa tiên lâu tầng chót đi lên. Long Nghị hừ lạnh quét trong bóng tối một mắt, cũng là nhanh chóng đi theo lên. Hoa tiên lâu tầng thứ 7, cũng là cao nhất một tầng, và phía dưới bất đồng, nơi này lại có thể cũng chỉ có một cái bàn. Chừng 10 cái ghế không tới. To lớn hắc đàn mộc dài bàn, ở nơi này tầng chót mọi người vây quanh ngồi xuống, ở bọn họ trước mặt, đều có một bình rượu, hoặc ly rượu. Chân nhân cảnh tứ trọng thiên, tầng 5. Ồ, làm sao còn có tầng 3? Trần Phi ánh mắt tùy ý ở những người đó trên mình đánh giá, đột nhiên nhẹ ồ nói. Cái này hoa tiên lâu không như vậy máy móc, nếu là có chân nhân cảnh tứ trọng thiên sức chiến đấu, cũng giống như nhau. Long Nghị nói. Ha ha, Tôn ca lại có người không nhận biết mấy người các ngươi. Là mới tới sao, đây là, một đạo khinh bỉ thanh âm truyền tới, có người mặt đầy châm chọc hướng bên người một vị khí thế bất phàm trẻ tuổi tuấn kiệt nói. Bót, im miệng, có thể một giây kế tiếp, trẻ tuổi kia tuấn kiệt nhưng trực tiếp là một cái tát rơi xuống trên đầu hắn, rồi sau đó đứng dậy, hướng Long Nghị vẻ mặt cung kính nói, Nghị ca xin lỗi, thằng nhóc này mới tới cái này tầng chót, cho nên mới không nhận biết ngươi. Tới đây, cho Nghị ca nói xin lỗi. Hắn đưa tay, một cái bàn tay xuất hiện, lại trực tiếp đem người nọ xách tới. Người sau lúc này vậy rõ ràng cho thấy biết mình gây họa, mặt đầy kinh hoàng, nói xin lỗi, đúng, thật xin lỗi Nghị ca, ta. Nếu có tiểu hạo như vậy cho ngươi ra mặt, vậy coi như xong đi, bất quá lần sau nhớ bảng hiệu sáng lên điểm, hiểu. Long Nghị khua tay múa chân một cái cặp mắt, hừ lạnh nói. Hiểu. Người nọ đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng nói.
À, cái này ca rốt cuộc là nhóm thần tiên nào, bọn họ kim hổ giúp đại sư huynh ở hắn trong miệng cũng chỉ là cái tiểu hạo như vậy. Cùng lúc đó, vậy tầng chót còn lại 4-5 vị trẻ tuổi tuấn kiệt cũng là rất cung kính toàn đứng dậy, hướng Long Nghị thăm hỏi. Long công tử, Long ca, Nghị ca. Ví dụ như loại này thanh âm, làm vậy châm chọc Long Nghị người chợt giật mình một cái, nhìn Long Nghị trong mắt co giúp một cái, run run nói, ngài là Tề gia bảo Long Nghị, Long đại nhân. Nếu không thì sao, Long Nghị cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngược lại là đưa tay hướng vậy, tiểu hạo như vậy, chào hỏi, hạo nhiên, tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nghị ca, trẻ tuổi kia tuấn kiệt lập tức là đi lên, cả người trường bào màu xanh, màu xám cho tóc chỉa chỉa, cặp mắt lấp lánh có thần, trên cánh tay lại là hiện lên từng viên màu vàng nhạt đường vân, xen lẫn quấn vòng quanh, tràn ngập không rẻ cường hãn hơi thở. Trần Phi quét hắn một mắt, chân nhân cảnh tầng 3, khí thế, hơi thở cũng đích xác là cũng không tệ lắm. Trần huynh, đây là chúng ta võ thành kim hổ giúp đại sư huynh Tôn Hạo Nhiên, người tạm được, theo ta quan hệ vậy cũng không tệ lắm. Long Nghị chỉ Tôn Hạo Nhiên hướng Trần Phi giới thiệu. Vị bằng hữu này ngươi khỏe. Tôn Hạo Nhiên rất bình thường hướng Trần Phi đưa tay ra, nhiệt tình cười nói, ngươi cũng là Nghị ca bằng hữu chứ. Đã như vậy, sau này mọi người liền là người một nhà, có chuyện ngươi cứ mở miệng. Ai u, Nghị ca ngươi đánh ta làm gì? Tôn Hạo Nhiên vừa nói, đột nhiên bị Long Nghị đánh một chút, nhất thời không nói đứng lên, ai yêu kêu một tiếng hỏi. Cũng không nghe ta nói hết lời, cái gì gọi là bằng hữu này, phải gọi ca, hiểu không? Trần huynh thằng nhóc này không hiểu chuyện ngươi đừng trách hắn. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Tôn Hạo Nhiên một mắt, nói, vị này là Trần Phi Trần huynh, sau này thấy hắn phải cùng thấy ta như nhau, rõ ràng. Mọi người ánh mắt nhất thời ngưng ngưng, kinh ngạc nhìn Long Nghị, còn có Trần Phi. Và thấy hắn Long Nghị như nhau, đây chẳng phải là nói, tên này là theo hắn Long Nghị Nghị ca cấp bậc. Phi ca ngại quá, ta trước không biết ngươi. Tôn Hạo Nhiên lúc này cũng là bừng tỉnh, Long Nghị tại sao phải góp hắn một chút, có chút kính sợ nhìn Trần Phi, nói. Hắn và Long Nghị rất quen, cho nên vậy tương đối hiểu Long Nghị, coi như là và Long Nghị thực lực tương đương những nhân vật kia, hắn cũng chưa từng gặp đối phương coi trọng như vậy qua. Đổi câu mà nói, cũng chính là cái này Trần Phi Phi ca, chỉ sợ là so Long Nghị cũng còn muốn nhân vật lợi hại. Nghĩ đến đây, Tôn Hạo Nhiên không khỏi cả người run một cái. Bởi vì đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại vòng tuy lớn, có thể hắn cái này Long Nghị Nghị ca nhưng cũng tuyệt đối là có thể xếp vào trước 10, thậm chí trước 5. Mà đây Phi ca lại so Nghị ca còn lợi hại hơn, đó là cái gì khái niệm? Muốn nếu đổi lại là cái tính tình cổ quái, hoặc là kiêu ngạo lòng nặng, hắn mới vừa rồi vậy lần tự cho là đúng nói, chỉ sợ cũng sẽ là hắn đưa tới phiền toái lớn. Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, đi thôi, nếu biết, cùng uống một ly như thế nào. Trần Phi cười vỗ vai hắn một cái, làm Tôn Hạo Nhiên ánh mắt kinh dị nhanh tránh, chợt cười lên, nhiệt tình nói, đó là tự nhiên, Phi ca mời ngồi. Trần huynh, Phi ca, Trần công tử. Những người đó nhìn nhau một cái, vậy tốt hơn theo trước Tôn Hạo Nhiên cách gọi gọi. Không có biện pháp. Chớ nhìn bọn họ lúc này có thể ngồi ở đây Hoa Tiên lâu tầng chót chuyện trò vui vẻ, cùng ly uống rượu, có thể cùng Long Nghị tầng thứ này nhân vật lớn mà nói, tương đối, vẫn là kém chút. Căn cứ coi như là không có thể đắc tội Long Nghị tâm tính, tiếng này Phi ca, Trần công tử bọn họ cho dù là gọi bất đắc dĩ, cũng chỉ có nhận. Trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác, dẫu sao cái này Long Nghị nhưng mà bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại tầng chót vòng nổi danh nhỏ mọt. Ai bị hắn theo dõi, đều khó qua. Ua, đây không phải là chúng ta Tề gia bảo Long Nghị Long đại công tử sao? Làm sao, Uy Phong cũng đùa bỡn đến cái này Hoa Tiên lâu tới, cũng không sợ Đường tiên tử tìm ngươi phiền toái. Đây là, một âm hiểm cười tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ lại là nhiều một vị lửa đỏ trường bào, kim biên khảm nạm tay chân biển thật nhỏ cái mà người tuổi trẻ, đi lên cái này tầng 7 tới. Tê, lại là hắn. Lan ra Lan vô dụng đệ đệ, Lan Hác, mọi người trong mắt sụt một cái, kiêng kỵ nói. Lan Hác, Long Nghị cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói ca ca ngươi cũng ở đây. Long đại công tử ngươi sẽ không tự mình xem sao. Vậy Lan Hác âm lãnh cười một tiếng, nói. Ca ca ngươi không có ở cũng dám ở ta Long Nghị trước mặt khùng như vậy, tin không tin ta bây giờ giết chết ngươi.
Long Nghị khóe miệng lộ ra giữ tợn cười nhạt, khủng bố khí thế hướng Vậy Lan Hắc đè đi, người sau cả người cành cạch vang lớn, mặt lập tức bị tăng đến đỏ bừng, thiếu chút nữa không một chút quỳ xuống. Long Nghị ngươi dám, Vậy Lan Hắc cắn răng nghiến lợi giữ tợn nhìn Long Nghị, a nói. Ngươi cho rằng ta không dám, Long Nghị miệng phun thần mang, như có một viên sáng chói quang cầu từ hắn trong miệng xuất hiện, vô cùng kinh khủng, hướng sắc mặt kia bỗng nhiên gian kinh hãi Lan Hắc đánh tới. Tất cả mọi người, kể cả Vậy Lan Hắc mình đều là thất kinh, bởi vì quang cầu này trong bất ngờ mang lạnh thấu xương sát ý. Cho nên quang cầu này một khi nếu là đánh trúng, Vậy Lan Hắc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể, cái này dẫu sao là Lan vô dụng đệ đệ à. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại đứng lên, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng Long Nghị, vị này nếu là thật làm thịt Lan Hắc, đất này võ thành chính giữa, sợ rằng sẽ tung lên một tràng huyết chiến. Phốc suy, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo quang ba bỗng nhiên gian xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đó là loại mọi người xem không hiểu tinh mang, tỏa sáng lấp lánh. Chỉ gặp Vậy quang cầu bỗng nhiên là bị Vậy tinh mang vây quanh, hai người trong hư không rằng co cực kỳ lâu, người này cũng không làm gì được người kia. Long Nghị ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rút lui trở về công kích, làm Vậy tinh mang chặn lại hắn phải giết chi đánh. Cùng lúc đó, một vị mặc hoa chứa đẹp lạnh lùng cao quý cô gái chậm rãi đi lên cái này hoa tiên lâu tầng chót. Cô gái này khí chất đặc biệt xuất chúng, vừa thấy liền biết là cái loại đó gia tộc lớn trong đi ra, có vô hình thế, hơn nữa nàng lúc này sau lưng Vậy mơ hồ hiện lên Vậy tinh mang, cường hãn hơi thở dòng nước chảy ra, càng có chấn nhiếp thế. Long Nghị, nàng nhìn Long Nghị, lạnh lùng nói. Đừng xem ta, Long Nghị rất lưu manh vuốt tay. Không giảm chút nào lạnh lùng ý khinh miệt trước liếc Vậy cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch Lan Hắc, chán ghét nói, đầu óc không tỉnh táo phiền toái trở về để cho Lan vô dụng giúp ngươi gõ gõ, hắn cũng không dám ở ta trước mặt hùng như vậy, ngươi là thứ gì? Ngày hôm nay nếu không phải vừa vặn ở nơi này hoa tiên lâu, ta cho thanh đường mặt mũi, những địa phương khác, ngươi xem ta có thể hay không giết chết ngươi. Vậy Lan Hắc ngay tức thì bởi vì làm nhục mà mặt đỏ bừng. Có thể lại bởi vì sợ hãi, không dám phản bác, chỉ có thể đem đầu chôn được thật thấp, để cho người xem không thấy trên mặt hắn dữ tợn. Thành tựu Lan vô dụng đệ đệ, hắn lúc nào bị qua như vậy làm nhục theo ủy khuất. Nhưng đối phương nhưng là Long Nghị, Tề gia bảo vệ người điên, căn bản không sợ ca nàng. Mọi người quét mắt lúc này Lan Hắc, khóe miệng cười nhạt, không có đồng tình, tất cả đều là trong lòng tối tăm thoải mái. Bởi vì cái này Lan Hắc ngày thường dựa vào anh nó Lan vô dụng danh tiếng, khắp nơi đùa bỡn uy phong, làm sằng làm bậy, tì vết nào phải trả, cho dù là bọn họ, Vậy bị thua thiệt, có thể bởi vì khiếp sợ Lan vô dụng, không dám trả thù, cũng chỉ có thể là nín, nhưng bây giờ thằng nhóc này đoán chừng là trong đầu điên, liền Long Nghị Long ca cũng dám chọc. Cũng đừng quên, Lan vô dụng lần này sẽ trở về nằm làm sao thời gian dài, không phải là bởi vì và Long Nghị Nghị ca cướp bảo bối, thua sao. Phụ nữ kia, cũng chính là cái này hoa tiên lâu đại sư tỷ Thanh Đường, lạnh lùng quét mắt Long Nghị, lại chán ghét liếc mắt Vậy Lan Hắc, ánh mắt rất ghét, nếu không phải bởi vì chỗ này là bọn họ hoa tiên lâu tầng chót, người chết tổn thương mặt mũi, sợ rằng nàng Vậy lười được xuất thủ cứu người. Rồi sau đó, nàng ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, dừng một chút, mới miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, nói các hạ nhìn không quen mặt, không biết là. Trần Phi, Minh Thần Phủ, Trần Phi. Trần Phi chậm rãi đáp lại, để cho đám người khá để ý bên ngoài, bởi vì cái này Minh Thần Phủ là cái gì? Bọn họ, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Các hạ không phải chúng ta võ thành người chứ? Lỗ mãng hỏi một chút, có thể là vì thần bí mộ huyệt kia tới. Thanh Đường con ngươi nhanh tránh, đột nhiên hỏi. Mọi người hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút biến hóa, bởi vì thần bí mộ huyệt kia. Ừ, Trần Phi lại lần nữa gật đầu một cái. Nhất thời những người khác nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng hơi có liền mấy phần biến hóa. Thần bí này mộ huyệt bây giờ ở bọn họ võ thành nhưng mà không người không biết không người không hiểu. Vừa bởi vì vậy bên trong chôn giấu chân quý giá trị, vậy bởi vì ở trong đó giấu giếm khủng bố nguy hiểm. Cho tới bây giờ, liền bọn họ võ thành bốn thế lực lớn cũng không dám coi thường vọng động, lần nữa chỉ hoãn thời gian. Cho nên người này có thể có gan hướng về phía thần bí mộ huyệt kia tới. Không nói những thứ khác, ít nhất là đã chứng minh hắn can đảm, còn có bất phàm.
nhưng chỉ là rõ ràng như vậy còn chưa đủ. Ở một số ít võ thành nhân vật thiên tài trong mắt, bọn họ đối với trừ võ thành ra tất cả ngoại vực thiên tài, đều là tâm tồn khinh bỉ. Võ thành có 102 ngoại vực tất cả thành chỉ đứng đầu, bọn họ những người này, dĩ nhiên vậy là cả ngoại vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa lợi hại nhất. Nhất là vậy Lan Hác, vốn là bị Long Nghị như vậy sửa chữa cũng không thoải mái, rất khuất nhục, mà bây giờ hắn lại có thể thấy Trần Phi cái này, Long Nghị người bên người, lại bị Hoa Tiên Lâu Đường tiên tử như vậy coi trọng, nhất thời trong lòng thì càng là khó chịu. Mắt không hôm nay, giống như ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, bây giờ thật là người nào cũng lấy là mình có thể ở trong mộ huyệt kia chia một chén canh sao? Lấy là mình là cái gì? Ha ha, không biết cái gọi là... Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về vậy mặt đầy cười nhạo Lan Hác. Cái này Lan Hác nhằm vào Trần Phi, là bởi vì là mình mới vừa bị Long Nghị như vậy làm nhục, mà Trần Phi, bây giờ lại nhìn giống như là Long Nghị, người bên người, hơn nữa Thanh Đường, Đường tiên tử chính là bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại năm đại mỹ nữ một trong, ai không ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nhưng đối với thằng nhóc kia coi trọng như vậy, tự mình cùng nói chuyện. Cái này làm Lan Hác trong lòng tràn đầy căm hận còn có ghen tị. Mà mọi người nghe được Lan Hác lời nói này vậy đều có chút không nói, thực vậy, cái này người mới vừa bị Long Nghị sửa chữa thảm như vậy, có thể hắn dẫu sao là Lan vô dụng đệ đệ, Long Nghị có thể không sợ, bọn họ chẳng lẽ cũng có thể không sợ. Mà đây, vậy chính là vậy Lan Hác sức, tự tin. Bởi vì đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại dám không cho anh hắn Lan vô dụng mặt mũi người, thật không có mấy người. Long Nghị ước chừng chỉ là một đặc biệt ca. Nếu không, Đường tiên tử như vậy tính tình lãnh đạm, lại sao sẽ đích thân xuất thủ cứu hắn? Nhưng mà, cái này Lan Hác chỉ sợ là tuyệt đối không nghĩ tới, Long Nghị quá bá đạo, hắn không trêu chọc nổi, Trần Phi, là cùng Kim Hổ giúp vậy mấy cái tiểu rồi chung một chỗ, hắn còn lấy là chỉ là một vai phụ, vì vậy hắn không thèm để ý chút nào, muốn từ Trần Phi trên mình tìm về một ít bị Long Nghị lấn ép làm nhục, vãn hồi mặt mũi. Có thể hắn thật rõ ràng Trần Phi là ai chăng? Hắn hiểu biết chính xác đạo Trần Phi và Long Nghị đám người quan hệ, kết quả là cái gì không? Hắn không biết, nhưng những người khác nhưng là rất nhiều cũng đã biết. Vì vậy, bọn họ nghe được Lan Hác nói đều trầm mặc, vùi đầu, khóe miệng nhưng nổi lên nụ cười lạnh nhạt liếc trộm Lan Hác phương hướng kia, ca ca ngươi là Lan vô dụng. Chỉ là Long Nghị nghị ca cũng hoàn toàn chút nào không sợ Lan vô dụng, vị này liền nghị ca cũng đáp lời khách khí phi ca. Biết sợ Lan vô dụng, đó không phải là chê cười sao? Nếu là cái này Lan Hác tới sớm nửa phút, thấy, nghe được trước Long Nghị nghị ca dạy bảo, chỉ điểm Tôn Hạo Nhiên tình cảnh kia, sợ rằng như vậy, ếch ngồi đáy giếng, nói bừa, hắn là khẳng định như vậy không nói ra miệng chứ. Nhưng tiếc là, không có nếu như, Lan Hác cũng không biết Trần Phi Phi ca lợi hại, thậm chí, Đường tiên tử vậy cũng không biết. Vì vậy, nghe được Lan Hác mà nói, vậy Đường tiên tử mặc dù chân mày có chút hơi nhíu, có thể làm nàng lặng lẽ quan sát Trần Phi một mắt sau đó, cũng không có nói gì, một là bởi vì là Lan vô dụng mặt mũi, thứ hai là bởi vì làm cho này Trần Phi khuôn mặt quá sống, là người ngoại lai, bị chút khi dễ cũng là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường tình. Nàng sở dĩ ra tay, cứu Lan Hác, một là bởi vì là Hoa Tiên Lâu mặt mũi, thứ hai là bởi vì là Lan vô dụng mặt mũi. Mà Trần Phi... Bây giờ là không thể nào có Lan Hác như vậy vận khí tốt bối cảnh, có lợi hại như vậy ca ca. Gặp Đường tiên tử không lên tiếng, Long Nghị cúi đầu, con người âm lãnh nhanh tránh, nữ nhân này thật đúng là ánh mắt thiển cận à. Lan vô dụng, vậy chờ phế vật ở tay hắn bên trong đều là bại tướng dưới tay, ở Trần Phi trước mặt, vừa có thể coi là thứ gì đâu. Mắt không hôm nay, giống như ếch ngồi đáy giếng, ha ha, không nghĩ tới Lan Hác ngươi còn có thể có như vậy tài văn chương. Bất quá, ta nghe khẩu khí ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi vậy chuẩn bị cùng phi ca như nhau, đi mộ huyệt kia chính giữa chia một chén canh, đối với chính ngươi rất có tự tin. Long Nghị không nói lời nào, Trần Phi vậy không lên tiếng, Tôn Hạo Nhiên con ngươi nhanh tránh, lúc này không khách khí châm chọc nhìn về vậy Lan Hác, lạnh nhạt nói tiếng, trong giọng nói châm chọc ý cho dù ai cũng có thể nghe được. Lan Hác sau lưng có Lan vô dụng, nhưng sau lưng hắn cũng có Long Nghị, thậm chí so sánh dưới. Nghị ca còn chiếm cứ chút lên gió, hắn tự nhiên cũng chỉ càng không sợ. Hơn nữa, lúc này nói không chừng vẫn là hắn nên nắm chặt cơ hội tốt. Long Nghị nghĩ ánh mắt của ca, như thế nào đi nữa vậy so hắn Tôn Hạo Nhiên mạnh chứ? Đây là hắn suy nghĩ trong lòng,
cho nên cho dù là lựa chọn đắc tội Lan Hác cái này âm hiểm tiểu nhân, hắn vậy vẫn là đứng dậy. Nghe vậy, nhất thời vậy Lan Hác diễn cảm liền âm trầm, ánh mắt thâm độc nhìn Tôn Hạo Nhiên, lại quét sau lưng hắn Long Nghị, ánh mắt hơi hoảng hốt, lộ ra vẻ kiêng kỵ, cuối cùng mới là hung hăng cắn răng, thao thao bất tuyệt, thẳng thắn nói. Ta võ thành cao cấp cường giả biết bao nhiêu, trước không nói những thứ khác, chỉ là bốn thế lực lớn chính giữa chính là có vô địch lão tổ tồn tại, nếu như bọn họ tự mình ra mặt, mộ huyệt kia coi như là lại quỷ dị, lại coi là cái gì. Tôn Hạo Nhiên châm chọc cười một tiếng, nói nửa ngày ngươi cái này không hoàn toàn là nói nhảm sao. Một câu nói, có hay không vậy lá gan, có, ta giúp ngươi gieo rắc, đến lúc đó để cho chúng ta toàn võ thành anh kiệt cũng xem ngươi Lan Hác thời điểm đó tư thế oai hùng, không có, liền đàng hoàng ngậm miệng lại. Tìm nhiều như vậy đường đường chính chính lý do làm mượn cớ, ngươi cũng chỉ có điểm này miệng lưỡi bản lãnh. Phốc suy, ha ha ha. Mọi người trực tiếp là không nhịn được cười lên, hơi có chút hống đường. Lan Hác bực này người dám đi mộ huyệt kia vòng vo một chút. Đưa hắn 100 cái lá gan sợ rằng cũng treo, bực này người, đi chính là tìm chết, hơn nữa phương diện này chính hắn cũng vẫn rất có tự biết rõ. Vậy vì vậy, Tôn Hạo Nhiên lời nói này trực tiếp là làm vậy Lan Hác sắc mặt ngay lập tức gian đổi được cứng ngắc, diễn cảm xanh mét, âm trầm, hết sức khó khăn xem. Hắn chết nhìn chằm chằm Tôn Hạo Nhiên, nhưng đối phương căn bản không sợ hắn, thậm chí còn đối với hắn đáp lại cười nhạt, cái này làm trong lòng của hắn hận không được đem người ngàn đao lăng trì, xé thành hai nửa, để tiết mối hận trong lòng. Có thể Tôn Hạo Nhiên là Long Nghị người, mà lúc này Long Nghị cũng ở đây. Ngươi để cho hắn sẽ ở Long Nghị cái này người điên trước mặt càn rỡ một lần, hắn thật giống như vậy mất đi vậy lá gan. Ngươi chỉ biết núp ở thân người sau. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ở hắn xem ra, Trần Phi mới là trái hồng mềm, có thể để cho hắn nặn, vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng lúc này Trần Phi nghe vậy cuối cùng là có chút không nhịn được, cũng không xem hắn, đem coi thường, ánh mắt rơi xuống vậy đường tiên tử trên mình, nhàn nhạt hỏi cái này phiền người cún con có thể hay không giết. Ừ, đường tiên tử hơi ngây ngẩn, những người khác, trừ Long Nghị ra, cũng là không nhịn được con ngươi cũng ngưng, con chó nhỏ này. Bọn họ rõ ràng dĩ nhiên là nói Lan Hác, có thể Lan Hác có thể hay không giết. Nếu như vấn đề giống như vậy hỏi bọn họ, nên trả lời như thế nào? Bọn họ là thật không biết trả lời như thế nào. Bởi vì cõi đời này nào có cái gì có thể không thể giết người. Người nếu như muốn, lại có năng lực kia, vì sao không thể giết? Nhưng hôm nay cái này Lan Hác nhưng không giống nhau, hắn nhưng mà Lan vô dụng đệ ruột, được sủng ái, nếu như hắn chết. Lan vô dụng sẽ như thế nào? Muốn cũng nghĩ ra được. Hơn nữa cái này Lan gia cũng không phải dễ trêu tồn tại. Bởi vì bàn về nội tình, trừ bốn thế lực lớn bên ngoài, trên căn bản chính là bọn họ tầng thứ này, Hoa Tiên Lâu lợi hại hơn nữa, đường tiên tử thành tựu Hoa Tiên Lâu đại sư tỷ cũng không vẫn là cho Lan vô dụng mấy phần mặt mũi. Huống chi những người khác, mà bây giờ, Trần Phi nhưng mở miệng hỏi Lan Hác có thể hay không giết. Ha ha, ha ha ha. Ngươi nói ngươi muốn giết ta, bằng ngươi, vậy Lan Hác cũng là cười, lộ ra châm chọc buồn cười vẻ, khinh miệt nhìn Trần Phi, ngươi lấy là bây giờ ngươi vẫn là ở ban đêm mộng chính giữa, bất tỉnh nhức đầu mộng. Cũng không phải hắn cuồng vọng tự tin, trong mắt không người, mà là liền Long Nghị muốn giết hắn, đường tiên tử cũng đứng ra ngăn trở, cái này bây giờ những người khác, lại cũng coi là thứ gì. Hắn có thể so với Long Nghị sao? Ta Hoa Tiên Lâu không phải giết người địa phương. Lời giống vậy, Thanh Đường không muốn nghe lần thứ hai gặp. Đường tiên tử lạnh lùng liếc nhìn Trần Phi, lại quét mắt ở hắn bên cạnh Long Nghị, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Nàng không biết Trần Phi rốt cuộc là thân phận gì, bất quá dẫu sao Long Nghị ở nơi này, hai lần cũng không cho hắn mặt mũi, cái này không tốt lắm. Hiển nhiên, nàng vậy phạm vào và Lan Hác vậy sai lầm, lấy là Trần Phi chẳng qua là Long Nghị bên người vai phụ, mà chưa từng nghĩ. Có chút thời điểm sự việc cũng sẽ không đơn giản như vậy, thông suốt. Phải không, Trần Phi bình thản quét nàng một mắt, trên mặt hiện ra nhàn nhạt mất đi hứng thú vẻ, lắc đầu một cái, trực tiếp là đứng dậy, Long Nghị, ta đi trước. Chỗ này, tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Vậy cún con một bên kêu ẳng ẳng nửa ngày, vậy không gặp nữ nhân này đi ra a chỉ một chút, ngược lại hắn mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, bị a nhiễu phiền, nữ nhân này nhưng phản ứng lớn như vậy. Nếu không muốn cho hắn mặt mũi,
vậy hắn Trần Phi cần gì phải cho ngươi mặt mũi đây? Cái này địa phương rách, quả thật đã là làm hắn mất đi còn muốn đợi tiếp lượng. Thật, vậy chưa ra hình dáng gì? Nghe được Trần Phi lại dám không ngừng kêu Long Nghị tên họ, vậy Đường tiên tử rốt cục thì hơi biến sắc mặt một chút đổi, mà một khắc sau, vậy Long Nghị cũng là đứng dậy, lắc đầu nói ta và ngươi cùng đi đi. Chỗ này quả thật có chút không được, kém hơn trước kia Liễu Thanh Hồng ở thời điểm. Mọi người sắc mặt biến đổi, trộm xem Đường tiên tử. Liễu Thanh Hồng chính là Hoa Tiên lâu lần trước đời đại sư tỷ, cũng là năm đó trong vòng chân chính cao cấp nhân vật quan trọng. Có thể sau đó nàng nhưng xảy ra ngoài ý muốn, Đường tiên tử thay thế nàng ngồi lên vị trí này, nàng một mực rất kiêng kỵ một điểm này. Cùng, chờ một chút, Trần Phi, Long Nghị hai người lần lượt đứng dậy, hướng lầu đó thang đi tới. Đường tiên tử mặt liền biến sắc, gọi bọn hắn lại. Thanh Đường, chúng ta muốn đi cũng không được, Long Nghị lười biếng nói, thậm chí liền, Đường tiên tử, cái này lời khách khí cũng lười phải gọi. Hiển nhiên. Mọi người từ hắn thái độ này trong đọc lên bất mãn, hời hợt, lãnh đạm. Ta không phải cái ý này. Đường tiên tử sắc mặt tái biến, bởi vì nàng từ Long Nghị trong thái độ chân chính đọc lên hời hợt. Các nàng Hoa Tiên lâu ở nơi này võ thành chỗ đứng tôn chỉ chính là ống tay áo có thể vũ, khôn khéo, mà bây giờ, không giải thích được làm Long Nghị đối với bọn họ Hoa Tiên lâu không thân, nàng sẽ gánh trách nhiệm không nhỏ. Không phải vậy thì tránh ra. Long Nghị lạnh lùng nói. Cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn cho Hoa Tiên lâu mặt mũi, rất lớn một số nguyên nhân là bởi vì là năm đó Liễu Thanh Hồng, nhưng bây giờ, nàng là Thanh Đường, mà không phải là Liễu Thanh Hồng. Mọi người sắc mặt đổi một cái, Đường tiên tử theo Long Nghị ồn ào, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì mà. Chỉ có vậy Lan Hác đầu tiên là ngẩn ra, chợt âm lãnh cười lạnh, có thể để cho Long Nghị ăn tất, hắn dĩ nhiên vui vẻ. Bất quá hắn lại không chú ý. Mình vẻ mặt này đã là bị Long Nghị, Trần Phi, Thanh Đường các người hết thảy vào đáy mắt. Người sau vẻ mặt lạnh lẽo, hết sức hối hận, là loại rác dưới này và Long Nghị xích mích, đáng giá không? Hiển nhiên, vậy khẳng định là không đáng giá. Lan Hác, người đi thôi. Vì vậy, một giây kế tiếp vậy Đường tiên tử lạnh nhạt nói. Mọi người ngẩn ra, Lan Hác cũng là sững sờ. Chợt hắn sắc mặt vô cùng là khó coi nói, Đường tiên tử, người đây là ý gì? Đây coi như là ở đuổi hắn đi. Ta để cho ngươi cút, nghe không hiểu. Thanh Đường bình tĩnh nói, có thể vậy bình tĩnh tiếng nói chính giữa chữ từ, nhưng là không nhịn được làm người ta giật mình trong lòng. Một cổ khí tức lãnh liệt hướng vậy Lan Hác đối diện nhào tới, làm hắn sắc mặt đại biến. Ngươi, các người cho ta chờ. Bỏ lại một câu lời độc ác, vậy Lan Hác ảo não đi, hắn biết mình coi như là cứng rắn đi nữa chống lưu lại, cũng bất quá là tăng thêm cười liệu thôi, hơn nữa. Thanh Đường lại nữa bảo vệ hắn, nói không chừng Long Nghị vậy người điên còn có thể hay không lại thu thập hắn. Long Nghị cái này người điên, hắn bây giờ đã là không dám chọc. Mắt thấy Lan Hác ảo não đi xuống lầu, mọi người diễn cảm đều có chút cổ quái, bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên gặp Lan Hác tên kia như vậy mất mặt hình dáng, vẫn bị đuổi ra ngoài, truyền ra, chỉ sợ là liền anh nó, Lan vô dụng trên mặt cũng không nén giận được. Long Nghị, ta như vậy ngươi có thể hài lòng. Làm xong những thứ này, Đường tiên tử lạnh lùng nhìn Long Nghị, nói. Long Nghị không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng là nói đều không nói, lại lần nữa bước ra bước chân, hướng vậy hướng thang lầu đi tới. Trần huynh, Long Nghị sắc mặt đổi một cái, đuổi theo. Bằng hữu cần gì phải đi nhanh như vậy, nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, như có như không chặn lại hắn con đường phía trước. Cười ha hả nói, lần đầu tiên tới cái này Hoa Tiên lâu, sao không ngồi xuống uống ly rượu nước, quen biết một chút. Người nọ cả người âm dương trường bào, cõng một chuôi kiếm gỗ đào, khóe mắt nhỏ gánh, nhìn Trần Phi cười tủm tỉm nói, người đẹp ở phía trước, cần gì phải đem vậy bầu không khí làm được như vậy cương. Huống chi cũng không phải cái gì lớn mâu thuẫn, chuyện nhỏ mà thôi, người nói sao, bằng hữu. T. Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đoạn Minh Quân, ngươi không phải đi mộ huyệt kia liền sao, tại sao trở lại? Thấy người đến Long Nghị cũng là ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Mộ huyệt kia, Trần Phi ánh mắt chớp mắt, chậm rãi nói, ta muốn biết chút mộ huyệt kia tin tức. Được, vậy Đoạn Minh Quân cũng đã làm giòn, cười nói, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Nghe được cái này Trần Phi cũng không muốn đi, xoay người,
trở lại vậy vốn là vị trí, ngồi xuống khẽ cười hướng vậy hắn hiện hỏi, đường tiên tử, ta hẳn còn có thể ngồi cái này chứ. Thanh đường sắc mặt có chút lúng túng, nhưng nàng bây giờ vậy rõ ràng, Trần Phi tựa hồ cũng không phải là hắn trước suy nghĩ, là Long Nghị bên cạnh vai phụ mà thôi. Mà như nói như vậy, trước nàng một mực thiên vị Lan Hắc cách làm, cũng đích xác là có chút không ổn. Nghĩ đến đây, thành tựu cái này Hoa Tiên lâu đại sư tỷ, cái này thanh đường vậy còn coi như là một cầm được thì cũng buông được người. Trước có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Cố ý chuẩn bị lên ta Hoa Tiên lâu rượu bạc một ly, mong rằng vui vẻ nhận. Thanh đường vừa nói, nhẹ nhàng ở đó hắc đàn mộc trên bàn gõ một cái, nhất thời lạc lạc tiếng vang truyền ra, chỉ gặp vậy Trần Phi trước người, một nơi ngăn bí mật đột ngột hiện ra, trong đó chứa một tiểu lượng rượu ngon, rượu tươi đẹp như lửa, còn chưa uống, trong không khí thì có một cổ nồng nặc nóng bỏng bồng bềnh, rất là kinh người. Đông Dương rượu ngon, mọi người ánh mắt đông lại một cái, cũng lộ ra lại sợ lại vẻ khát vọng. Sợ là, cái này Đông Dương rượu ngon quá mãnh liệt, coi như là bọn họ uống, 10 ngày nửa tháng đều khó tiêu hóa, mà khát vọng, vậy dĩ nhiên là cái này Đông Dương rượu ngon có ngâm thân thể thần hiệu, vô cùng chân quý. Đây cũng là Đông Dương rượu ngon, Trần Phi ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vậy một bầu nhỏ rượu, còn không có uống, chỉ là nhìn như vậy, hắn liền cảm giác được rượu này nhất định phải nếm thử, có như vậy xung động. Đúng vậy, đây cũng là chúng ta Hoa Tiên lâu Đông Dương rượu ngon. Rượu bạc một ly, bằng hữu có bằng lòng hay không vui vẻ nhận. Vậy thanh đường cười một tiếng, trong mắt nhưng lóe lên một tia giảo hoạt, người này lần đầu tiên tới bọn họ Hoa Tiên lâu, nhất định là không biết Đông Dương rượu ngon lợi hại, nếu như uống một hớp. Ha ha, vậy cũng được, có thể để cho nàng thoáng hả giận mấy phần. Mọi người cũng không có chú ý đến một điểm này, Trần Phi cũng vậy. Nhìn vậy làm hắn động tâm Đông Dương rượu ngon, Trần Phi trực tiếp là cầm lên, vạch trần giấy niêm phong, hướng về phía miệng uống một hơi cạn sạch. Chờ, Đoạn Minh Quân hơi biến sắc mặt, lúc này mới nhớ tới Đông Dương rượu ngon cũng không thể như vậy uống, có thể cùng hắn lúc này kịp phản ứng, nhưng là lúc đã chậm. Trần Phi đã là đem vậy Đông Dương rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngươi làm sao, ngươi không có sao chứ? Đường tiên tử cũng là sắc mặt đổi một cái, sắc mặt có chút hoảng, nàng nguyên lấy là Trần Phi nhiều nhất cũng chính là uống một hớp lớn, lại không nghĩ rằng, lại có thể uống một hớp không có. Cái này một tiểu lượng Đông Dương rượu ngon rượu tính một khi nếu là bộc phát ra, đây chính là liền chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ cũng không gánh nổi à. Lần này phiền toái. Long Nghị đồng dạng cũng là ý thức được chuyện gì xảy ra, bất quá nhưng không lên tiếng, chẳng qua là chặt chặt nhìn Trần Phi. Hắn biết Trần Phi không phải người bình thường, thân xác cũng là khủng bố, bất quá, hắn thân xác điều này có thể chịu đựng cái này một tiểu lượng Đông Dương rượu ngon rượu liệt. Ừng ực. Trần Phi đem vậy Đông Dương rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trong miệng giống như là bị nham thạch nóng chảy đốt cháy như nhau, phát ra tê tê tiếng vang. Đáng sợ cháy lực ở trong cơ thể hắn tàn phá, nhiệt độ cao được dọa người, vậy đã lâu làm trong cơ thể hắn huyết dịch, gân mạch, xương đều có liền sôi trào cảm giác. Trần Phi rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thoải mái, Trần Phi trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng khí, giống như một đoàn lửa, hết sức nhức mắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy lao nhanh lực lượng cũng là làm hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được, hắn thân sắc cường độ, lúc này là thật sự có từng tia tăng trưởng. Càng ngày càng mạnh. Rượu này đích xác là không tệ, ngươi là không lừa gạt ta. Trần Phi đưa tay ở đó Long Nghị vai vỗ lên một cái, cười nói. Mọi người ánh mắt có giúp một cái, người này lại có thể không có sao. Long Nghị không nói xoa xoa bị Trần Phi vỗ qua vậy nửa bên bả vai, thầm thở dài nói, a, tên này quả nhiên là một quái vật, một tiểu lượng Đông Dương rượu ngon uống vào bụng cũng là dám chuyện không có. Bực này thân xác, kết quả là có bao kinh khủng, bao cường hãn. Ngươi lại có thể. Vậy thanh đường cũng là mềm môi dương thật to lão đại, trước mắt khiếp sợ nhìn Trần Phi. Bởi vì nàng từng rất nhiều lần thấy, coi như là chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ cưỡng ép muốn uống hạ cái này Đông Dương rượu ngon, kết quả đều là bạo thể mà chết, hoặc là trọng thương bất tỉnh. Dĩ nhiên, có thể uống hạ cái này Đông Dương rượu ngon người võ thành vậy không phải là không có, nhưng vấn đề là những người đó. Người này thân xác cường độ lại có thể cùng những người đó như nhau, đường tiên tử khóe mặt giật một cái, đột nhiên rõ ràng tại sao Long Nghị vì hắn, sẽ cùng mình trở mặt. Loại người này, bản thân chính là một cái quái vật à.
bằng hữu người thân thể này thật sự là, thật là làm cho người ta bội phục. Long Nghị, vị bằng hữu này ngươi là từ đâu tìm tới, còn không giới thiệu một chút. Vậy tiểu thiên sư, Đoạn Minh Quân cũng là ánh mắt ngưng ngưng, nhìn Trần Phi một mắt, chợt lắc đầu cười nói. Đây là Trần Phi Trần Huynh, bất quá Đoạn Minh Quân ngươi sợ rằng không biết, Trần Huynh lợi hại nhất, cũng không phải là thân thể này, mà là. Vậy Long Nghị híp mắt cười nói. Là cái gì? Đoạn Minh Quân im lặng hỏi, tên này vẫn còn ở trước mặt hắn vòng vo. Ừ, kiếm đạo, Trần Huynh và ngươi như nhau, là một vị kiếm tu. Vậy Long Nghị trong miệng nói kéo lão thời gian dài, mới công bố đáp án câu trả lời, làm vậy Đoạn Minh Quân cùng với tất cả mọi người đều ánh mắt đông lại một cái. Hắn là kiếm tu. Đoạn Minh Quân ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, trong ánh mắt hiện ra chiến ý, người biết hắn đều biết, hắn là một kiếm tu, thấy, nghe nói lợi hại kiếm tu cũng biết không để ý hết thảy, đi trước khiêu chiến. Mà hôm nay, võ thành tuổi trẻ nhất đại, hắn khiêu chiến không thắng kiếm tu. Chỉ sợ cũng chỉ có vậy ám ma thôi ra, ám kiếm thôi minh. Ám kiếm thôi minh, tên này là một chân chính kiếm đạo yêu nghiệt. Được gọi là võ thành ngàn năm qua, thứ nhất. Trần Huynh, lỗ mãng một chút, nếu đều là kiếm tu, sao không so tài tỷ đấu một chút. Đây là, Đoạn Minh Quân đứng lên, chậm rãi nói, sau lưng vậy kiếm gỗ đảo hiện ra làm người ta hít thở khó khăn kiếm ý, sấm sét lóe lên, đặc biệt là khủng bố. Thiên sư đường chủ trưởng Lôi Đình. Một tay khống sấm thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa, toàn bộ võ thành không người, cũng không bất kỳ thế lực có thể ra hắn chừng. Mà đây Đoạn Minh Quân tu luyện, thiên sư sấm sét kiếm đạo, chính là trong đó xưa nhất, nhất đỉnh cao một loại, uy lực vô cùng. Ta cũng biết, ha ha, Long Nghị xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười ha hả nói, Trần Huynh lên, ta về tinh thần giúp đỡ ngươi, vừa vặn cũng có thể để cho tên này kiến thức một chút, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Trần Phi không nói, bất quá cái này Đoạn Minh Quân hắn còn không thế nào ghét, hơn nữa luận bàn một chút cũng không phải chuyện gì xấu, chợt vậy không có cự tuyệt, mở miệng nói, vậy cũng tốt, ở nơi này. Người nói không lòng người nghe hữu ý, gặp Trần Phi lại có thể chuẩn bị ở nơi này Hoa Tiên lâu tầng chót và hắn đánh, còn có vậy Long Nghị một phen, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Đoạn Minh Quân ngay tức thì tròng mắt nhanh tránh, đứng dậy hướng về phía Trần Phi hơi chắp tay. Nói, võ thành thiên sư đường Đoạn Minh Quân, mời Trần Huynh dạy bảo. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời hắn trên mình hiện ra mênh mông sấm sét, rậm rạp chằng chịt, ngân xà cuồng vũ, ở đó một món kiếm ý sen lẫn hạ lại có thể rất miễn cưỡng chiếm cứ ở một khối rất nhỏ bên trong khu vực. Mà vậy bên trong khu vực chính giữa trình độ nguy hiểm, quả thật làm người ta ngay tức thì lông tơ dựng đứng, mau cốt tủng nhiên. Ngươi, các người, đường tiên tử muốn nói lại thôi. Có thể đang cảm thụ đến Đoạn Minh Quân trên mình kinh khủng kia kiếm ý, cùng với nàng đối với Đoạn Minh Quân biết rõ, liền rõ ràng chuyện không thể là, lúc này nhất định là không ngăn cản được, chợt không biết làm sao lắc đầu một cái, thầm thở dài nói. Thôi, bọn họ cái này Hoa Tiên lâu cũng không phải không có bị sửa qua, ngược lại còn sửa rất nhiều lần, cho nên, cứ như vậy đi. Có như vậy ý tưởng sau đó, chú ý của nàng lực cũng là bị tụ tinh hội thần hấp dẫn tới Trần Phi. Đoạn Minh Quân trên người hai người. Hiển nhiên nàng vậy thật là tò mò, điều này có thể uống một hớp đông dương rượu ngon mà vô sự người, hắn kiếm đạo tu vi, kết quả sẽ là cái gì dạng đâu. Và Đoạn Minh Quân quái vật này so với, thì như thế nào? Lại xem lúc này chiến trường, tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi mình vị trí, hắc đàn mộc bàn rúc vào mặt đất, đem không gian để lại cho hai người. Tiểu thiên sư Đoạn Minh Quân ánh mắt ngưng ở Trần Phi trên mình. Chậm rãi nói, Trần Huynh cẩn thận. Một giây kế tiếp, Trần hắn bước hướng phía trước bước ra một bước, hư không như có vô cùng sấm sét ở gào thét, kiếm khí lượn lờ, dẫn động sấm, tiêu điêu tản ý, sắc bén vô cùng. Một kiếm, vậy tiểu thiên sư Đoạn Minh Quân rút ra sau lưng kiếm gỗ đào chính là một kiếm chém về phía Trần Phi. Hắn cũng coi là có đúng mực, biết đây cũng không phải sống chết tranh, mà là so tài, cho nên chỉ so với kiếm, chỉ dùng hết kiếm ý. Có thể coi là như vậy, một kiếm này từ hắn Đoạn Minh Quân trong tay chém ra, đó cũng là ở trong mắt mọi người đổi được cực độ không tầm thường đứng lên. Thanh kiếm kia, tựa như là trở thành tầm mắt trung tâm, nuốt phun ra kiếm ý, làm vậy phía trước tất cả hết thảy đều trở thành hủy diệt, cùng với sấm sét gió bão vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy kia chính giữa, một kiếm cướp ra, mau như tia chớp, kẹp kinh khủng lực lượng hạ xuống.
Cảm nhận được áp lực, Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt cười lên, khoát tay, cũng là ra tay. Nếu đối phương là tìm hắn so kiếm, Trần Phi cũng không có không biết xấu hổ cầm ra Tử Tiêu khí khi dễ người. Chỉ gặp bàn tay hơi giật giật, khoảnh khắc gian, năm ngón tay đầu ngón tay liền giống như là có một cổ kinh người sắc bén, khí sát phạt ngưng tụ hung tuôn ra ngoài. Lực lượng kia ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, xa xa hướng về phía Đoạn Minh Quân đánh tới, kinh khủng hơi thở, tùy thời có thể bộc phát ra. Tên này thật là lợi hại kiếm ý. Đường tiên tử gặp Trần Phi ra tay, ánh mắt hướng hắn phương này hướng tới tới, một giây kế tiếp, kỳ mỹ mâu trực tiếp là hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng thực lực cũng không kém Đoạn Minh Quân, long nghị nhiều ít, vậy vì vậy, nàng càng có thể đủ cảm nhận được lúc này Trần Phi ngưng tụ ra kiếm khí kia đáng sợ. Thậm chí, ở nàng nhìn lại, tựa hồ liền gặp Tiểu Thiên Sư, Đoạn Minh Quân kiếm đạo cảnh giới, lại hình như là đều không đạt tới loại trình độ đó. Đường tiên tử nhất thời sắc mặt lại thay đổi nửa đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không, không thể nào. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân lại đi hướng Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, khiếp sợ, lẩm bẩm nói, vô hạ kiếm ý. Cái gì, vô hạ kiếm ý? Giống như đất bằng phẳng một tiếng sét. Tất cả mọi người nghe được Đoạn Minh Quân líu díu, đều là không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt hung hãn đổi một cái. Phải biết liền liền Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân mình, cái này bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại cường lực nhất mấy vị kiếm tu một trong, nghe nói hắn kiếm đạo cảnh giới cũng còn kém một chân bước vào cửa, mới có thể đạt tới cái loại đó thiên địa, mà đây, tên này. Chỉ có vậy Long Nghị một mặt chuyện đương nhiên vẻ, thậm chí còn cười hắc hắc cười, giống như là trong lòng rất thoải mái vậy. Nếu không phải tên này như thế biến thái, hắn lại như thế nào đáp lời thái độ lớn không giống chứ? Hô! Xin chỉ giáo. Cùng lúc đó, vậy Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân sâu thở một hơi, chợt quát một tiếng, nhất thời, thiên kiếm vạn kiếm, vậy đủ để làm không khí cũng xé ra kinh người dấu vết kiếm mang, trực tiếp là hội tụ ở trong tay hắn kiếm gỗ đào lên, hướng phía trước chém chết ra, một kiếm kia, tựa như xuyên thấu hư không, chặt đứt hết thảy, khoảnh khắc gian mọi người trong tầm nhìn đều giống như là cái gì cũng không thấy được vậy, chỉ có một kiếm kia, thành vĩnh hằng. Tiểu Thiên Sư kiếm thật sự là thật lợi hại, mọi người trong mắt ngưng ngưng, vô cùng rung động, bởi vì một kiếm này, phảng phất là làm bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, hít thở khó khăn mùi vị. Cùng lúc đó, thậm chí vậy Hoa Tiên Lâu chủ thể đều bắt đầu đang run. Phịch. Nhưng mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều khó hiểu một cổ quái khí ép dung một cái tới, nháy mắt tức thì. Vậy làm người ta run sợ trong lòng khoa trương uy thế trực tiếp là tiêu trừ tại vô hình. Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân một kiếm này nứt ra, kiếm mang bể thành tinh điểm, tiêu tán ở trong không khí, cùng lúc đó càng có một màn lớn chừng ngón cái bóng trắng lúc này lại đang dừng lại ở Đoạn Minh Quân trước người. Vậy cùng ra thịt cách nhau khoảng cách, chỉ sợ là chỉ cần lại hướng trước một chút xíu, là có thể đem tùy tiện giết chết. Chênh lệch, tựa hồ rất lớn. Điều này sao có thể? Đường tiên tử há to miệng. Khó tin nhìn một màn này. Không chỉ là hắn, những người khác trên mặt kinh hãi lúc này cũng là đặc biệt là nổi lên. Thiên sư Đường Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân, bọn họ võ thành tuổi trẻ nhất đại lợi hại nhất ba đại kiếm tu một trong, hắn sức chiến đấu lại là có thể bước vào tổng thể trước 10, yếu không được Long Nghị Nghị ca nhiều ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cũng chỉ là một chiêu, Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân liền đánh bại. Hơn nữa cái này còn là hắn am hiểu kiếm đạo. Ngươi như thế nào làm được? Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Trần Phi cười một tiếng, khoát tay, vô hình kia cường hãn uy áp lại đột ngột xuất hiện ở tầng chót bên trong, trên mặt đất rắc toàn hiện ra vết nứt, mà đứng ở phía trên người, nhưng hoàn toàn không bị thương chút nào. Nhìn hiểu không, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi hỏi. Không hiểu, Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân chau mày, hắn tu kiếm nhiều năm. Nhưng lúc này Trần Phi cái này vô hình động tác nhưng làm hắn cảm nhận được hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng là kiếm đạo mà thôi, có thể khí chàng này, uy áp vậy đồ, vậy là cái gì? Đoạn Minh Quân trong lòng sinh ra mờ mịt. Vậy ngươi biết kiếm ý phía sau kiếm đạo cảnh giới tên sao? Gặp Đoạn Minh Quân không hiểu, Trần Phi đổi một giải thích, hỏi. Kiếm thế, Đoạn Minh Quân cau mày nói. Hắn biết kiếm thế, có thể cái này cùng kiếm thế có quan hệ thế nào? Ừ, biết liền tốt, Trần Phi gật đầu một cái,
nói thật ra thì rất đơn giản. Ta đi con đường rất tạp, cũng không đơn thuần chỉ có kiếm đạo con đường này, cho nên, ta sẽ không quá mức phân tâm chú trọng chuyên chú đạo này. Nghe được cái này mọi người không nhìn được há to miệng, không biết nên như thế nào hình dung bọn họ tâm tình. Kinh khủng như vậy kiếm đạo cảnh giới tu vi, Trần Phi nhưng lại còn nói mình cũng không phải là điều nghiên tại đạo này. Đây coi là cái gì à? Có thể khi bọn hắn đột nhiên lại nhớ tới trước, Trần Phi uống một hơi cạn sạch liền vậy, đông dương rượu ngon, cử động, nhưng lại không nhịn được lại lần nữa trầm mặc. Như chẳng qua là thông thường thân xác, làm sao chịu đựng đông dương rượu ngon chi liệt. Cùng lúc đó, Trần Phi tiếp theo nói đi xuống, cho nên ta liền giản hóa đối với vậy nhìn thấy điều nghiên. Ta bây giờ kiếm đạo cảnh giới là vô hạ kiếm ý tầng thứ, mà bước kế tiếp chính là muốn đột phá đến kiếm thế cảnh giới, mà cái gì là kiếm thế cảnh giới đâu. Ta không biết, nhưng danh như ý nghĩa, kiếm thế, có thể hay không hiểu là kiếm đạo uy thế. Nghe Trần Phi lời này, may là Đoạn Minh Quân cũng là không nhịn được há to miệng, thật lâu không nói ra lời. Cần phải là hắn chân thực không nghĩ tới Trần Phi lại có thể nói ra như vậy một phen tới. Nói trắng ra, Trần Phi đối với kiếm đạo hiểu, chính là theo bản tuyên khoa. Kiếm thế, ngươi như thế nào thâu tóm, hình dung cái này một cảnh giới, vậy ta liền trực tiếp hướng phương diện này làm đột phá. Vậy như chỉ là như vậy, đem kiếm ý cùng uy thế, khí thế dung hợp, đó chính là kiếm thế liền sao? Đoạn Minh Quân cau mày, lẩm bẩm nói. Ừ, thử một chút chẳng phải sẽ biết, Trần Phi nhíu mày đầu, cười nói. Đoạn Minh Quân cả người run lên, cặp mắt trực tiếp là ngưng đứng lên. Thật ra thì cá nhân ta lấy là, có chút thời điểm không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều thử một chút mà thôi, coi như là thất bại, cũng không có cái gì tổn thất. Trần Phi cười một tiếng, nói, đây là ta một ít cảm ngộ, cận cung tham khảo. Đoạn Minh Quân trầm mặc chốc lát, chợt liền gặp hắn đứng dậy, lại là hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, nói, như ngày khác có thể có cơ hội tiến hơn một bước, Trần huynh ngươi tại ta có đại ân. Đa tạ, dứt lời, lại gặp hắn lại lần nữa khom người cung kính cung, chậm rãi lui về phía sau, cho đến vậy nơi thang lầu, mới xoay người rời đi. Hay, ai, coi là, Trần Phi vốn là còn muốn để cho Đoạn Minh Quân đợi một chút, hắn muốn hỏi một chút thần bí mộ huyệt kia chuyện, nhưng đối phương đây rõ ràng là bị hắn chỉ rõ sau đó, có chút kích động, phỏng đoán tâm tư vậy hoàn toàn không có ở phía trên kia, hỏi cũng là hỏi vô ích. Nghĩ đến đây Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, hướng cách đó không xa Long Nghị nhìn, nói chúng ta cũng nên đi chứ. Trễ nữa ngày hôm nay sẽ tới không đạt tới đi trình diện. Vậy cũng tốt, Long Nghị nhìn xem lầu bên ngoài thời tiết, cũng là đứng dậy, nói, đường tiên tử, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Nếu không ngồi nữa ngồi, ban đêm tuệ tâm trở về, ánh nến đèn đuốc, rượu ngon người đẹp, cũng có thể là Trần huynh người dẫn gặp. Vậy đường tiên tử còn lấy là Trần Phi còn đang giận nàng, liền vội vàng nói. Người như vậy, liền Đoạn Minh Quân cũng có thể đánh bại, vẫn là lôi kéo khá hơn một chút quan hệ sẽ tốt hơn. Không được, ta là thật có những chuyện khác. Ngoài ra, đường tiên tử, người cái này hoa tiên lâu đông dương rượu ngon có thể bán ta chút chứ? Trần Phi lắc đầu một cái, lại đột nhiên hỏi. Đông dương rượu ngon, đường tiên tử hơi ngẩn ra, nói, rượu này một khi cất đi ra. Các thế lực lớn cũng biết đầu tiên phải đi một ít, cho nên bây giờ chúng ta bên trong lầu hàng tích trữ cũng là không nhiều lắm. 10 lượng, đủ chưa? 10 lượng, Trần Phi cau mày, nói có chút thiếu. Ta trở về giúp ngươi muốn một ít, phỏng đoán cũng có thể bắt được 10 lượng chừng đi. Long Nghị một bên chen miệng nói. Vậy xong hết rồi, Trần Phi gật đầu một cái. Ừ, Long Nghị đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên, trên bầu trời một đạo lưu quang bay tới. Thẳng rơi vào trong tay hắn. Long Nghị hơi ngẩn ra, tay kéo một cái, vậy lưu quang lập tức là biến thành đưa tin phù, hắn mở ra nhìn. Một lát sau, liền gặp hắn lắc đầu cười khổ cười, nói, Trần huynh, ngại quá, thành nhỏ bên trong có chuyện để cho ta trở về một chuyến. Như vậy, hạo nhiên, người đời ta đưa Trần huynh. Có chuyện vậy cũng không cần, chính ta cũng đi được, Trần Phi nói. Phi ca không cần khách khí, ngài muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi. Tôn Hạo Nhiên sao có thể bỏ qua điều này có thể cùng Trần Phi kéo gần quan hệ cơ hội tốt, liền vội vàng đứng lên nói. Ngươi và hắn khách khí cái gì? Đất này võ thành ngươi mới tới, không quen, nếu là đi chậm, không lại được đến khi ngày mai mới có thể đi báo cáo sao?
Vậy Long Nghị nói. Vậy, được rồi, Trần Phi hơi dừng lại một chút, vẫn gật đầu một cái, nói ta phải đi Phù Tiên Các. Phù Tiên Các. Mọi người ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi địa phương muốn đi, lại là Phù Tiên Các. Cái này Phù Tiên Các, nếu là ra võ thành còn có thể coi là không tệ, nhưng nếu là ở nơi này trong võ thành, vậy chỉ có thể coi là nhị lưu, kém hơn Thiên Sư Đường, kém hơn Lan Gia, kém hơn Hoa Tiên Lâu, càng kém hơn bốn thế lực lớn. Đi chỗ đó làm gì? Mua đồ sao? Nhưng nếu là mua đồ, lại vì sao phải nói là đưa tin đâu? Mọi người không rõ ràng, khá vậy không ai dám hỏi. Rồi sau đó Trần Phi xài chút giá phải trả đem vậy 10 lượng đông dương rượu ngon mua, liền ở Tôn Hạo Nhiên dưới sự hướng dẫn hướng Phù Tiên Các trụ sở chính đi. Phi ca, chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực thành phố trên đất võ trung tâm thành, mà vậy Phù Tiên Các ta nếu là nhớ không lầm, hẳn là ở phía tây, là cần ngồi truyền tống trận, mới có thể đi qua. Tôn Hạo Nhiên một bên dẫn đường, vừa nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, rồi sau đó đột nhiên hắn sắc mặt lại trầm xuống. Đi ra đi, đoá đoá tàng tàng có ý tứ. Trần Phi bước chân ngừng lại, nhàn nhạt nói tiếng, trong giọng nói lộ ra lau một cái lạnh ý, làm vậy ở phía trước dẫn đường Tôn Hạo Nhiên mặt liền biến sắc. Cùng lúc đó, vậy đường phố cuối trong bóng tối, có mấy đạo thân ảnh dậm chân ra, mới vừa trước thần thức của bọn họ hoàn toàn là không chút kiêng kỵ đánh giá Trần Phi, vì vậy Trần Phi rất dễ dàng liền phát hiện bọn họ. Dĩ nhiên, những người này thật giống như vậy căn bản không muốn che giấu ý nghĩa. Nhìn như vậy, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Ha ha, Trần Phi cười lạnh cười, trong lòng có chút sát ý. Các người là người nào? Không biết đây là đâu sao, ta là Kim Hổ giúp. Tôn Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Nhưng mà vậy ánh mắt của mấy người từ đầu đến cuối đều không ở trên người hắn. Chỉ gặp ánh mắt hắn lạnh lùng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lẫn nhau đụng một cái lỗ tai, chính là hắn. Trong lời nói hiện ra hết trước khinh miệt. Ngươi đi thôi, chuyện này cùng ngươi không liên quan, cảnh cáo ngươi, đừng tạm biệt rước họa vào thân. Những người đó chính giữa có một người đi về phía trước mấy bước, khinh miệt hướng Tôn Hạo Nhiên nhìn một cái, nói. Ngươi có ý gì? Tôn Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống, cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơi thở nhào tới, không khỏi kinh biến nói chân nhân cảnh tầng 5. Mấy người kia đồng loạt cười lạnh cười, không có ở đây xem Tôn Hạo Nhiên một mắt, mà là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi, và chúng ta đi một chuyến đi. Giọng nói kia, hoàn toàn là giọng ra lệnh, giống như là căn bản liền không cân nhắc Trần Phi có thể hay không cự tuyệt bọn họ, có lẽ căn bản cũng không dám cự tuyệt. Vậy, cút ngay. Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy, nhưng chỉ là nhàn nhạt quát một tiếng, giống như là gặp được cái gì tiểu miêu tiểu cẩu vậy, để cho bọn họ cút ngay. Cút ngay. Mấy người kia trong con ngươi thoáng qua một đạo sát phạt hàn mang, cường hãn hơi thở tràn ngập ra, chân nhân cảnh tầng 5. Cái này mấy người thực lực, lại có thể tất cả đều là chân nhân cảnh tầng 5. Võ Thành mặc dù là ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, có thể cái này thật người cảnh tầng 5 cao thủ nhưng cũng không phải là cải trắng. Mà lúc này, nhưng lại có thể xuất hiện nhiều như vậy. Bọn họ kết quả là lai lịch gì? Có chút ý tứ, lại có thể như vậy, vậy thì chỉ có chúng ta ra tay mang ngươi đi. Đối phương một người trong đó cười nhạt, lòng bàn tay nâng ngọn lửa kinh khủng, hướng phía trước một bước, nhất thời từng luồng ngọn lửa lực lượng hướng Trần Phi lan tràn đi, vô cùng đáng sợ. Tôn Hạo Nhiên nhất thời thuấn thân run rẩy, cặp mắt lộ ra ngưng nhiên. Hắn tuy có chân nhân cảnh tầng 3 sức chiến đấu, có thể cùng cái này thật người cảnh tầng 5 nhân vật so với, vẫn là kém xa. Đến ta phía sau đi đi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đi về phía trước một bước, sau đó vung lên, ngọn lửa kia liền ngay tức thì mất đi thành hư vô. Nhất thời, mấy người kia ánh mắt ngưng ngưng, Tôn Hạo Nhiên trên người áp lực cũng lớn lớn giảm bớt. Lại có thể chống đỡ ta ngọn lửa, trách không được Hách thiếu gia sẽ để cho chúng ta tự mình tới. Bất quá. Ngươi lấy là quang như vậy thì được rồi. Người nọ cười nhạt lẩm bẩm nói, cả người khí thế một trào, lại chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hách thiếu gia, các người là Lan gia người. Lan Hách tìm tới, Tôn Hạo Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Lan gia, Trần Phi cau mày, chợt giãn ra, hiện ra nhàn nhạt lãnh ý. Thật là, tựa hồ đến chỗ nào đều có như vậy âm hồn bất tán người. Thật phiền sao? Mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, có chút trách cứ trợn mắt nhìn chừng vậy nói lỡ miệng người, chợt đồng loạt đi tới trước, đem Trần Phi vây quanh,
Một khắc sau, từng cổ một đáng sợ như bão gào thét vậy lực lượng chìm hướng Trần Phi. Trong đó một người khác lạnh lùng nói, cuối cùng nói lại lần nữa, và chúng ta đi. Chìm ngập ở đó từng cổ một uy áp đáng sợ, khí thế chính giữa, Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, ngưng tụ ra vẻ lạnh lẽo, sát theo trong hư không trực tiếp là có một đạo kiếm ý toát ra, ngưng tụ thành kiếm mang, hướng vậy đang vây quanh hắn một người trong đó chém tới. Phịch, máu tươi bão táp, một kiếm hai đoạn, người nọ trực tiếp là bị Trần Phi một kiếm này giết chết. Một màn này làm tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng. Cái gì? Đây là từ đàng xa những cái kia người vây xem trong miệng truyền tới thanh âm, vô cùng rung động. Phải biết đây chính là một vị chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, nhưng bây giờ lại bị người một đạo kiếm mang cho chém. Coi như là có đánh lén, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhân tố, có thể cái này cũng quá phóng đại, không phải sao? Cái gì, điều này sao có thể? Đường phố trong bóng tối, vậy Lan Hách thấy một màn này cũng là sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi có thể một kiếm chém bọn họ Lan ra chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật. Bất quá rồi sau đó, hắn sắc mặt thì trở nên được dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Lên, không cần bắt, trực tiếp giết chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hắn mặt đầy thâm độc hét, mấy vị này chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ đều là anh hắn trợ thủ đắc lực, cánh tay phải cánh tay trái, mà bây giờ nhưng chết cái, như bị anh hắn biết, nhất định là đóng không được kém. Người cư, lại dám giết người. Mấy vị kia Lan ra chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, con người ngưng hạ, chợt ánh mắt thâm độc đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi quét mắt đường phố cuối vậy mặt đầy dữ tợn, hiện đầy sát ý Lan Hách mặt, hơi bĩu môi, ánh mắt lại là rơi xuống vậy trên người mấy người, nhàn nhạt nói, giết chó mà thôi. Nếu không phải chó, ngăn ở đường trước mặt nên làm gì? Rất tốt, mấy người kia hô hấp trùng trùng dừng lại một chút. Rồi sau đó, bước chân đồng thời bước ra, kinh khủng chân nhân cảnh tầng 5 uy áp tràn ngập, đồng thời, từng cổ một mang theo cuốn sát ý lực lượng, cũng là hướng Trần Phi bên này vọt tới. Trần Phi híp đôi mắt một cái, giơ tay lên đang chuẩn bị động thủ, có thể nhưng vào lúc này một đạo lạnh thấu xương tiếng của trách nhưng truyền đến. Dừng tay. Phịch. Cùng lúc đó, một cổ kinh người lực lượng lớn sáng lên huy. Phảng phất là ngưng tụ thành hư không gió bão đem vậy mấy cái chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật cũng là muốn trói. Sau mấy người hơi biến sắc mặt, vội vàng buông tha thế công, rút người ra chạy khỏi vậy trói thế. Sát theo, mặt đất truyền đến vang dội, từng vị người mặc vào màu vàng đồ sộ khải sĩ binh từ vậy đường phố cuối đi ra. Một vị trong đó người cầm đầu vật, hơi thở rất khủng bố, chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Thành vệ quân. Mọi người sắc mặt tất cả đổi một cái. Rồi sau đó vội vàng rời đi, giống như là rất sợ rước họa vào thân. Thành U Lang thành vệ quân chỉ thuộc về phủ thành chủ, người mặc dù không nhiều, có thể người người đều là đổi tai. Hơn nữa làm việc rất dã, rất ít sẽ có cho mặt mũi thời điểm. Không biết trong thành không cho phép gây chuyện, ngạch, vậy từng cái vàng khải binh lính phía trước, một vị giống như là người cầm đầu vật lạnh nhạt đi tới, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chằm chằm trên đất vậy bể thành liền hai nửa thi thể ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, Lan ra mấy tên kia hắn đều biết, có thể nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là đã chết một cái này liền có chút. Chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, há lại là như vậy dễ dàng có thể tùy tiện chết. Ai giết, hắn nhìn trên đất thi thể kia hỏi. Hắn, mấy người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Tại sao giết người, thành vệ quân dẫn đầu xoay người lại. Nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Ngươi là tại sao không hỏi một chút bọn họ tại sao phải ngăn ta? Trần Phi lạnh lùng nói. Vậy thành vệ quân đầu lĩnh nhíu mày một cái, một lát sau mới lên tiếng, dù sao vô luận như thế nào, đất này trong võ thành quy củ xin các ngươi hãy tuân thủ, nếu không, đừng trách chúng ta thành vệ quân không cho mặt mũi. Nói xong, hắn lại vừa xoay người rời đi, điển hình tiếng sấm mưa to chút ít. Không có biện pháp. Hắn bắt đầu nào biết bên này là Lan gia Lan vô dụng thủ hạ vậy mấy cái chân nhân cảnh tầng 5, một cái khác lại là có thể giết chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật. Hai bên cũng là lớn phiền toái, không quá đáng đi quản. Không có xen vào chuyện của người khác người, ta xem còn có ai sẽ tiếp tục giúp ngươi. Mấy người kia lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Phải không, Trần Phi cười lạnh nhìn bọn họ một mắt, trực tiếp là A nói chết. Kiếm vô hình ý. Phối hợp vậy vô cùng cường hãn uy áp,
trực tiếp là làm mấy người kia màng nhĩ cũng ngay tức thì là run rẩy, thiếu chút nữa phá vỡ. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn kiếm mang hư không ngưng tụ, trực tiếp là giống như bọn họ chém tới. Cút ngay, mấy người kia sắc mặt đại biến, cái này mới cảm nhận được Trần Phi lực lượng lại có thể như vậy ngoại hạng, một kiếm này, không chỉ là làm bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực, thậm chí, cũng giống như là sắp hít thở không thông. Phịch, trước nhất mét khối người nọ trực tiếp là bị vậy kinh người kiếm oai đè cho đè thân thể nổ lên, thần hồn câu diệt. Cái gì, mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng hạ, hiện ra sợ hãi, chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, bây giờ lại chết một người. Tựa hồ cảm giác càng ngày càng chính xác à, kiếm thế, thật chính là ta tưởng tượng như vậy sao? Trần Phi ngược lại là không để ý người kia sống chết, lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ bắt được cái gì, cũng nhanh muốn đến gần, để cho hắn đột phá. Cùng lúc đó, mấy người kia bất ngờ dừng bước, sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch. Phải biết bọn họ nguyên bản cũng chỉ có 4-5 người, mà bây giờ đâu? Khoảnh khắc gian, hai người liền bị giết không có, chết một nửa. Trước một người còn có thể nói là vận khí tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hai người chết đặt ở bọn họ trước mặt, đã là đến làm bọn họ không thể không nhìn thẳng trình độ. Trần Phi thực lực, xa so bọn họ dự đoán muốn kinh khủng nhiều. Giết chúng ta Lan gia người, người yên tâm, người kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Một người lạnh lùng nói, xoay người muốn đi, chúng ta đi. Đợi một chút, Trần Phi nhàn nhạt lời nói truyền tới. Thân thể người nọ cứng đờ, chuyển trở về, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi có ý gì? Không việc gì, muốn giết ngươi mà thôi. Trần Phi lạnh lùng nói, một lần nữa động thủ, kiếm kiêu ai thế tựa như là lãnh vực vậy bao phủ xuống, người nói chuyện phản ứng cũng còn không tới kịp, trực tiếp là bị giết chết. Không còn sức đánh trả chút nào. Mọi người một hồi sợ hãi, không dám lại xem Trần Phi. Có thể đem chân nhân cảnh tầng 5 làm là con kiến như nhau giết. Người này, kết quả là có kinh khủng dường nào lực lượng, mới có thể làm được. Mấy người kia cùng với đường phố trong bóng tối Lan Hách trực tiếp là cả người cứng lại, mặt đầy sợ hãi. Nhất là vậy Lan Hách, hắn nếu là sớm biết Trần Phi có như vậy thực lực, lại như thế nào không biết tự lượng sức mình, tìm người để báo thù. Ngươi, tới đây, nhưng vào lúc này, Trần Phi hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, nhàn nhạt nói. Nhất thời, hắn... Còn có mấy người kia sắc mặt đều là hoàn toàn thay đổi. Một người hướng về phía hắn sắc lệ nội cha, nói các hạ, làm người, vẫn là lưu một đường tương đối khá. Đất này võ thành không phải bên ngoài, người có thể thắng qua chúng ta, cái này cũng không coi vào đâu. Không tệ, ngươi nếu như dám động ta một sợi lông tơ, ca ca ta Lan vô dụng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghĩ rõ. Vậy Lan Hách cũng là gầm nhẹ nói. Trần Phi trên mặt lộ ra lau một cái thú vị thần sắc. Những người này, 4-5 người đều bị hắn giết hơn một nửa, không sợ cũng chỉ coi là, nhưng bây giờ đây ý là còn muốn uy hiếp hắn sao? Cầm các người để cho hắn đến tìm ta chứ? Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, hướng vậy Lan Hách đi tới, người sau sắc mặt lập tức liền biến, tái nhợt, hiện đầy sợ hãi, lui về phía sau. Ngươi, ngươi cút ngay, đừng đến gần ta, mau cút mở à. Hắn mặt đầy kinh hoàng hét. Các hạ ngươi thật muốn như vậy. Mấy người kia cũng là sắc mặt đổi một cái, lại trắng lại tím, cắn răng nói, ngươi phải rõ ràng, ta Lan vô dụng thiếu gia cũng không phải là dễ trêu. Trần Phi dừng bước lại, không nhịn được lạnh lùng ánh mắt hướng người nọ nhìn lại, nói, chưa thấy được ngươi nói có chút nhiều. Vẫn là nói, ngươi cũng giống và bọn họ như nhau. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, toàn thân phát rét. Cứng rắn là không ai dám vào lúc này nói chuyện. Lan Hách, nhưng vào lúc này, xa xa có đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, thật giống như đâm vào mọi người trong lòng, hết sức kinh người. Mà vậy Lan Hách thì sắc mặt chợt ngạc nhiên mừng rỡ. Ca, mau cứu ta. Ca ca. Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt phòng rộng rãi chuyển qua, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng trường bào. Tài hoa xuất chúng, chán gian nạm có một cái vết sẹo bóng người đang chậm rãi tới. Mà ở thấy người nọ sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhìn được con ngươi lại lần nữa rụt một cái, thậm chí liền liền số ít âm thầm nguyên bản mang trên mặt cười mỉa vẻ chân nhân cảnh đỉnh cấp nhân vật, lúc này cũng là đối người nọ toát ra vẻ kiêng kỵ. Lan vô dụng. Hắn lại có thể tới thật, không phải nói hắn đang bế quan đánh vào vô hạ kiếm ý tầng thứ sao.
T, chẳng lẽ hắn là thành công? Ta nghe nói tuổi trẻ nhất đại liền, ám kiếm, thôi minh lĩnh ngộ tầng kia lần, thiên sư Đường Tiểu Thiên sư Đoạn Minh Quân đều không làm được. Lần này có trò hay để nhìn, người này giết hắn không ít người. Không biết cái này người điên sẽ như thế nào xử lý chuyện này mà. Chỉ gặp vậy Lan Vô Dụng chậm rãi đi tới, trường bào vù vù, tay áo phiêu động, cả người trên dưới tự nhiên làm theo toát ra một cổ làm người ta hít thở khó khăn sắc bén khí. Hắn cau mày liếc nhìn thi thể trên đất, lại quét mặt đầy tái nhợt đệ đệ, ánh mắt hướng trong mấy người kia còn sót lại hai người nhìn lại, lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra. Thiếu gia là hắn giết chiêm đẹp trai các người. Người nọ lập tức là chỉ trước một mặt lạnh nhạt Trần Phi nói, mặt đầy cười nhạt cùng với hung tợn vẻ. Hôm nay Vô Dụng thiếu gia tới, hắn ngược lại muốn xem người này phải như thế nào tiếp tục cuồng. Bót, có thể đây là, thanh âm thanh thúy vang ở trên mặt, người nọ sắc mặt lập tức là đỏ ngầu, khó tin nhìn Lan Vô Dụng, lắp bắp nói thiếu gia. Ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Lan Vô Dụng thanh âm lạnh lùng vẫn là lạnh như vậy liệt, có thể lần này, nhưng là làm vậy mặt đầy đỏ thẫm sắc mặt người lập tức đổi được tái nhợt, ánh mắt chiến sừng sững. Không chỉ là hắn, coi như là Lan Hách lúc này đều có chút tính nhược ve mùa đông đứng lên, không dám lên tiếng. Bởi vì lấy hắn đối với anh hắn rõ ràng, hắn rất rõ ràng, Lan Vô Dụng lúc này là có chút động chân hỏa. Một lát sau, người nọ vùi đầu, chậm rãi nói, là Hách thiếu gia đến tìm chúng ta hỗ trợ. Phải đem người nọ mang đi, mang võ thành. Như vậy, Lan Vô Dụng lúc này mới khẽ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, âm lãnh con người toát ra lạnh nhạt sát ý, kiếm khí ngang dọc, phảng phất là muốn xé không khí. Các người đi về trước, còn dư lại chuyện, ta tới xử lý. Hắn đi theo chậm rãi nói. Ừ, người nọ nhưng mà chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, có thể ở Lan Vô Dụng một câu nói này sau đó. Nhưng liền một câu chất vấn lời cũng không dám nói ra, trực tiếp khẽ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Lan Vô Dụng sau lưng Lan Hách, nói, Hách thiếu gia, chúng ta đi. Ừ, Lan Hách vậy sớm muốn rời đi nơi này, Trần Phi hung ác đạt tới vô tình, cũng làm hắn sinh ra nồng nặc lòng hối hận, không nên đi trêu chọc đối phương. Bất quá bây giờ ca nàng tới, đối phương chỉ sợ cũng được chơi xong chứ. Trong lòng chính là ôm như vậy ý tưởng. Vậy Lan Hách cười nhạt lại lần nữa treo lên gương mặt, quét Trần Phi một mắt, xoay người cùng người nọ chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể đây là, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng rất đột ngột vang lên. Ừ, Lan Hách cùng với vậy người thần sắc cứng đờ, xoay người lại, sắc mặt khó coi nhìn Trần Phi. Trừ cái này ra, những người khác cũng là sắc mặt có chút cổ quái. Cho dù là Tôn Hạo Nhiên đều có chút, dẫu sao Lan gia Lan Vô Dụng đại danh. Coi như không phải võ thành người, chỉ cần hơi ở nơi này đợi thêm mấy ngày, vạn không khỏi biết chi đạo lý, hơn nữa, điểm chính là ai có thể, ai dám không cho loại này yêu nghiệt mặt mũi. Lan gia Lan Vô Dụng, võ thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 cao cấp nhân vật, lại là đại biểu Lan gia cái này một đồ vật khổng lồ, mà bây giờ Lan Vô Dụng kêu Lan Hách bọn họ đi, Trần Phi lại dám cản. Lần này phiền toái à, Tôn Hạo Nhiên mặt đầy vẻ phức tạp, không biết nên làm cái gì. Tuy nói hắn biết Trần Phi có thể đánh bại Tiểu Thiên Sư Đoạn Minh Quân, cái này Lan Vô Dụng hơn phân nửa vậy không địch lại hắn, có thể Lan ra đâu. Lan Vô Dụng sau lưng Lan ra, lại nên làm cái gì? Thú vị! Âm thầm không thiếu cao thủ cường giả, thế lực lớn truyền nhân, nhìn một màn trước mắt này đều là toát ra thú vị vẻ. Bởi vì nói thật nói, Lan Vô Dụng người này có chút điên, hơn nữa rất mạnh. Cho nên coi như là bọn họ cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Vậy mà lúc này, nhưng thật giống như có cái càng điên người toát ra. Ngay trước Lan Vô Dụng mặt muốn cho người hắn lưu lại. Thật là thú vị liền à. Người có ý gì, vậy thật người cảnh tầng 5 cao thủ lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Người muốn tìm cái chết, không thấy được ca ta ở nơi này. Vậy Lan Hách lại là không nhìn được nói xấu mặt đối mặt đứng lên, lạnh lùng nói. Lan Vô Dụng không lên tiếng, có thể hắn tiếp theo nhìn chăm chú Trần Phi ánh mắt. Nhưng dần dần trở nên có chút làm người ta sợ. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, đột nhiên nói, ngươi tại sao để cho bọn họ dừng lại? Ta để cho bọn họ đi. Trần Phi nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại. Ngươi không có nghe gặp ta để cho bọn họ đi. Lan Vô Dụng trong mắt thoáng qua lau một cái nhàn nhạt lạnh ý, chậm rãi nói. Ngươi là thứ gì, có tư cách thay thế ta nói chuyện? Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Oanh!
Tất cả mọi người ánh mắt động lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tất cả mọi người, hoàn toàn trầm mặc. Người này, không phải điên rồi sao? Mà vậy Lan Vô Dụng cuối cùng là trong mắt không nhìn được dữ tợn, nhìn Trần Phi, từng luồng kinh khủng kiếm đạo hơi thở vậy là theo chân từ trong cơ thể hắn điên tràn ra. Không ít người biến sắc, về phía sau nhanh chóng lui ra. Một khắc sau, vậy Lan Vô Dụng con ngươi lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta nhúc nhích một chút tay, qua mấy chiêu. Ngươi như muốn ngăn ta, chiến chính là. Trần Phi nhìn Lan Vô Dụng, phảng phất từ đối phương ánh mắt kia đọc lên vậy không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Lan gia Lan Vô Dụng, danh tự này hắn vậy không phải lần thứ nhất nghe nói là đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật, rất lợi hại, có thể, vậy thì như thế nào? Mạnh như Long Nghị, võ thành bốn một trong những đại thế lực Tề gia bảo môn nhân, đại thiên vị cường giả môn đồ, cả người thực lực đủ để đặt chân ở nơi này võ thành tuổi trẻ nhất đại trong vòng vị trí trước năm, ở tay hắn bên trong còn không phải là bị hắn tùy tiện bóp. Muốn cùng hắn bây giờ nói chuyện ngang hàng, hoặc là kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Phải, có tiểu thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu là được rồi. Có thể cái này Lan Vô Dụng có không? Hắn dĩ nhiên không có. Bất quá chính hắn hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Vèo, Trần Phi đứng ở tại chỗ không động, bất quá một khắc sau, hắn liền thấy Lan Vô Dụng thân thể biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, sát theo một cổ hào hùng áp lực truyền tới. Vậy áp lực trong, một đạo kiếm mang đón đầu chém xuống, hết sức cường hãn, vang lên hắc quang. Là Lan gia hắc ma kiếm quang, mọi người ánh mắt co rúm một cái, sợ hãi nói. Nhưng đang khi bọn họ sợ hãi, một đạo màu ngà ánh sáng lại là nhanh chóng đánh trúng kiếm kia mang, thoáng chốc gian, hai cổ lực lượng đè ép vỡ ra, hơn nữa còn là hướng Lan Vô Dụng bên kia tàn phá đánh tới. Người sau sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình chớp mắt, đem vậy lưu lại đánh vào tránh ra. Phịch, lực lượng này đánh vào ở trên vùng đất, mặt đất ùng ùng nứt ra, dọc đường kiến trúc vậy là theo chân ầm 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 sụp đổ, vô số mắt thường khó mà bắt kiếm khí ở đó xen lẫn quấn vòng quanh. Lúc này nếu có người bước vào mảnh khu vực kia, sợ rằng sẽ bị ngay tức thì chia nhỏ thành mảnh vỡ, như vậy đáng sợ. Người này lại có thể ngăn trở Lan Vô Dụng kiếm mang. Không chỉ là chặn lại, người này sợ rằng thực lực kém không được Lan Vô Dụng nhiều ít. Đám người con người co rúm lại, tất cả đều lộ ra rung động thần sắc. Lan Vô Dụng thực lực rất đáng sợ, là vững vàng nhập liệt ở đó võ thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật. Mà bây giờ Lan Vô Dụng một kiếm chẳng những không có giết chết Trần Phi, thậm chí còn để cho đối phương chiếm cứ chút ưu thế, làm sao có thể không để cho người giật mình. Ừ, cùng lúc đó, vậy Lan Vô Dụng như quỷ mị bóng người cũng là trở lại tại chỗ, kinh ngạc nhìn Trần Phi một mắt. Hắn không biết người khác nhìn ra chưa, nhưng chính hắn rất rõ ràng, mới vừa rồi tuy nói hắn không làm sao nghiêm túc, không xuất toàn lực, có thể Trần Phi phản kích đích xác là làm hắn có chút mất thể diện. Có thể chống đỡ kiếm hắn mang, còn nghĩ hắn đánh lui, cái này đủ để cho hắn đối với Trần Phi coi trọng một chút. Ngươi thực lực cũng không tệ lắm, khó trách có thể như vậy tùy tiện giết chiêm đẹp trai bọn họ. Rồi sau đó Lan Vô Dụng bình tĩnh nói, vung tay lên, một chuôi tràn ngập cổ xưa hơi thở màu đen trường đao xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên hiện đầy hoa văn, hắn đưa tay nắm chặt, nhất thời tất cả mọi người tim cũng giống như là rung một cái. Hoảng sợ nhìn hắn. Nhưng chỉ là như vậy có thể không đủ để thành là ngươi xúc phạm ta lý do. Tiếp tục chứ, hắn lạnh lùng phải nói. Là Lan Vô Dụng hắc quang quá đao, Lan gia chấn tộc vật một trong. Rõ ràng là đao, lại bị Lan Vô Dụng cái này tu tập kiếm đạo người cầm tới dùng, đáng tiếc. Có người trong mắt ngưng ngưng, lẩm bẩm nói. Lan gia hắc quang quá đao, đây chính là cấm chế cao đến 10 bát trọng cao cấp hoàng kim pháp bảo một trong. Coi như là ở nơi này rồng rắn hỗn tạp võ thành, đó cũng là uy danh hiển hách, thuộc cao cấp bảo bối một trong. Trần Phi cũng là híp mắt nhìn một chút vậy bán tương rất đủ hắc quang quá đao, trong mắt lộ ra kiểu khác sắc thái, vật này, hắn thật giống như có chút hứng thú. Rõ ràng là đao, vậy Lan Vô Dụng lắc đầu cười lạnh cười, trường bào vù vù, quá đao ngang trời, lãnh đạm vuốt khóe miệng, nói, một đống không hiểu kiếm đạo bản chất ngu xuẩn. Đây là đao sao? Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ở trong tay, nó là kiếm là được, hiểu không? Trần Phi nghe được Lan Vô Dụng lời nói này lộ ra lau một cái thú vị thần sắc, cười nói, xem ra ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ gắng gượng sâu sắc. Không nói khác, nhưng Lan Vô Dụng lời nói này,
đã là hắn lĩnh ngộ có hiệu quả hay như nhau. Nói cách khác, cái này Lan Vô Dụng kiếm đạo cảnh giới hơn phân nửa cũng là đạt tới không rãnh tầng thứ, bất quá lúc này mới có ý tứ mà. Ngươi nếu có thể hiểu ta ý của lời này, cũng coi là không tệ. Lan Vô Dụng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, giết ngươi, người khác nói ta Lan gia khí lượng tiểu, như vậy, tự phế hai cánh tay, lại đi ta Lan gia trước cửa quỳ xuống đất ba ngày, ngày hôm nay chuyện này, liền coi như là cứ như vậy đi qua, như thế nào? Hắn lời nói này giống như là ân huệ vậy, có thể mọi người lúc này lại rất khó dâng lên người này nói lời như vậy là rất ngạo mạn, là rất vô hình cuồng ngông loại cảm giác đó. Lời này từ Lan Vô Dụng trong miệng nói ra, ở bọn họ cảm giác bên trong, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhất thời, rất nhiều người sắc mặt đổi một cái, gắng sức hất đầu, muốn đem loại cảm giác đó quăng ra bọn họ đầu. Như vậy ý niệm nếu là thật cắm rễ ở bọn họ trong đầu, vậy sau này bọn họ nếu như là địch, đứng ở Lan Vô Dụng phía đối lập, liền phế à? Ha ha, Trần Phi nghe vậy chính là nhẹ giọng cười một tiếng, nâng hai tay lên, nói ta đôi tay này ở nơi này, ngươi nếu là có bản lãnh, tới chém là được. Đây là ngươi nói, Lan Vô Dụng nhìn Trần Phi, cả người kiếm khí ngang dọc, trường bào vù vù, cặp mắt, là tràn ra một loại lạnh lẽo dùng mình. Hắn bây giờ đã là có muốn giết Trần Phi xung động. Trần Phi không nói lời nào, nhìn đối phương, người này, tựa hồ là quá mức kiêu ngạo, thật lấy là ra đất này võ thành tuổi trẻ một đời vòng, bên ngoài, liền không có bất kỳ người có thể sánh bằng, thậm chí còn vượt qua bọn họ sao. Bực này ánh mắt thiển cận. Phải biết, thế giới này nhưng mà quá lớn à. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa lại có thanh âm cuồn cuộn bay tới, các người là thật làm ta đất này võ thành luật lệ là trò đùa. Ừ, tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ chốc lát sau, liền gặp vậy trên bầu trời là có một đạo người khoác khôi giáp sư tử đực ông già chậm rãi tới. Người này đầu đầy tóc bạch kim, giống như sư tử đực, cả người trên dưới tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm người ta sinh sợ. Quân thống lĩnh Lan Vô Dụng thấy tới sắc mặt người đổi một cái, chợt hơi giơ tay lên, coi như là hành lễ. Cái này người đến lại là thành vệ quân thống lĩnh cấp nhân vật, làm hắn không nghĩ tới. Bọn họ võ thành thành vệ quân thống lĩnh cấp nhân vật, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái, nhưng mỗi một cái vậy cũng là tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Cái này quân thống lĩnh, liền là một cái trong số đó. Thống lĩnh, đi mau, mọi người vừa thấy được vậy tới người ánh mắt cũng là đổi một cái. Náo nhiệt cũng không nhìn, xoay người rời đi, sợ bị ảnh hưởng đến, liên lụy. Thành vệ quân trực thuộc phủ thành chủ vị kia vương gia, ai cũng có thể không công nhận, bọn họ, tự nhiên càng không tính là cái gì. Người đến chậm rãi tới, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Lan Vô Dụng trên mình, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ánh mắt lại nhìn về Trần Phi, ánh mắt kinh ngạc một chút, ta không gặp qua ngươi. Ta hôm nay mới tới đất này võ thành, thống lĩnh ngươi không gặp qua ta. Không kỳ quái, Trần Phi chậm rãi nói. Hắn trước bình tĩnh nói tiếng nói, làm tất cả mọi người sắc mặt đều là theo bản năng ngưng ngưng, kinh ngạc đứng lên. Nếu như trước, Trần Phi đối với Lan Vô Dụng bình thản, lãnh đạm, bọn họ vẫn có thể hiểu, bởi vì người này hoặc giả là có không thua gì Lan Vô Dụng bao nhiêu thực lực, nhưng lúc này đâu. Nhưng lúc này đối mặt thành vệ quân một vị thống lĩnh cấp đại lão đến, một vị chân chính tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, đừng nói là hắn. Liền Lan Vô Dụng cũng cúi xuống hắn vậy kiêu ngạo khí khái. Hắn dựa vào cái gì còn có thể tiếp tục làm được như vậy bình tĩnh? Không cảm giác được mình rất ngu xuẩn sao? Vậy quân thống lĩnh kinh ngạc quét mắt Trần Phi, nhưng phát hiện đối phương trên mặt lại là thật, chút nào đối với hắn kính sợ, sợ hãi cũng bị mất. Cái này làm hắn không nhìn được trong mắt hơi híp một chút, lạnh nhạt nói, bất luận như thế nào, ta võ thành quy củ xin các ngươi hãy tuân thủ, các ngươi có thể hiểu là nhắc nhở. Cũng có thể hiểu là cảnh cáo. Bởi vì nếu là còn có lần kế, ta sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy, biết chưa? Như không ai tìm ta phiền toái, nên tuân thủ quy củ, ta tự nhiên không biết chủ động xúc phạm. Trần Phi bình tĩnh nói, hắn bây giờ thực lực, đã có đối mặt tiểu thiên vị nhân vật trấn định như thường sức. Ừ, mà vậy Lan Vô Dụng chính là mặt âm trầm chậm rãi nói, lại nói, bất quá, quân thống lĩnh. Ta Lan ra mặt mũi không thể lâu như vậy bị người tùy tiện trà đạp. Hôm nay nếu ngài tự mình hiện thân, vậy cũng hay không là ta hai người làm chứng. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, nhìn Lan Vô Dụng. Cái gì làm chứng, vậy quân thống lĩnh cũng là híp mắt nói.
ngươi có dám cùng ta lên huyết sát đài? Lan Vô Dụng ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, chậm rãi nói. Mà ba chữ kia, huyết sát đài, chính là một thạch kích thích thiên tầng lãng. Tất cả mọi người ánh mắt rung chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Vô Dụng, lại là muốn lên huyết sát đài. Cái này Lan Vô Dụng tới thật. Huyết sát đài là cái gì? Trần Phi cau mày nói. Ngươi có thể hiểu mà sống chết lôi. Một khi đi lên, chỉ có thể có một người còn sống xuống. Quân thống lĩnh ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, chậm rãi nói, dĩ nhiên, ngươi nếu không phải nguyện ý, cũng có thể cự. Phải, lúc nào, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền không dây dưa gật đầu một cái, hỏi. Nếu như hắn liền cái này cũng không dám lên, sợ rằng hắn mình cũng biết cười nhạo chính hắn chứ. Rất tốt, ta cũng biết ngươi sẽ đáp ứng. Chỉ gặp vậy Lan Vô Dụng khóe miệng âm lãnh ngoắc ngoắc, thanh âm lộ ra mấy phần lãnh ý, nói, ba ngày sau, ta ở huyết sát đài chờ ngươi. Dĩ nhiên ngươi nếu là đột nhiên không dám, cái này ba ngày ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, mới quyết định. Ngươi không cần dùng những lời này được kích ta, ngươi nếu như muốn đánh, ta cùng ngươi chính là, vô luận là ba ngày sau, bây giờ cũng có thể, tùy ngươi, được không? Trần Phi câu khóe miệng, thản nhiên nói, mang giễu cợt. Hắn biết đối phương hành động này ý đang đả kích kiếm đạo của hắn sắc bén tâm, chưa từng có từ trước đến nay thế. Nếu như luyện kiếm người, trừ một số ít người, những thứ khác đều rất coi trọng cái này, thả gãy không cong. Hắn nếu như kinh sợ, không dám, trong lòng sẽ gặp nhiều hơn một cây gai, một mực đâm vào vậy, ảnh hưởng hắn tương lai chưa từng có từ trước đến nay đường. Lan Vô Dụng trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, hắn quả thật có kích Trần Phi ý nghĩa. Nhưng không nghĩ tới bây giờ đối phương thái độ so hắn còn càng cương trực, muốn đánh liền đứng, ngược lại thì làm hắn khí thế có chút rơi vào hạ gió. Bị chế trụ. Thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng ba ngày thời gian đi. Ta không cùng ngươi nhiều miệng lưỡi tranh, ba ngày sau, lấy máu ngươi, kết thúc hết thảy. Lan Vô Dụng con ngươi tràn ngập hắc quang, thu hồi hắc quang kia quá đau, xoay người rời đi. Vậy Lan Hách các người cũng là lập tức không chút do dự đi theo. Hôm nay bọn họ sao có thể không nhìn ra, cái này Trần Phi, tuyệt đối là cùng bọn họ Vô Dụng thiếu gia ca ca, một tầng thứ quái vật, nếu như lưu lại nữa, bị đối phương để mắt tới, vậy sợ rằng là sẽ liền chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra chứ. Mọi người một mảnh im lặng, ánh mắt mang kính sợ nhìn vậy lúc này đang đứng ở quân thống lĩnh thân ảnh trước mặt. Giống như là muốn đem Trần Phi mặt mũi sâu sắc in ở bọn họ trong đầu. Tuy nói coi như là đến bây giờ. Bọn họ cũng không cho rằng Trần Phi có thể thắng được Trần Phi, có thể cái này trong ba ngày, nếu là tạm biệt trước cái này người điên, vẫn là đi vòng đi. Ngươi nghĩ rõ, lên huyết sát đài, ngươi và Lan Vô Dụng, liền chỉ có thể sống được một người. Quân thống lĩnh nhìn ánh mắt vậy thần sắc bình tĩnh bóng người, cau mày, không nhịn được nói. Trần Phi lúc này biểu hiện chân thực quá bình tĩnh, thậm chí liền hắn đều có chút hoảng hốt, người này đáp ứng, ba ngày sau muốn lên huyết sát đài. Hơn nữa đối phương vậy còn là vậy Lan gia tiểu yêu quái, Lan Vô Dụng. Vậy thì như thế nào? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi lời này có ý gì? Quân thống lĩnh nhíu mày nói. Rất đơn giản, Trần Phi dừng một chút, nói, ba ngày sau nếu như lên cái gì đó huyết sát đài, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi tin không? Quân thống lĩnh ngẩn người, nhìn Trần Phi trên mặt vậy nụ cười tự tin. Yên lặng hồi lâu, lại là có chút nói không ra lời. Thậm chí một lát sau, hắn vậy vẫn là không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Lý trí nói cho hắn, Trần Phi lời này thật sự là quá ngông cuồng, có thể trực giác nói cho hắn, tựa hồ, ba ngày sau sẽ thật giống thằng nhóc này nói như nhau. Lên huyết sát đài, vậy Lan Vô Dụng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta vậy đi thôi, mắt thấy tất cả mọi người đều đi, Trần Phi nhún vai một cái. Hướng một bên vậy mặt đầy đã sớm đờ đẫn Tôn Hạo Nhiên nói. Ách, nha, được, bay, phi ca chúng ta đi thôi. Tôn Hạo Nhiên lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, mặt đầy ngưng nhiên dẫn Trần Phi hướng phủ tiên các phương hướng đi. Ở trên đường, vừa đi, Tôn Hạo Nhiên chân thực không nhịn được nói, phi ca, người thật muốn và vậy Lan Vô Dụng lên huyết sát đài. Làm sao, người không tin ta? Trần Phi lão thân tự tại, cười nói. Không. Không phải, Tôn Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu một cái, nói, như ngươi giết Lan Vô Dụng, Lan gia làm thế nào? Theo bọn họ biết, Lan Vô Dụng bây giờ đã là khâm định,
bị cho rằng là Lan gia hạ nhất đại kình thiên trụ đào tạo, mà người như vậy, nếu như lên huyết sát đài, còn bị giết, Lan gia sẽ là cái gì phản ứng? Đây chính là sẽ nổi điên. Làm sao, cái gì đó huyết sát đài lên bị người giết, kỹ không bằng người, vậy còn biết dễ dàng tha thứ sau lưng thế lực trả thù sao? Trần Phi khẽ nhíu mày, nói. Hắn ngược lại là quên cân nhắc chuyện này. Quy củ lên là không thể trả thù, có thể Phi ca ngươi cũng biết, loại chuyện này mà, không trả thù làm sao có thể. Tôn Hạo Nhiên cười khổ nói. Trần Phi trầm mặc một chút, chợt cười nói, vậy thì tùy đi. Tùy tiện, Tôn Hạo Nhiên ngẩn người. Đúng vậy, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai cái thì vừa vặn thành đôi. Cái này Lan gia nếu là thật như vậy coi trời bằng vung, lại không biết xấu hổ nói. Ta lại cùng bọn họ vui đùa một chút cũng là phải. Nói cho cùng, ai sợ ai đâu. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại như vậy cả người, vậy Lan gia tựa hồ cũng tốt giống như không có đại thiên vị cường giả chấn giữ, cho nên thật muốn ồn ào, hắn biết sợ sao. Cái này rõ ràng chính là một không cần suy tính vấn đề. Sợ cái dám à? Nghe gặp Trần Phi vậy sau cùng lẩm bẩm tiếng, Tôn Hạo Nhiên há miệng một cái. Cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Rồi sau đó hắn dẫn Trần Phi rời đi khu vực này, hướng Phù Tiên Các chỗ đi. Võ Thành Phù Tiên Các, danh tiếng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, thuộc về là Võ Thành miễn cưỡng nhất lưu chót hết thế lực. Mà đây nhất lưu chót hết rốt cuộc là một cái gì khái niệm đâu. Thật ra thì rất đơn giản, có tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả, nhưng số lượng rất ít, hình không thành được, đầy đủ lực uy hiếp, đây cũng là nhất lưu chót hết định nghĩa. Nhưng coi như là như vậy, Phù Tiên Các so với Võ Thành ngoài ra thế lực, thực lực tổng hợp sẽ mạnh ra rất nhiều, một điểm này vẫn là không có người sẽ nghi ngờ cái gì. Võ Thành Tây Bộ khu vực, một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung châu quang bảo khí to lớn hòn đảo, đó chính là Phù Tiên Các trụ sở chính chỗ. Trần Phi để cho Tôn Hạo Nhiên rời đi trước, lại thoáng thay đổi hạ bên ngoài, chính là bay lên vậy hòn đảo, rơi xuống một miếng to lớn trước sơn môn. Người tới dừng bước, đây là Phù Tiên Các trụ sở chính, cấm chỉ người ngoài tự tiện xông vào bên trong. Quát chói tai tiếng truyền tới, chớp mắt gian, vậy bên trong sơn môn chính là xuất hiện hơn 10 vị hơi thở người cay nghiệt ảnh, vây lại, ánh mắt lạnh thấu xương đem Trần Phi vây quanh. Trần Phi không lên tiếng, chẳng qua là đem ban đầu Mục Quân Hòa giao cho hắn lệnh phù đưa cho đối phương. Đối phương mở ra lệnh phù nhìn xem, diễn cảm biến đổi. Rồi sau đó ánh mắt là cổ quái rơi xuống Trần Phi trên mình. Ngươi chính là Trần Phi. Ngươi biết ta, Trần Phi khẽ cau mày. Vào đi thôi, đầu lĩnh kia bộ dáng người lắc đầu một cái, thác thân nhường đường. Trần Phi ngớ ngẩn, chợt diễn cảm bình tĩnh hướng vậy bên trong sơn môn đi tới. Có thể giữa lúc hắn cùng người nọ sát vai mà qua, một đạo con muỗi kiến vậy thanh âm, lặng lẽ vào hắn lỗ tai, tình huống có biến, chính ngươi chú ý an toàn đi. Trần Phi bước chân không dừng lại, trong mắt nhưng là có nhàn nhạt vẻ suy tư. Tình huống có biến, sẽ là phương diện nào đây? Mà theo Trần Phi rời đi, bước vào Phù Tiên Các sơn môn, vậy mấy chục người chỉnh tề đứng lên. Người đầu lĩnh kia hướng sau lưng một người chậm rãi nói, đi cho Lôi Vân nói một tiếng, ra ra hắn tiến cử người kia đến. Mục Lôi Vân ra ra tiến cử người nọ, đó không phải là, sau lưng hắn người nọ ngẩn người. Lập tức là không nhìn được thấp giọng hỏi, đội trưởng, chẳng lẽ nói mới vừa rồi người nọ chính là mục phó các chủ tìm tới người nọ, liền thực tập cũng xin làm chủ cho hắn miễn. Ừ, có thể có mục phó các chủ lệnh bài, hẳn không phải là giả. Đội kia dài gật đầu một cái, lại nhìn Trần Phi biến mất ở bên trong sơn môn phương hướng, đột nhiên lắc đầu một cái, nói, Giang Vạn Lý đại nhân cử hành đan vũ đại hội không phải chuyện đùa. Trực tiếp quan hệ đến có thể hay không tiến vào thần bí mộ huyệt kia số người. Chúng ta Phù Tiên Các lần này bắt được số người vốn là không nhiều, chỉ có không tới 10, mà hôm nay nhưng phải bị người bên trong định một cái đi, nếu không phải mục phó các chủ gia sức dẹp nghị luận của mọi người, một ca tiến cử, chuyện này sợ rằng còn không ổn định. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá lúc trước ta từ vậy trên người ngược lại là cảm nhận được một tia không rõ ràng cảm giác bị áp bách, người này. Hoặc giả là thật có thể không giống bình thường. Có thể ai có thể nghĩ đến mục phó các chủ lần này đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh lại có thể thất bại. Nếu không phải ngại vì trước kia lão nhân gia ông ta mặt mũi theo uy thế, danh sách này sự việc, sợ rằng sớm hoàng. Còn lại mấy vị phó các chủ, nhất là vị kia huyết ưng phó các chủ,
nhưng mà vẫn luôn đối với cái này bên trong định số người nhớ không quên à. Sau lưng hắn một người không nhịn được thở dài nói. Đúng vậy, ta Phù Tiên Các 12 vị phó các chủ, mục phó các chủ vẫn là ở xếp hạng thứ 2 thứ 3, nếu không phải như vậy, vậy bên trong định vị trí chuyện chỉ sợ cũng gõ không ổn định. Mà Huyết Ưng phó các chủ cũng là 12 vị phó các chủ chính giữa trước 3 tồn tại, cùng mục phó các chủ một mực không đúng lắm chi tiền, hơn nữa lần này thủ hạ hắn người nọ, Thanh Quang Trảo Vương Siêu Đại Nhân bởi vì duyên ngộ thời gian, không gặp phải Đan Vũ Đại Hội triệu tập, tiếc nuối không trúng tuyển. Bọn họ nhất định là cũng muốn nhìn cái này bên trong định số người không buông. Thanh Quang Trảo Vương Siêu Đại Nhân thực lực rất mạnh, 12 vị phó các chủ phía dưới cơ bản cũng là hắn, nếu như tiếc nuối không trúng tuyển, đích xác có chút không quá thỏa đáng. Có thể cái này mục phó các chủ khai ra người tựa hồ cũng không phải đèn cạn dầu à. Ai có thể kêu mục phó các chủ đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh thất bại thì sao? Hắn bây giờ, trọng thương nằm liệt giường, ở gác lửng địa vị nhưng mà không nhiều bằng lúc trước. Ai? Những thứ này hậu phương xì xào bàn tán, Trần Phi dĩ nhiên là không biết. Bất quá làm hắn theo sơn môn tiến vào vậy Phù Tiên Các trụ sở chính sau đó, Mục Lôi Vân rất nhanh chính là nghe tin chạy đến. Trần tiên sinh ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Hắn có chút kích động nói, có thể nói lời này đồng thời, hắn trên mặt cũng có chút không rõ vẻ phức tạp hiện ra. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Phi thấy vậy Mục Lôi Vân trên mặt biểu tình kia, nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết, Mục Lôi Vân diễn cảm cứng đờ, hỏi. Không biết, bất quá mới vừa vào cửa thời điểm, có người âm thầm nhắc nhở ta phải cẩn thận chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi nói. Có người âm thầm nhắc nhở ngươi. Vậy hẳn là Lạc Anh thúc thúc đi, hắn vừa vặn mấy ngày nay ở tuần vệ quân bên kia đang làm nhiệm vụ. Ai, chuyện này nói đến nói dài, Trần tiên sinh ngươi trước hay là và ta đi ra ta, Hòa Thanh Điện, đi. Đến lúc đó ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Mục Lôi Vân thở dài, nói. Được rồi, Trần Phi dĩ nhiên cũng không gấp ở nơi này tạm thời, nghe vậy chợt chấm nói. Có thể đây là, xa xa lại có đoàn người suy nghĩ bọn họ thần thái ngạo mạn đi tới. Mục Lôi Vân, đây chính là mục phó các chủ còn có ngươi tiến cử người nọ, chặc chặc, liền bộ dáng kia, ta xem vậy chưa ra hình dáng gì mà. Vậy được người dẫn đầu là một phía sau trải đầu có đuôi sam trường bào màu xanh nam tử, hắn vừa lên tới. Hắn khinh miệt nhìn Trần Phi nói. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, tràn đầy khiêu khích ý. Trần Phi khẽ nhíu mày liền nếp nhăn, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Mục Lôi Vân mặt liền biến sắc, căm tức nhìn người đến, nói, Lý Chiến, ngươi là tới tìm phiền toái. Không dám không dám, vậy phía sau trải đầu có đuôi sam trường bào màu xanh nam tử châm chọc cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, giọng ngạo mạn. Thậm chí giống như là dùng giọng ra lệnh nói, ngươi, và chúng ta đi một chuyến. Và các người đi, dựa vào cái gì, Trần Phi cũng là cười lạnh, những người này, tựa hồ có chút quá cảm giác chuyện đương nhiên liền chứ. Lý Chiến, ta cảnh cáo ngươi, đây là chúng ta, Hòa Thanh Điện, khách quý, ngươi những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn tốt nhất cho ta lấy ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Mục Lôi Vân cũng là lạnh lùng nói. Ta sẽ hối hận. Tốt huy phong à, ta thật là sợ thật là sợ. Vậy Lý Chiến mặt đầy đều là châm chọc vẻ, một bên vỗ ngực một cái cười nhạt, vừa nói, Mục Lôi Vân, ngươi lời này nếu là 3 tháng trước đối với ta nói, ta hẳn còn biết kiêng kỵ, cố kỵ một chút. Mà hôm nay, các người, Hòa Thanh Điện, cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản những người khác. Khách quý, liền hắn sao? Mục Lôi Vân sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, thở một hơi thật dài. Hắn cắn răng nghiến lợi, chậm rãi nói, tránh ra. Đây là Huyết Ưng phó các chủ ra lệnh, người nghĩ rõ, thật muốn cãi lại. Vậy Lý Chiến thần sắc lạnh lẽo, nói. Cái gì, đây là Huyết Ưng phó các chủ ra lệnh, Mục Lôi Vân sắc mặt ngay tức thì biến đổi, đổi được vô cùng là khó xem. Trần Phi lúc này mới vừa mới tới bọn họ Phù Tiên các chủ sở chính, lại cũng đã bị theo dõi sao. Ha ha, bây giờ biết, ngươi, và chúng ta đi một chuyến đi. Vậy Lý Chiến cười lạnh cười, lại nữa đi xem Mục Lôi Vân, mà là ánh mắt khinh miệt quét mắt Trần Phi, đi theo xoay người rời đi, tựa hồ suy nghĩ Trần Phi nhất định sẽ đuổi theo hắn bước chân, theo hắn đi gặp Huyết Ưng phó các chủ đại nhân. Có thể tiếp theo làm chân hắn bước đi ra mấy bước, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trầm xuống, rồi sau đó chợt xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi,
bất thiện nói, ngươi không gặp ta nói. Ngươi nói, nghe, Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Nghe ngươi làm sao không theo ta đi, vậy Lý Chiến lạnh lùng nói. Ta tại sao phải và ngươi đi, ta và ngươi quen lắm sao? Trần Phi lạnh nhạt nhìn người nọ, nhàn nhạt nói. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, nhất là vậy Lý Chiến người mang tới, lại là lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt hết sức không tốt. Lý Chiến thần sắc lạnh nhạt nhìn Trần Phi, liếm môi một cái, nói chẳng lẽ ngươi còn lấy là Mục Quân Hòa lão già kia còn có thể là ngươi chỗ dựa. Ta nói cho ngươi, tên kia bây giờ đã đến. Ngươi nếu như còn có chút nhãn lực sức lực, liền đàng hoàng và ta đi chuyến này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi hiển nhiên cũng không để bụng ánh mắt của những người này, nói trắng ra liền chính là một đống nhân vật nhỏ mà thôi, hắn ngay cả động tay người khi dễ hứng thú cũng thiếu một chút. Bởi vì đối với hắn mà nói căn bản không bất kỳ cảm giác thành tựu, nếu không những người này đâu còn có thể ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt bình thản quét mắt vậy Lý Chiến, chợt rời, nhìn về Mục Lôi Vân nói, đi thôi, không phải phải dẫn ta đi cái gì, Hòa Thanh Điện. Ừ, Mục Lôi Vân gật đầu một cái, cũng muốn mau chút đi. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn cản đường Lý Chiến, lạnh lùng nói, tránh ra. Ngươi! Vậy Lý Chiến sắc mặt dị thường khó xem, nhìn Trần Phi, ánh mắt giống như là âm lãnh rắn độc vậy, tràn ra lạnh lẽo dùng mình. Người này lại dám như vậy không tán thưởng, coi là thật đáng ghét. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, và chúng ta đi một chuyến, trước người Trần chờ ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ta cảnh cáo người đất này võ thành cũng không phải là các người thành U Lang cái loại đó nghèo núi vùng đất hoang, phá nông thôn, chúng ta ở đây nước, nhưng mà rất sâu. Hắn là chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Nhưng mà Trần Phi liền xem đều không xem hắn một mắt, trực tiếp là không thấy. Sát theo liền gặp hắn Mục Lôi Vân trực tiếp là bạo khởi, căm tức nhìn nói, Lý Chiến, ta cũng cuối cùng nói lại lần nữa, cút ngay. Nếu không coi như chúng ta, Hòa Thanh Điện, lại như thế nào tự thân khó bảo toàn, nhưng nếu là muốn giết chết ngươi, vậy cũng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi, vậy Lý Chiến sắc mặt mãnh biến đổi. Vô cùng xanh mét, chết nhìn chằm chằm Mục Lôi Vân. Một lúc sau ánh mắt âm ngoan kia lại là rơi xuống Trần Phi trên mình, trùng trùng hừ một tiếng, nói, hừ. Nếu ngươi nếu không phải là như vậy không tán thưởng, tốt lắm, ta sẽ trở về đúng sự thật bẩm. Cút, Trần Phi cau mày, quát lạnh. Nhất thời, vậy Lý Chiến như bị sét đánh, giống như là bị kinh khủng khí thế đè qua vậy, lại một khắc sau cả người khí lực cũng bị mất, tứ chi như nhũn ra, cặp mắt hiện ra rung động. Vẻ sợ hãi, kinh hoàng nhìn Trần Phi. Cả người không ngừng run rẩy. Thật lâu sau đó, hắn cả người đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng lúc này hắn mới phải giống như lại lần nữa có khí lực, rồi sau đó lập tức ảo não đi, không dám lưu lại nữa. Nhìn vậy Lý Chiến chật vật rời đi hình bóng, Mục Lôi Vân đầu tiên là trong mắt kinh dị nhanh tránh, chợt lại khẽ lắc đầu, hướng Trần Phi nói xin lỗi, Trần tiên sinh ngại quá, để cho ngươi chế giễu. Cười nhạo ngược lại không đến nổi. Không quá ta gắng gượng muốn biết, kết quả là chuyện gì xảy ra mà. Trần Phi nói. Và để ta đi, chúng ta đi trong điện nói. Mục Lôi Vân làm ra một cái tư thế mời, nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Rồi sau đó bọn họ hai người liền hướng Phù Tiên Các trụ sở chính một cái hướng khác đi. Phù Tiên Các trụ sở chính một khối bên trong khu vực, có một mảnh liên miên mà cung điện nguy nga đứng sừng sững. Nơi này vốn là Phù Tiên Các trong trụ sở chính xếp hàng trên đền nhóm rơi, nhưng hôm nay, nhưng rất có liền mấy phần bóng người lơ là, hoang cảm giác lạnh. Nơi này, chính là Hòa Thanh Điện, Phù Tiên Các trụ sở chính 12 đền một trong, do Mục Lôi Vân ra ra Mục Quân Hòa nơi quản lý đền nhóm rơi một trong. Lúc này, cái này cùng Thanh Điện nào đó tầm thường kiến trúc trong, một vị gầy như cái que ông già đang chiến sừng sững ngồi ở trên ghế, đỡ cây nạng, sắc mặt trắng bệch. Cho người cảm giác giống như là sắp xuống đất vậy. Đạt tới loại trình độ đó. Mà ở thấy cái này cụ già, coi như là Trần Phi cũng là không nhịn được kinh sợ kinh ngạc nói, Mục tiền bối ngươi làm sao làm thành như vậy. Hụ hụ hụ, ho khan, ngược lại để cho tiểu hữu ngươi chê cười, hụ hụ hụ. Lão kia người một mực ở ho khan, yếu ớt nói. Hắn lúc này, con người đều là hiện đầy màu xám trắng, cái loại đó khí tức tử vong. Làm ai nhìn cũng biết không nhịn được lòng rung động. Trần Phi nhíu mày một cái, ánh mắt rơi xuống trên người đối phương quan sát chốc lát,
lúc này mới hỏi, đánh vào chân quân cảnh thất bại. Ngươi làm sao biết? Tiểu hữu ngươi làm sao? Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Mục Lôi Vân, Mục Quân Hòa hai người đồng thời ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi. Mục Quân Hòa lại ho khan một cái thấu, nói, là ta quá không biết tự lượng sức mình, ngây thơ lấy là chân quân cảnh gần trong gang tấc, kết quả, lại không nghĩ rằng cái này kề bên chính là vách đá. Ta không vượt qua, tuy miễn cưỡng nhặt trở về một cái mạng, nhưng cũng là phế mệnh một cái. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Cái này hoàn chỉnh một câu nói tựa hồ là dùng đi Mục Quân Hòa quá nhiều khí lực, cho nên làm những lời này sau khi nói xong, hắn lại bắt đầu ho khan, hơn nữa còn là vô cùng kịch liệt cái loại đó, người nghe lòng im lìm, thậm chí phát thấm, phát hoảng. Ra ra, Mục Lôi Vân sắc mặt đổi một cái, đi tới trước, giúp Mục Quân Hòa vỗ gánh, hốc mắt hồng hồng, nói, ra ra yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ừ. Không có sao, không có sao. Mục Quân Hòa chật vật phụ họa, cho dù ai cũng có thể nhìn ra đó là lực bất tòng tâm. Thấy tình cảnh này Trần Phi do dự một chút, vẫn là lấy ra một cái đan dược lược, từ trong lấy ra một quả màu sữa lớn chừng ngón cái viên thuốc, phía trên tràn ngập mùi thơm hơi thở kia, Mục Quân Hòa ước chừng chẳng qua là người thấy, lại có loại cả người thoải mái cảm giác. Tiểu hữu, cái này. Mục Quân Hòa khiếp sợ nhìn Trần Phi trong tay hoàn thuốc kia, chiến chiến nguy nguy nói. Tiền bối ngươi lấy trước đi ăn đi. Trần Phi đem hoàn thuốc kia đưa tới trong tay đối phương, nói. Không được, hụ hụ hụ, đây cũng là sinh mạng bảo đan chứ. Vật chân quý như vậy, không được. Ngón tay chiến sừng sững nhận được hoàn thuốc kia, Mục Quân Hòa trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu nói. Ra ra, Mục Lôi Vân mặt liền biến sắc, nói. Không có sao, tiền bối ngươi ăn trước đi. Ta nếu có thể lấy ra tới, liền chứng minh cái này một viên đan dược ta vẫn có thể bỏ được. Hơn nữa, vật này vậy không ngươi nghĩ chân quý như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Vậy thì thật là đa tạ. Mục Quân Hòa thật sâu nhìn một cái Trần Phi, giơ tay lên chắp tay một cái, rồi sau đó đem hoàn thuốc kia thuận thế ăn vào, ừng ực viên thuốc theo cổ họng tiến vào hắn thân thể. Chỉ chốc lát sau. Hắn mặt phía trên khí sắc lại thật đổi được đỏ thắm nhiều. Cả người cho người cảm giác cũng là thư thái rất nhiều. Rồi sau đó liền gặp vậy Mục Quân Hòa đứng lên dùng sức hô hà hơi, đưa tay ra mời hai tay, lúc này mới hướng Trần Phi cảm kích ôm quyền, nói cảm tạ Trần Tiểu Hữu thật là cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, sinh mạng này bảo đan ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Cái này không có gì cũng may ý, bất quá, tiền bối ngươi bây giờ nên nói cho ta. Kết quả đã xảy ra chuyện gì chứ? Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, diễn cảm dần dần ngưng túc đứng lên, nói. Cũng tốt, vậy ta thường nói. Vậy Mục Quân Hòa lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói từ lần trước chúng ta phân biệt sau đó, ta có cảm giác, mừng rỡ như điên, liền lập tức trở về bắt đầu đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh. Cái này vốn là chuyện tốt mà, nhưng ta lại không có thể không chịu thua kém, không chỉ có thất bại, còn thương tổn tới căn cơ. Cho nên sau đó ta ở các bên trong địa vị thuận tiện lấy rất nhanh tốc độ bắt đầu tuột xuống. Trần Phi gật đầu một cái này rất dễ dàng hiểu, tu chân giới quả đấm lớn nhất, thực lực phi tôn. Mục Quân Hòa trước tình huống kia ngay cả một luyện khí cảnh người cũng kém hơn, có thể còn ở đây vị trí ngồi, không có bị chạy xuống, liền đã coi như là cái này phù tiên các nhân nghĩa. Trước ta hứa hẹn phải giúp ngươi an bài cái bên trong định vị trí, đã đều an bài xong. Nhưng bây giờ ta thực lực giảm lớn, vậy bên trong định vị lại là một thịt thơm bánh bao không nhân, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm, cho nên vậy bên trong định vị đã là không yên làm, đúng không? Trần Phi tiếp lời đầu, mở miệng nói. Xin lỗi, Mục Quân Hòa mặt đầy áy náy, nói. Trần tiên sinh, điều này cũng không có thể trách ra ra ta, nếu không phải đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, vậy chưa đến nỗi. Vậy Mục Lôi Vân chen miệng nói. Ta biết, Trần Phi khoát tay một cái, nói, đây là lão ý của trời, dĩ nhiên không thể trách Mục tiền bối, bất quá, xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tiến vào mộ huyệt kia. Vô luận như thế nào, Thiên Ất Long Trúc hắn là thế ở tất được. Bởi vì chỉ có lấy được Thiên Ất Long Trúc, hắn tự tiêu tài quyết chân công mới có thể chân tránh viên mãn, đến lúc đó, hắn mới có thể có sức, có tiền vốn đi bên trong vực rong ruỗi, đi Hoa Thần Tông cần người. Ta nghe nói mộ huyệt kia bây giờ đã bị Giang Vạn Lý Đan Vương,
còn có ta Võ Thành các thế lực lớn hoàn toàn chiếm cứ xuống. Ngươi nếu là thật muốn đi vào, trừ thông qua Võ Thành các thế lực lớn con đường này, những thứ khác, chớ không có cách nào khác. Nói đến đây Mục Quân Hòa hơi dừng lại một chút, nói, như vậy, ta có vị sinh tử chi giao là Tây Thành Giải Thanh Bang các lão, bọn họ Giải Thanh Bang cũng có mấy cái vị trí, ta thử đóng kín một cái, người đưa cho hắn, có lẽ hắn có thể giúp một tay nghĩ một chút biện pháp. Hắn bây giờ cơ bản sao nói là hoàn toàn thất thế, mà máu kia ưng nhìn dáng dấp lại hướng cái này bên trong định vị quyết tâm muốn, như vậy, hắn hẳn là không giữ được, tự áy náy tâm, hắn trước thời hạn giúp Trần Phi nghĩ xong một cái đường lui. Không cần như vậy nhám. Trần Phi nghe vậy mới vừa lắc đầu nói, nhưng lúc này, một đội khí thế người cay nghiệt lại đột nhiên gõ cửa đi vào, nhìn Mục Quân Hòa nói, Mục Phó các chủ, hai vị các chủ đại nhân xin mời. Cái gì? Mục Quân Hòa sắc mặt đổi một cái, chậm rãi đứng dậy, hướng chỗ ngồi Trần Phi nói xin lỗi, Trần Tiểu Hữu ngại quá, ta đi một lát sẽ trở lại, người trước tiên ở bực này ta. Hắn cũng phải cùng đi. Đầu lĩnh kia người cắt đứt Mục Quân Hòa mà nói, chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Cái gì? Mục Quân Hòa mặt liền biến sắc. Trần Phi cũng là ánh mắt híp một cái, chỉ chính hắn, nói ta cũng phải đi. Đúng vậy, hai vị các chủ xin mời, cho nên làm phiền các hạ cũng đi một chút. Đầu lĩnh kia người gật đầu một cái, lãnh khốc nói. Lê đội trưởng, có thể hay không tiết lộ vào miệng gió. Hai vị các chủ kêu ta đi thì thôi, liền Trần Tiểu Hữu cũng phải cùng nhau. Kết quả là chuyện gì? Mục Quân Hòa nhíu mày một cái, nói. Đầu lĩnh kia người do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói, mới vừa huyết ưng phó các chủ đi tìm hai vị các chủ đại nhân, ta đi ngang qua lúc nghe được một ít, muốn không sai, hình như là nói vậy bên trong định vị chuyện. Mục Quân Hòa sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, chợt không biết làm sao than thở một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại. Nói xin lỗi, Trần Tiểu Hữu xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đi xem một chút đi, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, đứng dậy nhàn nhạt nói. Trần Tiểu Hữu, Mục Quân Hòa ánh mắt ngưng ngưng. Nếu hai vị các chủ mời, không đi xem vậy không nói được. Hơn nữa, ta cũng có chút muốn đi nhìn một chút, cái gì đó huyết ưng phó các chủ kết quả là nhân vật nào, chính là một cái bên trong định vị, đáng hắn như thế nhớ sao? Trần Phi bĩu môi cười một tiếng, tràn đầy châm chọc. Hắn nguyên bản đều đã muốn chủ động buông tha cái này bên trong định vị, lại đi tìm Long Nghị nghĩ một chút biện pháp, nhưng bây giờ, hắn lại một lần thay đổi chủ ý. Không vì cái gì khác, liền vì hắn chủ động buông tha, và người khác bức bách hắn, làm hắn buông tha, đây tuyệt đối là bất đồng khái niệm hai chuyện khác nhau. Hắn Trần Phi có muốn hay không muốn cái này bên trong định vị? Cũng không phải một mình ngươi cái gì phá phó các chủ có thể quyết định, hiểu không? Mục Quân Hòa nghe vậy, thở dài, vừa đành chịu cười một tiếng, nói, huyết ưng phó các chủ thủ đoạn rất lợi hại, bản thân cảnh giới cũng là đạt tới chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, chờ lát nữa ngươi nếu như thấy, nhớ lấy bình tĩnh, đừng hành động theo cảm tình. Ta rõ ràng, Trần Phi cười một tiếng, vân đạm phong khinh. Mời, đầu lĩnh kia người làm ra một cái tư thế mời. Rồi sau đó bọn họ rời đi Hòa Thanh Điện, đi tới Phù Tiên các trụ sở chính một tòa nhất là khí thế khoáng đạt đền chính giữa. Một miếng to lớn màu vàng trước cửa đá, hai bên trái phải đứng thẳng hai ngồi làm gầm thét trạng hổ khổng lồ pho tượng, quỷ phủ thần công, trông rất sống động, làm người ta chỉ là thấy vậy hai đầu pho tượng, lại có loại nồng đậm cảm giác bị áp bách, làm người ta nhìn mà sợ. Trần Phi hai người bị những người đó dẫn tới cái này màu vàng trước cửa đá. Đầu lĩnh kia người tiến lên gõ một cái, nhất thời, một đạo uy nghiêm thanh âm bắt đầu từ vậy cửa đá bên trong truyền ra. Ai? Các chủ đại nhân, là ta, người đã dẫn tới, mục phó các chủ, còn có người nọ. Đầu lĩnh kia người chôn đầu vô cùng cung kính nói. Ầm ầm ầm, vang lớn truyền tới ầm ầm vang lớn, bị đuổi. Vậy uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là rõ ràng mấy phần, vào đi. Mời. Đầu lĩnh kia người cung kính đứng ở đã khai mở màu vàng trước cửa đá, hướng Trần Phi, Mục Quân Hòa hai người nói. Trần Phi mặt không cảm giác nhấc chân lên, hướng vậy cửa đá bên trong đi tới. Mục Quân Hòa thở một hơi thật dài, cũng là đi theo lên. Tiến vào màu vàng kia sau cửa đá, ánh sáng tràn vào nhu hòa xuống, đi theo chính là lộ ra một tòa tứ phương khổng lồ đền, đền nội bộ, có một tòa thật to thạch ngồi, 12 cái ghế, lúc này hắn đại đa số cũng ngồi lên người. Chỗ sâu hơn địa phương, là có một tòa hình bầu dục thạch đài,
phía trên là có hai tấm càng ngang ngược màu vàng cái ghế, hai đạo làm người không cách nào coi nhẹ bóng người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, một loại vô hình cảm giác bị áp bách, bao phủ cả tòa đại điện. Hai đạo thân ảnh kia, bên trái vị kia là một tóc bạc hoa râm ông già, tóc lưa thưa cũng chỉ có hai ba cây cái loại đó, con người hiện đầy xám trắng, đục ngầu không dứt, có thể hắn ra trên người nhưng quỷ dị bóng loáng như trẻ em, hoàn toàn không giống xế chiều cụ già, làm người ta kinh dị. Mà một vị khác chính là một đầu mang sừng trâu nón ông già, người này cặp mắt ngưng tụ một loại không nói được không nói rõ song sắc quang, trùng trùng điệp điệp đan vào một chỗ, thật giống như là có thể diễn hóa ra kinh người đáng sợ năng lượng, quỷ dị được làm người sợ hãi. Cái này hai người, không phải người khác, chính là cái này phù tiên các chân chính nội tình, trụ chỗ. Hai vị tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật linh đồng chân quân. Hắc thương chân quân. Làm Trần Phi cùng với Mục Quân Hòa đi vào cái này trong đại điện, vậy mang sừng trâu nón ông già, một mực lạnh nhạt trên mặt mũi, rốt cục thì nhàn nhạt có chút biến hóa, có chút mỉm cười, có thể đi theo lại bị thanh nói vẻ che. Quân và tới, xem ngươi bây giờ khí sắc còn có thể, khôi phục cũng không tệ lắm. Tốt lắm, ngồi trước đi. Hắn hướng về phía Mục Quân Hòa cười nói, đồng thời trong mắt còn lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn theo Mục Quân Hòa là người cùng một thời đại. Quan hệ vậy cũng không tệ lắm, nhưng hắn nhưng trước một bước đạt tới cái tầng thứ kia, vì vậy coi là Mục Quân Hòa nửa núi dựa, cho nên hắn rất rõ ràng Mục Quân Hòa vượt qua ải thất bại sau đó, cả người tình huống trạng thái là như thế nào, nhưng bây giờ, cái này cùng hắn biết thật giống như lại có chút không giống. Nhờ có linh đồng các chủ quan tâm, đi chút may mắn, cho nên bây giờ khôi phục còn có thể. Mục Quân Hòa vội vàng giơ tay lên nói, lại hướng sau lưng Trần Phi một hồi nói nhỏ. Vị này là ta phù tiên các hai đại các chủ một trong, linh đồng chân quân, và ta có chút quan hệ. Một vị khác tên Hắc Thương chân quân. Vừa nói, hắn liền ánh mắt tỏ ý Trần Phi theo hắn đi, tới trước hắn to lớn bàn đá chung quanh, 12 phó các chủ vị trí ngồi xuống nói sau. Trần Phi gật đầu một cái, vừa cùng hắn đi, một bên ánh mắt lặng lẽ hướng vậy linh đồng chân quân cùng với Hắc Thương chân quân quan sát đi. Vậy người sau ngược lại là không phát giác, không hề bận tâm. Thần thái lạnh lùng, cái trước nhưng lại giống như là có phát giác vậy, ánh mắt nhỏ liếc tới, phát hiện lại là Trần Phi đang trộm xem hắn, hơi nhíu mày đầu, lại hướng về phía Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Đồng thời hắn trong lòng vẫn còn ở kinh ngạc, Mục Quân Hòa tìm tới thằng nhóc này, tựa hồ có chút ý tứ à. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thâm độc khiêu khích thanh âm, đột nhiên là vang lên, nói châm chọc, Mục Quân Hòa, niệm tình ngươi dĩ vãng chiến công, người cùng chúng ta ngồi chung. Ta huyết ưng không ý kiến, có thể thằng nhóc này hắn coi là cái gì? Ngươi cho rằng hắn có tư cách và bọn ta ngồi đứng ở cùng phiến khu vực. Người ở chỗ này trong lòng đều là giật mình, biết cái này huyết ưng phó các chủ là muốn làm khó dễ, tìm Mục Quân Hòa phiền toái. Hôm nay tràng diện này, không phải là vì giải quyết hắn giữa hai người sự tình kia sao? Nhắc tới, thằng nhóc này cũng là thật xui xẻo, thuần túy là đụng trên họng súng à? Mục Quân Hòa nghe vậy. Chân mày trầm xuống, sắc mặt có chút âm trầm nói, huyết ưng, trước không nói Trần Tiên Sinh là ta Hòa Thanh Điện khách quý, tự nhiên tuyệt đối là có tư cách cùng bọn ta ngồi chung. Vương Siêu liền cũng có thể mang đến ở nơi này, Trần Tiên Sinh ta tại sao không thể mang đến? Hắn chỉ huyết ưng phó các chủ sau lưng vậy một đạo thân ảnh, đó là một vị tóc hiện lên màu xanh người đàn ông trung niên, ánh mắt vô cùng sắc bén, bàn tay hiệp dài, nhất là vậy từng cây một móng tay nhất làm chất dẫn người nhìn chăm chú. Tràn ngập màu trắng xanh sắc bén, rất là khiếp người. Mà lúc này, người nọ nghe được Mục Quân Hòa mà nói, ánh mắt không khỏi hơi ngưng ngưng, hiện ra âm ngoan vẻ, có chút vặn vẹo. Có thể hoặc giả là nhiếp phu Mục Quân Hòa 12 phó các chủ một trong thân phận, hắn lạnh lùng liếc biểu môi, hừ một tiếng, vẫn là không có nói chuyện. Bất quá hắn ánh mắt cũng đã là rơi xuống Trần Phi trên mình, không chút kiêng kỵ đánh giá, tràn ngập châm chọc nụ cười, thật là khiêu khích. Huyết ưng phó các chủ nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, ha ha, Mục Quân Hòa, người cầm hắn và Vương Siêu so, có phải hay không có chút quá làm loạn. Vương Siêu sớm ở ngươi vượt qua ải thất bại trước, thì đã thành công đột phá đến chân nhân cảnh tầng 5, hơn nữa, hắn còn là một vị cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, tiền đồ vô lượng. Nói thực, Vương Siêu coi như là cùng chúng ta so, cũng không xính nhiều để cho, mà hắn. Huyết ưng phó các chủ ánh mắt khinh miệt rơi xuống Trần Phi trên mình, không mặn không lạt, lạnh lùng nói, hắn cũng xứng sao. Ngươi,
Mục Quân Hòa khóe mắt gạt gạt, ánh mắt đổi được âm trầm, khó coi rất nhiều, liền diễn cảm đều có chút bởi vì tức giận mà dữ tợn, đỏ lên không dứt. Mà vậy tóc xanh người đàn ông trung niên Vương Siêu chính là cười ngạo nghễ, đây cũng không phải Huyết Ưng phó các chủ ở thổi nâng hắn, cũng không phải hắn cuồng vọng tự lớn, mà là đúng là như vậy. Hắn bây giờ đã là chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật, cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn còn trẻ. Và lúc này điện vũ này trong 12 vị phó các chủ so với, hắn thật trẻ tuổi quá nhiều. Cho nên cái này đủ để thành là hắn cười ngạo nghễ vốn, là chuyện đương nhiên. Làm sao, Mục Quân Hòa, ngươi cho rằng ta nói có vấn đề. Cũng đừng quên, ngươi bây giờ, cũng không phải là từ trước. Nếu không thể so với từ trước, khiêm tốn chút không tốt sao? Huyết Ưng phó các chủ uy nghiêm hướng về phía Mục Quân Hòa cười một tiếng, trong lời nói lại là mang chút uy hiếp. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, giật mình trong lòng, chợt đều là hơi không biết làm sao lắc đầu đứng lên. Huyết Ưng đã sớm và Mục Quân Hòa không hợp nhau, trước kia khá tốt, hai người không hơn không kém, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngược lại cũng có thể có tới có lui, nhưng hôm nay Mục Quân Hòa lập tức binh bại như núi đổ, cả người cũng phế, thì như thế nào lại có thể cùng Huyết Ưng tranh cái gì? Hôm nay cái này chiến trận kết cục, xem ra ban đầu thì đã là sách viết xong. Mà đây bây giờ, bất quá là Huyết Ưng tên kia muốn đùa giỡn một chút huy phong, làm nhục người mà thôi. Mục Quân Hòa nhìn Huyết Ưng phó các chủ, thậm chí sau lưng hắn vậy Vương Siêu cặp mắt đều là hiện đầy khinh miệt, châm chọc cười nhạt, không khỏi trong tay áo bàn tay hơi nắm chặt liền một chút, bóp ra vết máu, cắn răng nghiến lợi vùi đầu không nói ra lời. Binh bại như núi đổ, thực lực không bằng người. Hắn bây giờ nói nhiều đi nữa cũng bất quá là tự rước lấy thôi. Được, lúc này, hình bầu dục kia trên đài cao linh đồng chân quân đột nhiên một phất ống tay áo, thản nhiên nói, nếu bây giờ người đều tới đông đủ, vậy thì nói tránh sự đi. Huyết Ưng phó các chủ hơi ngẩn ra, minh bạch linh đồng chân quân là ở thay Mục Quân Hòa giải vây, chợt hắn thâm độc quét mắt cúi thấp đầu Mục Quân Hòa, cười lạnh cười, nói ưng, các chủ. Linh đồng chân quân chính là chân quân cảnh nhân vật, hắn tự nhiên sẽ không trêu chọc, bất quá Hắc Thương chân quân là chỗ núi dựa của hắn. Hắn ngược lại cũng có thể không cần sợ cái gì. Chợt, liền gặp hắn cặp mắt lạnh nhạt rơi xuống Mục Quân Hòa trên mình, lãnh đạm nói, Mục Quân Hòa, nếu linh đồng các chủ đều đã lên tiếng, vậy ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi nói nhảm cái gì. Vậy bên trong định vị, chính ngươi giao ra chứ? Cùng lúc đó, sau lưng hắn vậy Vương Siêu cũng là cặp mắt tràn ra lửa nóng thần sắc. Nguyên bản danh sách này là 100% nhất định có hắn một phần, bất quá hắn nhưng bởi vì có chuyện trì hoãn. Bỏ lỡ đan vũ đại hội ngày tháng, mà tiếc nuối không trúng tuyển, cái này tự nhiên làm hắn trong lòng rất không cam lòng. Bất quá sau đó trùng hợp ra Mục Quân Hòa vậy đương tử chuyện, làm hắn gặp được hy vọng. Nếu như Mục Quân Hòa thời kỳ toàn thịnh, hắn Vương Siêu ngược lại cũng không có can đảm dám như vậy mạo hiểm, đắc tội với người, nhưng bây giờ Mục Quân Hòa đều được không răng lão hổ, vậy hắn còn sợ gì? Trần Phi căn bản cũng không phải là bọn họ phù tiên các người. Cho nên lại có cái gì tư cách thông qua bọn họ phù tiên các, bắt được vậy vô cùng chân quý số người. Còn không bằng cho hắn Vương Siêu tính. Chính là ôm như vậy ý tưởng, hắn chạy đi âm thầm theo Huyết Ưng phó các chủ cấu kết, vì vậy, thì có hôm nay một màn này ra đời. Huyết Ưng, người tốt nhất chớ quá mức, danh sách này ban đầu là ta Hòa Thanh Điện một lực lấy xuống, bây giờ ta tại sao phải giao ra? Mục Quân Hòa ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Ưng phó các chủ, cả giận nói. Tại sao, Mục Quân Hòa, không phải ta phải nói biết chưa? Huyết Ưng phó các chủ lạnh lùng nhìn Mục Quân Hòa, nói, một, thằng nhóc này tựa hồ không phải chúng ta phù tiên các người chứ? Hai, lần này thăm dò thần bí mộ huyệt kia sự quan trọng đại, ta phù tiên các từng vị xuất chiến nhân viên, đều là đi qua trùng trùng huyết chiến cạnh tranh đi ra ngoài, mà hắn, người muốn cho hắn không nhọc mà thu hoạch, cầm một bên trong định vị, như thế nào phục chúng? Hơn nữa nếu như ngươi lấy quyền mưu tư, tìm tới người này căn bản liền thực lực không đủ, vậy nên như thế nào? Bị những thứ khác thế lực cười nhạo ta phù tiên các không người. Cho nên, chuyện này ngươi vẫn là chớ để ý, số người giao ra, để cho Vương Siêu đi đi. Huyết Ưng phó các chủ thờ ơ nói, tựa hồ đã mất tính nhẫn nại sẽ cùng Mục Quân Hòa nói nhảm. Cũng khó trách, hôm nay Mục Quân Hòa, đã là và hắn một cái trên trời một cái dưới đất. Làm nhục một chút hai cái vậy là đủ rồi, nhiều đi nữa, vậy thật ra thì không việc gì cảm giác thành tựu.
cho nên vẫn là vội vàng đem chuyện tránh kết toán. Cái này bên trong định số người, hắn Mục Quân Hòa đã là không tư cách lại nắm giữ. Hình bầu dục kia trên đài cao, Hắc Thương Chân Quân hơi rũ trong mắt, đột nhiên nói, danh sách này một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại, thận trọng một ít xử lý sẽ tốt hơn. Nghe vậy, mọi người trong mắt ngưng ngưng, rồi sau đó đồng loạt lắc đầu một cái. Vậy Mục Quân Hòa cũng là sắc mặt lập tức liền khó coi. Phải biết cái này bên trong định số người một chuyện đã sớm vỗ quan tài đỉnh bản, còn cần thận trọng xử lý cái gì. Cho nên Hắc Thương Chân Quân những lời này, không phải là đang cho hắn một cái tín hiệu, cái này bên trong định số người vẫn là giao ra đi. Mục Quân Hòa nắm thật chặt bắt tay trưởng, thuận hô một hơi, rũ đầu thấp giọng hướng Trần Phi nói, Trần tiên sinh, xin lỗi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về vậy mặt đầy đã là thật đắc ý vẻ Huyết Ưng phó các chủ, mặt không cảm giác, nhàn nhạt nói, Huyết Ưng, ngươi thắng. Vậy bên trong định số người ngươi muốn, cầm đi chính là. Ha ha, vậy đa tạ. Huyết Ưng phó các chủ cười lạnh cười, hướng sau lưng tóc xanh người đàn ông trung niên Vương Siêu, nói còn không cảm ơn Mục phó các chủ. Đa tạ Mục phó các chủ. Vậy Vương Siêu trên mặt cũng là hiện lên cười nhạt vẻ, ánh mắt, đi theo lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt, cười mỉa, nói châm chọc, bất quá cũng là có lỗi với vị tiểu hữu này, để cho ngươi đi uổng chuyến này. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng. Tan họp đi, lúc này, vậy Hắc Thương Chân Quân từ trên ghế đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể đây là một đạo đột ngột bình thản tiếng vang lên, làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Sát theo, tất cả mọi người ánh mắt chính là quỷ dị rơi xuống Trần Phi trên mình. Làm sao, nhìn như người tựa hồ không phục, vậy Vương Siêu lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Không phục, ngược lại cũng không còn như, chẳng qua là mới vừa nghe được cái này vị Huyết Ưng phó các chủ nói, ta người này, tựa hồ thật giống như thực lực không đủ. Trần Phi trên mặt lộ ra cười mỉa vẻ, nhìn đối phương, đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, vén da trắng đậm răng, nói, vậy ta đổ muốn hỏi một chút, không biết như thế nào mới có thể chứng minh, ta người này, thực lực tể liền đâu. Mọi người ánh mắt sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi, thằng nhóc này hắn. Huyết Ưng phó các chủ cũng là ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng, nhìn chằm chằm Trần Phi, hiện ra bất thiện lãnh sắc, bất quá hắn nhưng không nói chuyện, giống như cho rằng Trần Phi cũng không có đối thoại với hắn tư cách như nhau. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn nhưng mà phù tiên các chủ sở chính 12 phó các chủ một trong. Hơn nữa bây giờ đã là vững vàng người thứ hai, chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tồn tại. Dưới quyền cường giả như mây, há lại sẽ đem Trần Phi loại này, nhân vật nhỏ, để ở trong lòng. Nhưng coi như là, hắn trong lòng đối với Trần Phi lại dám như vậy chất vấn, mạo phạm cử động, vậy vẫn là tràn đầy âm giận. Chỉ gặp hắn hơi liếc nhìn sau lưng Vương Siêu, người sau lập tức hiểu ý, đứng dậy, lộ ra một hớp trắng đậm răng, lạnh nhìn Trần Phi khinh miệt nói, muốn chứng minh ngươi thực lực. Vậy rất đơn giản. Chỉ gặp hắn đưa tay ở ngực hắn lên chỉ. Tuét miệng cười một tiếng, lộ ra uy nghiêm răng, ngạo nghễ nói, đánh bại ta, người muốn chứng minh sự việc là được. Chẳng qua là, người có bản lãnh kia sao? Hắn trong mắt, đối với Trần Phi khinh miệt cùng với châm chọc không có chút nào che giấu, cái này không chỉ là bởi vì hắn có tuyệt đối chắc chắn, Trần Phi không thể nào biết là hắn đối thủ, càng bởi vì Trần Phi là Mục Quân Hòa người, cái này làm cho hắn rất xem không vừa mắt. Mọi người sắc mặt hơi ngưng ngưng, chợt không biết làm sao than thầm. Cái này Vương Siêu đơn giản là muốn đem thằng nhóc kia đi tuyệt lộ ép, đánh bại hắn. Nếu như hắn Vương Siêu thật như thế dễ dàng là có thể bị người đánh bại, vậy hắn, Thanh Quang Trảo, danh tiếng vậy sẽ không như vậy đáng mặt. Chính là bởi vì hắn Vương Siêu là thật lợi hại, danh hiệu này mới có thể rơi vào trên đầu hắn, nếu không, hắn cũng không lại có như vậy danh hiệu. Trần Phi nghe vậy, ngược lại là cười lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn về đối phương. Nhàn nhạt nói cái này ngược lại là chủ ý tốt. Lại có thể như vậy, nếu không đánh một chàng chứ. Lời vừa nói ra, trực tiếp là ở điện vũ này bên trong đưa tới phạm vi nhỏ xôn xao. Cái gì, hắn muốn khiêu chiến Vương Siêu? Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn không có nghe gặp Vương Siêu nhưng mà đã đạt đến chân nhân cảnh tầng 5, bằng hắn, cũng có tư cách khiêu chiến. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thằng nhóc này thật là quá cuồng vọng. Huyền mạch có thể là có 7 vị trưởng lão chấn giữ, muốn từ bọn họ trong tay đoạt được một tiệc, vậy ít nhất cũng được lấy được 4 thắng.
Đây thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, đơn giản là muốn rắn nuốt voi à. Con nghé mới xanh không sợ cọp, ta xem là không tự lượng sức đi. A. À. To lớn thạch ngồi chung quanh 12 tấm trên ghế bóng người, lúc này đều là không nhịn được bộc phát ra, xôn xao nghị luận. Khiêu chiến Vương Siêu. Hiển nhiên, cái này ở bọn họ xem ra, hoàn toàn là không tự lượng sức, thậm chí không biết sống chết sự việc. Dẫu sao điều này sao có thể thắng? Vương Siêu mấy tháng trước thì đã là bước vào chân nhân cảnh tầng 5 tầng thứ, thằng nhóc này có thể một loại là chân nhân cảnh tầng 5. Hắn trẻ tuổi như vậy, cho nên đây căn bản thì không thể. Lại là không thể nào, hắn vẫn còn là lại chủ động nói muốn khiêu chiến, đây không phải là không tự lượng sức, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, là cái gì. Trần tiên sinh, Mục Quân Hòa mặt liền biến sắc, hô một tiếng, Trần Phi nhưng không để ý tới hắn. Huyết Ưng phó các chủ cùng với Vương Siêu cũng là ánh mắt hơi đông lại một cái, chợt đồng loạt cười khanh khách cười một tiếng. Huyết Ưng phó các chủ cười mỉa nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, đánh một chàng là có thể, bất quá có chuyện ngươi được trước rõ ràng. Nếu là chiến đấu, vậy khẳng định biết đau thương không có mắt, đến lúc đó nếu không cẩn thận bị thương ngươi, không thua ở. Trần Phi cười một tiếng, cũng là nhìn Huyết Ưng phó các chủ, nhàn nhạt nói, vừa vặn ta cũng là muốn hỏi đây. Nếu như ta vô tình giết hắn, sẽ như thế nào? Trần Phi câu hỏi, làm tất cả mọi người trong mắt cũng ngưng luyện một lần, nếu như hắn giết Vương Siêu, sẽ như thế nào? Đầu tiên, trước không nói bọn họ bây giờ thực lực này to lớn cái hào rộng chênh lệch, liền nói cái này Vương Siêu, chính là Huyết Ưng phó các chủ thủ hạ trọng tướng. Cũng là cái này Phù Tiên các tương lai nhân vật quyền thế, cứ như vậy, rất hiển nhiên Trần Phi là không thể nào có thể giết Vương Siêu. Trừ phi hắn muốn cùng Phù Tiên các hoàn toàn trở mặt. Mà Vương Siêu nhưng không cần có như vậy cố kỵ, có thể giết hắn, giết chính là. Cho nên, cái này nhìn như công bình chiến đấu, thực thì cũng chẳng phải công bằng. Bất quá Trần Phi cũng đích xác là gan lớn, dám làm Phù Tiên các hai vị các chủ, hai lớn chân quân cảnh nhân vật trước mặt, nói muốn giết người. Cười nhạo, vậy Vương Siêu nghe vậy cũng giống là nghe cái gì tức cười cười nhạo. Nói, ngươi nếu là có thể để giết ta, ta bảo đảm tuyệt sẽ không có người truy cứu ngươi, như thế nào? Đau thương không có mắt, nếu là thật người chết, đó cũng là lỗi do tự mình gánh, mệnh nên như thế nào? Từ làm không cần truy kích, đây là, vậy Hắc Thương chân quân lười biếng mở miệng, cặp mắt mở ra gian là có rõ ràng lãnh ý hiện lên. Hắn lời này, thực ra là Trần Phi, xử tử hình. Bởi vì cho dù là hắn, vậy khẳng định, Trần Phi như vậy trẻ tuổi. Sao có thể sẽ là thật người cảnh tầng 5 Vương Siêu đối thủ? Cuộc chiến đấu này ban đầu, liền nhất định là nghiền ép, sẽ không còn những thứ khác bất kỳ bất ngờ. Chỉ có vậy Linh Đồng chân quân khẽ nhíu mày nhìn Trần Phi, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhưng do dự chốc lát, hắn nhưng cũng vẫn là không nói gì. Dẫu sao Vương Siêu chân nhân cảnh tầng 5 cảnh giới thực lực sống sờ sờ đặt ở vậy, cho nên coi như là hắn, cũng không tin Trần Phi có thể thắng. Nhiều lắm là cũng chính là thằng nhóc kia có chút kỳ quái mà thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái gì. Vương Siêu, đi bên ngoài đi, đừng để cho cái này không đầu óc ngu xuẩn nhiễu đến mọi người tính chất. Huyết Ưng phó các chủ cũng nghĩ là như vậy, thậm chí cũng cảm thấy lười được lại xem Trần Phi một mắt, giơ giơ lên tay, nhàn nhạt nói. Ừ, Vương Siêu lạnh gật đầu cười, xông lên cái này Trần Phi cười mỉa, mặt đầy nói châm chọc, đi thôi, đi bên ngoài. Có lẽ ngươi còn có thể bại thể diện một ít. Không cần, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Làm sao, muốn đổi ý? Vậy Vương Siêu khóe miệng vẽn lên liền châm chọc độ cong, cười lạnh hỏi. Đổi ý, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nói ta chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này là đủ rồi. Ngươi động thủ trước đi, nếu không nếu là ta động thủ trước, ta sợ ngươi liền trưng bày cơ hội cũng không có, sẽ đi gặp Diêm Vương. Ừ. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn miệng thả cuồng ngôn Trần Phi, thằng nhóc này, có phải hay không đầu óc thật có vấn đề gì? Tự trêu chọc. Vậy Vương Siêu ánh mắt lạnh lùng ngưng ngưng, chợt trên mặt lộ ra lau một cái âm ngoan vẻ, quát to một tiếng, chỉ gặp hắn hẹp dài ngón tay bữa trước lúc hiện đầy giống như là răng nhọn vậy, sắc bén vô cùng màu xanh ánh sáng. Vậy khí phách tương đối khiếp người, rất đáng sợ. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Ầm ầm ầm. Vậy Vương Siêu cặp mắt tràn ngập âm ngoan vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi, mà một giây kế tiếp, hắn bàn chân giẫm một cái,
do đặc thù chất liệu chế tạo sàn nhà nhất thời văng tung tóe ra một đạo liệt ngân. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, hắn thân thể cũng là biến thành một tia chớp, ngay lập tức gian liền là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, ngay đầu, một chưởng chính là bổ xuống. Cuốn lên đáng sợ lăng ba, sáng chói cực kỳ, tràn đầy khủng bố sát ý. Xanh lơ nứt ra ba chưởng. Một chưởng này đánh ra, phảng phất là làm điện vũ này bên trong không gian đều dao động mở, mang theo cuốn chiến ý cường hãn, cùng gió, cùng linh khí, cùng sát ý tụ tập với nhau, tựa như là tan biến gió bão vậy. Sát theo, vậy giữa trời đất mọi người trong tầm mắt chính là có một đạo kinh khủng xanh lơ ba chấn động đi tới trước, vô cùng đáng sợ, hướng Trần Phi chỗ ở bên trong khu vực che mất đi. Mà ở thấy một màn này, nhìn gặp Vương Siêu một chưởng này uy thế, tuy không phải hắn toàn lực, nhưng cũng là có thể vòng có thể điểm. Bởi vì như lúc này là bọn họ đi lên, đối mặt với một chưởng này tấn công tới, chỉ sợ cũng phải là nghiêm túc xử lý mới được, nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mà vậy rất hiển nhiên liền chân nhân cảnh tầng 5 đều không phải là tiểu tử, đang đối mặt cái này sức mạnh như thế nhất kích, lại sao có thể? Ừ, hắn làm sao không tránh? Điên rồi sao? Mọi người ánh mắt chợt ngưng ngưng, bởi vì bọn họ lúc này bất ngờ phát hiện, đối mặt với Vương Siêu uy thế này kinh người một trường, Trần Phi lại có thể không nhúc nhích tí nào, liền tránh đều không mang tránh một chút, ngu chứ? Không phải là sợ choáng váng chứ? Huyết ưng phó các chủ mặt đầy giễu cợt, nói, liền loại hóa sắc này, vậy không biết xấu hổ, dám khiêu chiến thủ hạ hắn trọng tướng Vương Siêu. Thật là không tự lượng sức. Những người khác hơn phân nửa cũng là hoặc nhiều hoặc thiếu ôm như vậy ý tưởng, lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên động. Chỉ gặp bàn tay đưa ra, giống như nhẹ nhõm cùng vậy xanh lơ ba đụng một cái. Ông nhất thời, kinh người chiến minh vang lên, vị kia là kinh người xanh lơ ba lại nhanh chóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu tán đứng lên. Sóng trùng kích tứ tán bão táp, tàn phá mở, sau lại rất mau biến mất không thấy. Cái gì, mọi người khó tin nhìn Trần Phi, thiếu chút nữa xuất hiện xôn xao tiếng. Hắn làm sao làm được, cứ như vậy giơ tay lên hạ, liền đem vậy Vương Siêu, xanh lơ nứt ra ba trưởng, tùy ý cản lại. Hình bầu dục kia trên đài cao, hai vị chân quân cảnh nhân vật đều là sắc mặt đồng thời hơi híp một chút. Vậy Linh Đồng chân quân ánh mắt kinh dị rơi xuống Trần Phi trên mình, vừa suy nghĩ đánh giá, một bên lẩm bẩm nói, thân xác. Hắn tựa hồ nhìn xảy ra chút cái gì? Ngươi, làm sao, cái này không thể nào. Vậy Vương Siêu sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ. Mà lúc này, Trần Phi nhưng cười lên, nói, để cho ngươi động thủ trước, bây giờ, nên ta, chuẩn bị. Tiếp hảo. Dứt lời, Trần Phi lấy chỉ đời kiếm, giơ tay lên chính là hướng vậy Vương Siêu hư không rạch một cái, nhất thời, một đạo màu sữa kiếm mang hoa phá hư không chém ra, làm vậy tất cả mọi người đều cảm nhận được hít thở khó khăn sắc bén lực lượng. Cường hãn làm người ta sợ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, một kiếm này tốc độ cũng quá nhanh. Cũng chỉ là chớp mắt gian, cái này nhũ kiếm mang màu trắng liền đem vậy Vương Siêu ngực đánh trúng. À! Lăng Liệt kêu thảm thiết, máu tươi bão táp, vậy Vương Siêu thân ảnh nhất thời bay rớt ra ngoài, như diều đứt dây, máu nhuộm đầy đất, rồi sau đó trùng trùng đụng vào vậy điện vũ trên tường, còn xuyên đâm ra ngoài, ầm 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 tiếng sau đó, vách tường kia nhiều hơn một cái bốc khói lỗ lớn. Mà vậy Vương Siêu, thì đã là bay ra đền bên ngoài, sống chết không rõ. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt co rúm lại, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ ai vậy không cách nào tưởng tượng, cái này Vương Siêu, chân nhân cảnh tầng 5 thực lực, lại liền Trần Phi một chiêu đều không tiếp theo, đây cũng quá cái gì đó đi. Cùng lúc đó, Trần Phi vỗ tay một cái, xoay người tiến lên đón vậy Hắc Thương chân quân, Linh Đồng chân quân một cái âm lãnh. Một cái nhíu mày thần thái, không có gợn sóng thanh âm, lại lần nữa chậm rãi vang lên. Người này tựa hồ không thế nào phải, nếu không, cái kế tiếp. T, làm Trần Phi cái này không có gợn sóng thanh âm vang lên sau đó, toàn bộ đền bên trong, bao gồm vậy Mục Quân Hòa đều là trầm mặc tức lộn ruột, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có hình bầu dục kia trên thạch đài, Hắc Thương chân quân sắc mặt âm trầm như rắn độc vậy, khói mù khó khăn xem. Ở nhà mình ổ bị người khiêu khích. Càn dỡ thành như vậy, sợ rằng đổi thành bất kỳ người nào khác, tâm tình cũng không khả năng sẽ tốt đi nơi nào chứ. Trách không được dám như vậy ngông cuồng, nguyên lai là có chút thực lực. Trước,
chúng ta ngược lại là cũng nhìn lầm à. Vậy Hắc Thương Chân Quân lạnh lùng nhìn Trần Phi, hờ hững bất thiện nói. Trần Phi nhún vai cười một tiếng, lại không để ý chút nào đối phương đây chính là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, tuét miệng nói còn tiếp tục sao. Huyết ưng, ngươi lên. Vậy Hắc Thương Chân Quân mặt không cảm giác, lời nói nhưng là băng lạnh lùng nói. Nếu không phải sợ truyền đi bị người chỉ nói ỉ lớn hiếp nhỏ, hắn bây giờ cũng có chút muốn tự mình đem cái này phách lối tiểu tử tiêu diệt. Thằng nhóc này không giết chết, bọn họ Phù Tiên Các là thật mặt mũi vô tồn. Huyết ưng phó các chủ lúc này cũng là sâu thở một hơi, ánh mắt âm lãnh, uy nghiêm nhìn Trần Phi, toát ra kinh người sát ý, băng lạnh lùng nói, người nếu như thế phải, hai ta lại tiếp tục đánh một tràng. Tùy tiện, Trần Phi cười nhạt nói, hắn vốn là bởi vì trong lòng khó chịu, tới gây chuyện, cho nên dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt nhiều đi nữa đánh mấy trận. Hơn nữa, hắn thật ra thì cũng có chút nhìn tên này không quá thuận mắt, cho nên dứt khoát cùng nhau thu thập, được. Theo ta đi ra, huyết ưng phó các chủ con người uy nghiêm quét mắt Trần Phi, sắc mặt âm lạnh, chợt xoay người hướng vậy đền đi ra ngoài. Hắn nhưng mà chân nhân cảnh tầng 5 cường giả đỉnh phong, nếu thật là toàn lực ra tay, điện vũ này tuyệt đối không nhịn được, cho nên phải đi ra ngoài đánh. Mà lần này Trần Phi nghe vậy, cười nhạt, ngược lại cũng không cự tuyệt, chợt đi theo cũng là đi ra đền ra. Điện vũ này bên ngoài, vừa vặn có một mảnh rất rộng đất đai, thích hợp chiến đấu. Những người khác cũng là nhanh chóng đi theo ra ngoài. Mặc dù ta thừa nhận quả thật có chút xem thường ngươi, bất quá, ở ta trước mặt ta sẽ để cho ngươi ý thức được, ngươi từ đầu đến cuối vẫn là nhỏ yếu như vậy, mà ta huyết ưng muốn giết ngươi, lại giống như giết chết con kiến như nhau đơn giản, hiểu không? Đứng vào vị trí, huyết ưng phó các chủ nâng lên cánh tay, nhất thời một vòng bánh xe quạt lông hư không hiển hiện ra, toát ra sắc bén vô cùng màu máu ánh sáng rực rỡ. Bị hắn huy động gian, nhất thời một vòng bánh xe vũ mao cứng rắn như thiết, phải qua hư không, xuyên thủng đi ra ngoài, không gian phát ra the thé chói tai duệ tiếng. Chìm ngập hướng Trần Phi. Vũ khí này rất đáng sợ, ít nhất đều là hoàng kim cấp pháp bảo trở lên. Mà ở huyết ưng phát động công kích này đồng thời, Trần Phi trên mình, một đạo kinh khủng kiếm ý đằng bay ra ngoài, hắn cả người trên mình đi theo đều là toát ra kinh khủng sắc bén hơi thở. Vô địch, đáng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, Trần Phi giống như là một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phải đem tất cả ngăn ở người trước mặt cũng chém rớt. Vô hạ kiếm ý, vậy linh đồng chân quân con ngươi chợt rụt một cái, bước lên trước, khó tin nhìn Trần Phi. Cái gì, một bên, vậy Hắc Thương chân quân hung hăng nhíu mày một cái, nói. Vô hạ kiếm ý, lại có thể thật là vô hạ kiếm ý. Thằng nhóc này là cái kiếm tu, hơn nữa hắn kiếm đạo cảnh giới đã là đạt tới một cái rất kinh người tầng thứ. Linh đồng chân quân mặt đầy phức tạp nói, như hắn sớm biết như vậy, sợ rằng ban đầu thì biết ngăn cản. Có thể lĩnh ngộ vô hạ kiếm ý người, còn trẻ tuổi như vậy, dùng đầu ngón chân muốn loại người này tốt nhất đều là không nên đắc tội, mà bây giờ. Ai, bây giờ thật giống như nói gì cũng đã muộn. Ngươi nói là kiếm tu cái đó vô hạ kiếm ý, hắn, vậy Hắc Thương chân quân nghe vậy sắc mặt cũng là chợt biến đổi, rồi sau đó trầm mặc, một lúc sau mới âm lãnh nhếch mép. Lạnh nhạt nói, coi như là vậy vô hạ kiếm ý thì như thế nào? Huyết ưng thực lực so với nửa bước nguyên đan cũng ước chừng chỉ kém chút nào, thằng nhóc này liền chân nhân cảnh tầng 5 cũng không đạt tới, tất bại không thể nghi ngờ. Tất bại không thể nghi ngờ. Linh đồng chân quân cười khổ cười, tuy nói hắn cũng biết, trên lý thuyết đích xác là như vậy, Trần Phi cảnh giới tu vi liền chân nhân cảnh tầng 5 cũng không có, cái này bây giờ đối với lên chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp huyết ưng. Coi như là có vô hạ kiếm ý, cũng không khả năng lật bàn. Nhưng nếu là thật như vậy, hắn tại sao còn muốn tiếp tục đánh? Là hắn ngu xuẩn. Linh đồng chân quân ánh mắt không khỏi rơi xuống Trần Phi vậy mây thưa gió nhẹ trên mặt, người như vậy, thật sẽ phạm cái loại đó sai lầm cấp thấp, ngu xuẩn. Giết, cùng lúc đó máu kia ưng trong miệng khạc ra một đạo chữ giết, cả người bị màu máu hơi thở bọc, bóng người đã là nhanh như tia chớp, xông về Trần Phi. Phốc suy, giống như là sắc bén vô cùng đao cái cắt rời sắt thép thanh âm. Từng đạo thanh âm đáng sợ chấn động người màng nhĩ, một giây kế tiếp, liền gặp vậy Trần Phi đỉnh đầu, bàng bạc, vô tận bánh xe quạt lông vũ mao vô số xuất hiện ở nơi đó, ngút trời kinh người hơi thở cuồn cuộn xông ra. Vậy bánh xe quạt lông vũ mao số lượng quá nhiều, phát ra thanh âm bén nhọn, cùng trong chốc lát,
vô số đạo màu đen điểm sáng lăng không hướng Trần Phi đầu ám sát đi. Mỗi một đạo ánh sáng bạc đều là vậy bánh xe quạt lông vũ mao, vô cùng lợi hại, sắc bén vô cùng, làm vậy không khí cũng tạo nên sóng gợn. Huyết ưng thực lực, thật là lợi hại,